ngay cả ba vị bá chủ lớn còn lại cũng không dám đắc tội Long Tuyền Sơn Trang. Một khi đắc tội với Long Tuyền Sơn Trang, cũng tương đương với việc đắc tội toàn bộ giới võ đạo ở Tây Nam. Hôm nay là ngày cưới của thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang và con gái của tông chủ Vạn Kiếm Tông, một trong những tông môn đứng đầu giới võ đạo ở Tây Nam. Tất cả các thế lực võ đạo nổi tiếng ở giới võ đạo Tây Nam đều đã được mời, bao gồm cả các gia tộc giàu có lớn ở khu vực Tây Nam và các thế lực khác đều tới tham dự. Hôm nay, ở Long Tuyền Sơn Trang tràn ngập niềm vui, đầy đủ quan khách và bạn bè. Trong sơn trang này được bày hàng trăm bàn tiệc rượu. Phía trước những bàn tiệc này là hai chiếc ghế bành, Đặng Vi, trang chủ của Sơn Trang Long Tuyền, và Ngô Thành, tông chủ của Vạn Kiếm Tông, đang ngồi trên đó, cả hai đều cười rất vui vẻ. Đặng Hải, thiếu chủ của Long Tuyền Sơn Trang và Ngô Yến, con gái của tông chủ Vạn Kiếm Tông, mặc đồ cưới, tay trong tay bước đi trên thảm đỏ dài hàng chục mét, đi về phía trường. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến trước mặt Đặng Vi và Ngô Thành và hành lễ với hai người họ. Hải Nhi, Tiểu Yến, từ nay về sau các con đã là vợ chồng, phải tôn trọng nhau như khách, cùng nhau trải qua quãng đời còn lại. Đặng Vi nhìn hai người nói. Vâng thưa cha. Đặng Hải gật đầu, Ngô Yến cũng thưa vâng. Ngay sau đó, bọn họ sẽ bắt đầu bái đường thành thân. Bùm! Đúng lúc này, một tiếng gầm rú vang lên từ bên ngoài sơn trang. Một cỗ quan tài màu đen từ bên ngoài bay vào, rơi xuống giữa sơn trang, đập nát mấy cái bàn, những vị khách có mặt ở đây đều hoảng sợ. Khi mọi người nhìn thấy cỗ quan tài này, vẻ mặt của họ thay đổi. Tại hôn lễ của thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang, lại có người dám mang quan tài đến, đây chẳng phải là đang khiêu khích toàn bộ Long Tuyền Sơn Trang sao? Lúc này, sắc mặt của Đặng Vi và Ngô Thành đều tối sầm xuống, trông rất khó coi, Đặng Hải thậm chí còn hét lên. Ai dám gây rối trong đám cưới của bổn thiếu chủ, đứng ra cho tôi. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ bên ngoài sơn trang. Một bóng người với mái tóc rối bù, râu ria xồm xoàm, mặc quần áo rách dưới bước vào, phía sau người đó là thi thể của hộ vệ Long Tuyền Sơn Trang đang nằm la liệt trên mặt đất. Người này là ai? Mọi người có mặt đều nhìn người đàn ông này với vẻ mặt bối rối. Bóng người có đầu tóc rối bù này đi thẳng đến trước quan tài, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt lạnh lùng khát máu nhìn chằm chằm Đặng Hải, hét lớn, hôm nay là ngày cưới của thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang, Tần Thành tôi đặc biệt đưa tặng một cỗ quan tài như một món quà, hy vọng vui lòng nhận cho. Người này không ai khác chính là Chiến Vương Chín Ngón, Tần Thành. Là cậu. Cậu thực sự đã ra khỏi nhà tù. Đặng Hải nhìn Tần Thành, đồng tử co rút, kinh hãi nói. Đúng vậy. Tôi đã ra khỏi nhà tù Tây Nam, anh rất thất vọng đúng không? Năm đó, anh đã làm nhục vị hôn thê của tôi, thậm chí còn ép cô ấy nhảy lầu tự tử, mối thù này tôi đã nói chắc chắn sẽ trả. Suốt 3 năm, không có ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ đến cách giết anh. Đúng lúc hôm nay anh kết hôn, để tôi tiễn anh một đoạn đường. Tần Thành nhìn chằm chằm Đặng Hải bằng vẻ mặt đầy sát khí, hắn ta dùng chân đá ra một cú, cỗ quan tài kia bay về phía Đặng Hải. Sắc mặt Đặng Hải biến đổi, tung ra một chưởng, đánh cho cỗ quan tài này vỡ nát, mảnh vụn bay đầy trời. Lúc này, Tần Thành nhanh chóng lao tới, tung một cú đấm chết chóc về phía Đặng Hải. Khi Tần Thành tung ra cú đấm này, vẻ mặt Đặng Hải thay đổi, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm chết chóc mãnh liệt. Vèo! Vào thời khắc mấu chốt, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện, đâm về phía Tần Thành, buộc hắn ta phải lùi lại vài bước. Chủ nhân của tia kiếm quang này không ai khác chính là Đặng Vi, trang chủ của Long Tuyền Sơn Trang. Đặng Vi cầm một thanh kiếm trong tay, sắc mặt lạnh lùng nhìn Tần Thành chăm chú. Nhóc con, lúc trước nếu không phải thấy cậu cũng được coi là anh hùng của Long Quốc, cậu đã chết từ 3 năm trước, vậy mà bây giờ cậu còn không sợ chết dám đến tấn công con trai tôi, vậy thì hôm nay tôi không thể giữ cậu lại được. Xoẹt! Nói xong, ông ta vung kiếm chém về phía Tần Thành. Tần Thành nắm chặt nắm đấm, bộc phát ra sát khí ngút trời, vùng nắm đấm điên cuồng đấm ra, đối đầu trực diện với thanh kiếm trong tay Đặng Vi. Bùm bùm bùm. Sau một trận giao tranh ác liệt, cả hai bên đều lui về phía sau. Cổ trùng trong cơ thể cậu đã không còn nữa. Ai đã giúp cậu giải quyết nó? Đặng Vi nhìn Tần Thành, kinh ngạc nói. Bùm. Tần Thành không lãng phí thời gian, lần nữa xông ra, trong mắt hắn ta tràn ngập sát khí lạnh lùng. Sức mạnh toàn thân bộc phát ra ngoài mà không hề giữ lại,
tấn công điên cuồng. Với đòn tấn công điên cuồng của Tần Thành, cả hắn ta và Đặng Vi đều chiến đấu rất quyết liệt, ngang tài ngang sức. Phút phút, lúc này, lại một tia kiếm quang chói mắt lóe lên rồi biến mất, lao thẳng về phía Tần Thành. Sắc mặt Tần Thành thay đổi, hắn ta đang chiến đấu kịch liệt với Đặng Vi, không kịp ngăn cản một kiếm này, hắn ta chỉ có thể dùng hết toàn lực làm trạch thân thể sang một bên, một kiếm kia trực tiếp đâm vào bả vai. Tần Thành lập tức rên rỉ một tiếng, Đặng Vi nhân cơ hội này đá một chân vào người hắn ta. Phụt, Tần Thành bị đá bay ra ngoài, lăn lộn ngã xuống đất, nôn ra máu, máu từ bả vai không ngừng chảy ra. Chủ nhân của một kiếm vừa rồi là Ngô Thành, tông chủ của Vạn Kiếm Tông. Anh Ngô, cảm ơn anh. Đặng Vi nhìn Ngô Thành nói. Ngô Thành nhìn Tần Thành, lạnh lùng quát, nhãi danh, tôi mặc kệ cậu có thù oán gì với Đặng Hải, nhưng hôm nay là ngày cưới của con gái tôi, ai dám phá rối đám cưới của con gái tôi, thì người đó phải chết. Nói xong, ông ta dùng kiếm chém về phía Tần Thành. Vèo. Đúng lúc này, một cây kim châm nhanh chóng phóng tới, trực tiếp đánh vào thanh kiếm trong tay Ngô Thành. Rắc. Trong nháy mắt, thanh kiếm trong tay Ngô Thành bị kim châm đâm gãy. Lúc này, Ngô Thành và những người có mặt đều bị chấn động. Cộp cộp cộp. Bên ngoài Long Tuyển Sơn Trang, Diệp Phàm chắp tay đi vào, theo sau là đám người Hoàng Bộ Thương. Tần Thành nhìn Diệp Phàm xuất hiện, trong mắt lóe lên tia sáng. Vào lúc này, trong Long Tuyển Sơn Trang, tất cả những người đứng đầu của các thế lực đều đang nhìn chăm chú vào Diệp Phàm, rất nhiều người trong số họ thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy Diệp Phàm, chẳng hạn như gia chủ của gia tộc Cô Tô. Cậu ta vẫn còn sống. Cô Tô Thành nhìn Diệp Phàm, kinh ngạc nói. Trước đó ông ta biết được Diệp Phàm đã giết ba nhân vật lớn là Xuyên Vương, Mục Chiến và Lý Nguyên, và đã bị phía trên bắt giữ. Ông ta còn tưởng rằng đối phương đã chết, không ngờ chỉ mới được một ngày thì đối phương lại xuất hiện. Ngay cả giết vương gia và tướng quân mà vẫn bình yên vô sự, thì bản lĩnh phải lớn đến mức nào? Lúc này Cô Tô Thành nhìn Diệp Phàm, tim đập thình thịch, vô cùng chấn động. Ông không sao chứ? Diệp Phàm đi tới bên cạnh Tần Thành, nhìn hắn ta hỏi. Cảm ơn. Sao cậu lại tới đây? Tần Thành nhìn Diệp Phàm nói. Tôi nghe nói hôm nay thiếu chủ của Long Tuyển Sơn Trang kết hôn, muốn tới uống một chén rượu mừng. Diệp Phàm cười nói. Không phải ai cũng có thể uống rượu mừng của Long Tuyển Sơn Trang này. Đặng Vi nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng quát. Vậy sao? Diệp Phàm khẽ mỉm cười nói. Nếu đã như vậy, tôi thấy cũng không cần kết hôn nữa, dù sao hôm nay chú rể cũng không sống nổi. Xoẹt. Diệp Phàm vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Đặng Vi tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhãi danh, xem ra cậu và tên Tần Thành này là cùng một nhóm, nếu đã như vậy thì hôm nay các người cùng chết đi. Ngay lập tức, tất cả các hộ vệ cao thủ của Long Tuyển Sơn Trang lao ra với vũ khí trong tay, bao vây đám người Diệp Phàm với vẻ mặt đầy sát khí. Giết! Đặng Vi trực tiếp hét lên. Nhóm hộ vệ cao thủ của Long Tuyển Sơn Trang này đều tấn công về phía Diệp Phàm và Tần Thành. Xoẹt xoẹt xoẹt! Đám người Hoàng Bộ Thương, Mộ Bạch, Đồ Phu trực tiếp ra tay, giết chết hết những hộ vệ của Long Tuyển Sơn Trang. Nhìn thấy các hộ vệ cao thủ của Long Tuyển Sơn Trang lần lượt ngã xuống đất, sắc mặt Đặng Vi rất khó coi, ông ta trực tiếp ra hiệu cho người bên cạnh, sau đó nhìn về phía Ngô Thành, anh Ngô, xem ra hôm nay chúng tôi phải cần Vạn Kiếm Tông giúp đỡ. Những kẻ này dám phá hoại hôn lễ của con gái yêu quý của tôi, bọn họ đều đáng chết. Đệ tử Vạn Kiếm Tông nghe lệnh, giết cho tôi. Ngô Thành trực tiếp hét lên. Ông ta ra lệnh một tiếng, các đệ tử của Vạn Kiếm Tông xung quanh rút kiếm và tấn công về phía đám người của Diệp Phàm. Trong lúc nhất thời, hôn lễ này trực tiếp biến thành một cuộc chiến lớn. Phụt phụt phụt. Nhưng ngay cả khi các đệ tử của Vạn Kiếm Tông ra tay, cũng không phải là đối thủ của đám người Hoàng Bộ Thương. Lúc này, tất cả trưởng lão hộ pháp của Vạn Kiếm Tông đều đồng loạt ra tay, tấn công về phía bọn họ. Hô hô hô. Đối mặt với đám cường giả của Vạn Kiếm Tông này, Diệp Phàm vung tay lên, hàng chục mũi kim châm nhanh chóng bắn ra, đâm vào cơ thể bọn họ ngay tại chỗ. Bùm bùm bùm. Những cường giả của Vạn Kiếm Tông còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Xoẹt. Tất cả mọi người có mặt đều chấn động, những người đứng đầu các thế lực võ đạo trong giới võ đạo Tây Nam, đều tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn chiêu thức của Diệp Phàm.
vẻ mặt của Ngô Thành và Đặng Vi trông rất nặng nề, hai người trực tiếp lao tới tấn công về phía Diệp Phàm. Hai người này, một người là địa cảnh cấp 7, một người là địa cảnh tầng 9, hai người cộng lại có thể so sánh với cường giả nửa bước thiên cảnh. Nhưng hai người họ chẳng khác gì con kiến trước mặt Diệp Phàm. Bùm! Diệp Phàm đánh ra một chưởng, đem hai người này đánh bay ra xa. Phụt, phụt! Cơ thể của hai người ngã xuống đất, miệng điên cuồng nôn ra máu. 3. Lập tức, sắc mặt Đặng Hải và Ngô Yến thay đổi, đi về phía hai người bọn họ. Vào lúc này, các cao thủ, hộ vệ và đệ tử của Long Tuyền Sơn Trang và Vạn Kiếm Tông đều đã bị giết. Đi trả thù cho vị hôn thê của ông đi. Diệp Phàm nhìn Tần Thành nói. Tần Thành nghe được lời nói của Diệp Phàm, có chút giật mình, sau đó gật đầu, hắn ta đứng dậy, nhìn chằm chằm Đặng Hải, trực tiếp đi về phía đối phương. Cậu định làm gì? Đặng Hải nhìn thấy Tần Thành tới gần, sắc mặt thay đổi, hét lớn. Đi chết đi. Tần Thành nhìn Đặng Hải giận dữ gầm lên, sau đó trực tiếp lao thẳng về phía hắn ta, trong mắt tràn ngập sát ý vô tận. Không được. Đặng Vi nằm trên mặt đất, hai mắt đỏ đậm hét lên. Keng. Đột nhiên, một âm thanh kiếm trong trẻo và dễ nghe vang lên. Một thanh kiếm mang theo ánh sáng lạnh lẽo lao ra từ trong Long Tuyển Sơn Trang, như một sao băng lao thẳng về phía Tần Thành. Tần Thành nhìn thanh kiếm đang lao nhanh tới, hai mắt nheo lại, đột nhiên lui về phía sau tránh né, tránh đi thanh kiếm này. Xoẹt. Lúc này, một bóng người lao ra, chộp lấy thanh kiếm này, tản ra kiếm ý lạnh lùng. Người này có mái tóc bạc trắng và trông đã hơn 70 tuổi. Nhưng thanh kiếm ông ta cầm trong tay đã mang lại cho ông ta một khí thế phi thường, giống như một kiếm khách. Người bảo vệ, mau giết bọn họ. Đặng Vi nhìn ông lão này, nhanh chóng hét lên. Người này là người bảo vệ thanh kiếm Long Tuyền và cũng là người bảo vệ Long Tuyền Sơn Trang. Kiếm Long Tuyền là một thanh kiếm thần kỳ sắc bén, trong Long Tuyền Sơn Trang luôn có người bảo vệ qua nhiều thế hệ, và người này cũng là nhân vật mạnh nhất trong Long Tuyền Sơn Trang. Ông lão này là người bảo vệ thanh kiếm Long Tuyền. Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng sắc lạnh trong tay ông ta là thanh kiếm Long Tuyền, có thể chém sắt như chém bùn, thổi một sợi tóc vào lưỡi kiếm là đứt ngay. Kẻ xâm phạm Long Tuyền Sơn Trang, giết! Ông lão lạnh lùng hét lên. Nói xong ông ta cầm thanh kiếm Long Tuyền lao về phía Tần Thành chém giết. Bùm! Một kiếm này vung ra, trực tiếp xé nát thanh kiếm trống rỗng, một luồng kiếm khí sắc bén bộc phát ra. Tuy rằng thực lực của người này còn chưa tiến vào thiên cảnh, nhưng thanh kiếm Long Tuyền mà ông ta cầm trong tay, lại có thể thi triển ra kiếm khí mà chỉ có cường giả thiên cảnh mới có thể thi triển, đây chính là uy lực của thanh kiếm Long Tuyền. Đó chính là thanh kiếm Long Tuyền sao? Mạnh quá! Lúc này, những người đứng đầu của các thế lực võ đạo lớn đang có mặt đều nhìn thanh kiếm Long Tuyền với vẻ mặt kinh ngạc. Tần Thành nhìn thấy thanh kiếm Long Tuyền đang vút tới, sắc mặt thay đổi, cảm giác được áp lực rất lớn. Khi uy lực của thanh kiếm Long Tuyền bộc lộ ra, kiếm ý vô hình trực tiếp áp chế Tần Thành, khiến động tác của hắn ta bị chậm lại. Xoẹt! Diệp Phàm tiến lên một bước, đứng ở trước mặt Tần Thành. Với một cái vẫy tay, hắn đã phá hủy luồng kiếm khí kia. Lúc này, thanh kiếm Long Tuyền đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Phàm cử động hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy lưỡi kiếm của thanh kiếm Long Tuyền, khiến nó không thể động đậy. Sắc mặt của người bảo vệ thay đổi, tất cả mọi người có mặt đều bị kinh hãi. Bắt lấy thanh kiếm Long Tuyền có danh tiếng lừng lẫy bằng hai ngón tay. Làm sao có thể? Tất cả mọi người có mặt ở thế giới võ đạo Tây Nam và các gia tộc giàu có lớn ở khu vực Tây Nam đều bị thực lực của Diệp Phàm làm cho chấn động. Thanh kiếm là một thanh kiếm tốt, nhưng người sử dụng nó thì không ra gì. Thanh kiếm này bị lãng phí trong tay của ông. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Bùm! Hắn trực tiếp chộp lấy thanh kiếm Long Tuyền, đồng thời đá ra một chân, khiến người bảo vệ thanh kiếm Long Tuyền này bị bay ra ngoài và rơi xuống đất nôn ra máu. Kiếm này từ nay sẽ là của cậu. Diệp Phàm trực tiếp đưa thanh kiếm Long Tuyền cho Tần Thành. Hử! Tần Thành sững sờ khi nghe Diệp Phàm định đưa thanh kiếm này cho mình. Cầm nó, đi báo thù cho vị hôn thê của ông, thể hiện tâm huyết của một người đàn ông ra đi. Diệp Phàm nhìn Tần Thành, hét lớn. Ánh mắt Tần Thành lóe lên, dùng bàn tay phải bị chặt đứt một lóng tay nắm lấy thanh kiếm Long Tuyền, trực tiếp chém về phía Đặng Hải. Phụt!
Lần này Đặng Hải còn chưa kịp mở miệng đã bị Tần Thành cầm thanh kiếm Long Tuyền chém làm đôi. Hải Nhi. Đặng Vi nhìn con trai mình bị giết, khuôn mặt như muốn nứt ra mà hét lên. Tao muốn mày chết. Lập tức, Đặng Vi nhìn Tần Thành tức giận gầm lên. Cộp cộp cộp. Từng nhóm binh lính được trang bị vũ khí từ bên ngoài sơn trang lao vào, dẫn đầu là Miêu Thiên, vị quan chỉ huy duy nhất hiện tại của chiến khu Tây Bộ. Miêu tướng quân, đến vừa lúc, giết bọn họ cho tôi. Tôi muốn chúng bị xé thành từng mảnh. Đặng Vi nhìn thấy Miêu Thiên xuất hiện liền hét lên với vẻ mặt dữ tợn. Miêu tướng quân. Tần Thành nhìn chăm chú vào Miêu Thiên, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy hận ý. Miêu Thiên nhìn Tần Thành, sắc mặt hơi thay đổi. Nhưng khi ông ta nhìn thấy đám người Diệp Phàm và Hoàng Bộ Thương, ông ta cau mày, nhưng cũng không nói gì mà nhìn Tần Thành hét lớn. Tần Thành, cậu thật to gan, dám vượt ngục, cậu muốn bị bắn sao? Bây giờ tôi đã báo thù xong, muốn bắn chết thì bắn đi. Nhưng Miêu Thiên, ông không xứng làm tướng quân. Tần Thành nhìn Miêu Thiên, lạnh lùng nói. Cậu! Sắc mặt Miêu Thiên trầm xuống, ông ta đang muốn nói gì đó, thì giọng nói của Diệp Phàm vang lên. Ông cũng có thù oán với ông ta à? Diệp Phàm liếc nhìn Tần Thành. Năm đó ông ta đã cấu kết với Long Tuyền Sơn Trang để bỏ cổ vào người tôi, hơn nữa còn tước bỏ chức vụ của tôi trong quân đội, đưa tôi đến nhà tù Tây Nam. Tần Thành nhìn Miêu Thiên, lạnh lùng nói. Ông cũng biết bỏ cổ sao? Diệp Phàm kinh ngạc liếc nhìn Miêu Thiên. Người đâu, bắt Tần Thành lại. Miêu Thiên trực tiếp hét lên. Để tôi xem ai dám động. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn ra lệnh một tiếng, khiến nhóm binh lính của chiến khu Tây Bộ sợ hãi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Miêu Thiên, đi về phía ông ta. Vèo. Miêu Thiên nhìn thấy Diệp Phàm tới gần, vẻ mặt nặng nề, vung tay lên, một tia sáng màu đen bắn nhanh về phía Diệp Phàm, chính là cổ trùng. Phun. Diệp Phàm vung tay lên, một thanh kiếm ngắn màu đen đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chém cổ trùng ra làm đôi. Lập tức Miêu Thiên lại ra tay, phóng một đám cổ trùng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vung vẩy thanh kiếm ngắn màu đen, giết hết đám cổ trùng này từng con một, Miêu Thiên nhân cơ hội này dùng tay bắt ấn và lao về phía hắn. Cẩn thận, thiếu quân chủ. Sắc mặt đám người Hoàng Bộ Thương thay đổi, bọn họ định trực tiếp ra tay. Trong trận chiến đêm qua, Miêu Thiên không hề ra tay, đám người Hoàng Bộ Thương không ngờ người này lại có bản lĩnh như vậy. Nhưng rõ ràng đám người Hoàng Bộ Thương đã quá lo lắng, Miêu Thiên không thể nào làm tổn thương Diệp Phàm được. Phụt, thanh kiếm ngắn màu đen trong tay Diệp Phàm lấy tốc độ cực nhanh đâm xuyên cái ấn do Miêu Thiên tạo ra, đâm thẳng vào cổ ông ta, một kiếm giết chết ông ta. Miêu Thiên mở to mắt nhìn Diệp Phàm, lộ ra vẻ không thể tin được. Ông ta trực tiếp ngã xuống đất và chết không nhắm mắt. SSSSS. Khi vị quan chỉ huy của chiến khu Tây Bộ bị giết, mọi người có mặt đều hít một hơi thật sâu. Đặng Vi càng sốc đến ngẩn người. Về phần các binh lính của chiến khu Tây Bộ, tất cả bọn họ đều vô cùng chấn động. Ông cũng đi chết luôn đi. Diệp Phàm nhìn Đặng Vi lạnh lùng nói. Hắn vung thanh kiếm trong tay lên, một tia kiếm khí bắn ra, trực tiếp giết chết Đặng Vi. Kiếm khí. Các cường giả của giới võ đạo Tây Nam nhìn kiếm khí mà Diệp Phàm chém ra, cả đám đều lộ vẻ kinh ngạc. Kiếm khí này chỉ có võ giả đạt tới tu vi thiên cảnh mới có thể sử dụng được. Tất nhiên, nếu có vũ khí thần kỳ sắc bén như thanh kiếm Long Tuyền, thì cũng có thể sử dụng nó. Nhưng thanh kiếm ngắn màu đen trong tay Diệp Phàm lại không giống một thanh kiếm quý báu gì, nhưng hắn vẫn có thể thi triển kiếm khí, vậy chẳng phải chứng tỏ. Giờ phút này, tất cả mọi người có mặt đều không dám nghĩ tiếp nữa, thật sự không thể tưởng tượng được. Ông muốn chết hay muốn sống? Diệp Phàm liếc mắt nhìn về phía người bảo vệ kia, lạnh lùng nói. Nếu thanh kiếm Long Tuyền đã thất lạc trong tay tôi, vậy tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, muốn giết cứ giết. Người bảo vệ này hét lên lạnh lùng. Mặc dù thanh kiếm Long Tuyền đã không còn, nhưng Long Tuyền Sơn Trang vẫn còn đó, ông muốn toàn bộ người Long Tuyền Sơn Trang cùng chết với ông sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Xoẹt. Sắc mặt người bảo vệ thay đổi, nói. Muốn giết thì cứ giết tôi đi, không liên quan gì tới những người khác trong Long Tuyền Sơn Trang. Nếu hôm nay người của Long Tuyền Sơn Trang muốn sống sót, vậy từ nay về sau nhất định phải tuân theo lời nói của tôi, nếu không trên thế giới này sẽ không còn Long Tuyền Sơn Trang nữa. Tôi cho ông một ngày để suy nghĩ, ngày mai cho tôi đáp án.
Diệp Phàm liếc mắt nhìn người bảo vệ, trực tiếp rời đi. Sắc mặt của người bảo vệ kia liên tục thay đổi. Về phần đám người Diệp Phàm rời khỏi Sơn Trang, Tần Thành quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm nói, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi nhiều lần như vậy, tôi sẽ không bao giờ quên ân đức lớn lao của cậu, từ nay về sau, mạng sống của tôi thuộc về cậu. Nếu đã như vậy, tôi sẽ không khách sáo, từ nay về sau ông sẽ đi theo tôi. Diệp Phàm nói thẳng, sở dĩ hắn đặc biệt đi đến Long Tuyền Sơn Trang này là vì hắn rất tán thưởng vị chiến vương chín ngón này, không muốn một vị anh hùng của Long Quốc cứ vậy mà chết đi, hơn nữa hắn cũng muốn thu đối phương về dưới trướng của mình. Vâng thưa cậu, Tần Thành gật đầu. Ngay sau đó, bọn họ trở về Thục Châu. Khi Diệp Phàm trở về chỗ ở, hắn đảo mắt nhìn qua, sắc mặt lại thay đổi. Lúc này, bên ngoài nơi ở của Diệp Phàm và đường Sở Sở, một đám người mặc đồ đen đang bao vây đường Sở Sở, Cơ Như Yên, Hoa Hồng Đỏ và U Ảnh. Cuộc chiến giữa bọn họ vô cùng khốc liệt. Cách đó không xa có một bóng người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ, hai tay cầm dao, đang quan sát trận chiến trước mặt. Sau trận chiến đấu ác liệt, đám Cơ Như Yên giết chết mười mấy người, ai nấy đều mình đầy vết thương, không ngừng thở dốc. Tôi nhắc lại lần nữa, người thanh niên tên Diệp Phàm kia ở đâu? Lúc này, người mặc áo choàng đen nhìn mấy người đường Sở Sở lạnh lùng quát. Đường Sở Sở, Cơ Như Yên, Hồng Hoa Hồng đều mang vẻ mặt lạnh như băng, không trả lời. Không nói. Giết, không trừ một ai. Người khoác áo choàng ra lệnh. Lúc này, đám người mặc đồ đen tản ra sát khí vô cùng đáng sợ, bọn họ giống như sát thần đến từ địa ngục. Phút phút phút. Khi đối phương chuẩn bị xông về phía bốn người, từng tia sáng sắc bén bắn tới, đâm thẳng vào trong cơ thể những người mặc đồ đen. Ngay lập tức, từng người ngã xuống. Bóng dáng Diệp Phàm xuất hiện, ánh mắt lóe ra vẻ sắc. Các người là ai? Diệp Phàm hung ác nhìn đám người đối diện. Thiếu chủ, bọn họ là người của Đồ Long Sơn Trang. Cơ Như Yên nói. Đồ Long Sơn Trang. Cuối cùng người cũng xuất hiện. Người đàn ông mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên tia nham hiểm. Người muốn chết thế nào? Diệp Phàm nhìn đối phương, lạnh nhạt nói. Vụt. Cơ thể người đàn ông khẽ động, di chuyển như một tàn ảnh lao về phía Diệp Phàm, thực lực của hắn đã đạt tới thiên cảnh nửa bước, hơn nữa tốc độ ra tay rất nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Thanh đao trong tay hắn đã rút khỏi vỏ, đâm tới chỗ chí mạng của Diệp Phàm. Người này ra tay có thể nói là nhanh, tàn nhẫn, chính xác. Keng! Ngay khi người này đánh tới, không đợi Diệp Phàm ra tay, Hoàng Phố Thương đã rút kiếm. Hoàng Phố Thương cầm kiếm ngắn đánh lệch đao của đối phương, sau đó đâm vào ngực hắn ta. Người này phản ứng cũng rất nhanh, xoay người né kiếm của Hoàng Phố Thương rồi lui về phía sau mấy bước. Phút phút phút! Lúc này, đám người Mộ Bạch, Đồ Phu, Tần Thành cũng xông về phía đối phương. Keng keng keng. Hai bên chiến đấu kịch liệt, truyền ra liên tiếp tiếng kim loại leng keng. Gã cường giả khoác áo choàng đen, mang mặt nạ của Đồ Long Sơn Trang có thực lực rất mạnh, hơn nữa còn ra tay quyết đoán nhanh chóng, nhưng đối thủ của hắn là quân đoàn trưởng đầy kinh nghiệm chiến trường của quân Thiên Sách và chiến vương chín ngón cầm trong tay bảo kiếm Long Tuyền, dù cho sức chiến đấu có mạnh tới đâu thì cũng không kiên trì được bao lâu. Bịch. Rất nhanh. Vũ khí trong tay người này đã bị bảo kiếm Long Tuyền của Tần Thành đánh văng, Đồ Phu Nhân cơ hội đánh một chưởng trúng ngực, khiến hắn bay ra ngoài. Phụt! Đối phương nằm trên mặt đất, miệng phun ra máu, ngực như lõm vào, lộ cả xương trắng ra bên ngoài. Diệp Phàm đi về phía đối phương, chân dẫm lên người hắn ta, là ai sai khiến chúng mày tới giết tao? Đồ Long Sơn Trang chỉ lấy tiền làm việc, chưa bao giờ hỏi khách hàng là ai. Nếu Đồ Long Sơn Trang đã nhận đơn hàng, vậy thì ngươi nhất định phải chết. Người đàn ông lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Phụt! Dương Bách Xuyên không nói nhảm, hắn dẫm nát tim đối phương, máu tươi văng khắp nơi. Mọi người sao rồi? Ngay sau đó, Diệp Phàm đi tới cạnh các cô gái quan tâm nói. Anh Tiểu Phàm, bọn em không sao, không cần phải lo lắng. Đường Sở Sở lắc đầu. Bịch bịch bịch! Lúc này... Một nhóm người đi từ xa tới. Người đứng đầu không ai khác chính là một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Võng, người mà trước đó đã đối phó với quân Bạch Long, Cửu Tiễn hộ pháp, phía sau hắn còn có bốn vị thiên vương và hơn trăm cường giả của Thiên Võng. Mà mục đích bọn họ xuất hiện ở đây đương nhiên là vì Long Tỷ.
Người của Thiên Võng. Diệp Phàm nhìn Cửu Tiễn Hộ Pháp, liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương. Long tỷ đang ở trong tay ngươi. Cửu Tiễn Hộ Pháp lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Hóa ra tới đây vì Long tỷ. Không sai, Long tỷ đang ở trong tay ta. Diệp Phàm bĩu môi. Giao Long tỷ ra đây. Cửu Tiễn Hộ Pháp lạnh giọng quát. Nếu ta không giao ra thì sao? Diệp Phàm hờ hững đáp. Vậy thì chết. Cửu Tiễn Hộ Pháp trực tiếp rút một mũi tên từ sau lưng, dương cung bắn tên, ngay sau đó, mũi tên sắc bén lao nhanh về phía Diệp Phàm với tốc độ cực nhanh. Diệp Phàm vừa vung tay đã bắt được mũi tên của đối phương. Nhìn thấy Diệp Phàm dễ dàng bắt được mũi tên của Cửu Tiễn Hộ Pháp như vậy, vẻ mặt của đám cường giả Thiên Võng kia đều thay đổi, ai nấy đều vô cùng khiếp sợ. Tốc độ bắn tên của Cửu Tiễn Hộ Pháp còn kinh khủng hơn cả đạn, gã này lại dễ dàng bắt được. Sao có thể như vậy được? Cửu Tiễn Hộ Pháp thấy cảnh tượng này thì khựng lại, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh. Tốc độ bắn tên cũng tạm, nhưng mà vẫn quá chậm. Diệp Phàm lắc đầu. Vút. Ngay lập tức, Cửu Tiễn Hộ Pháp lại bắn một mũi tên về phía Diệp Phàm, tốc độ lần này nhanh hơn, xé rách không gian, truyền ra âm thanh chói tai. Vút. Diệp Phàm vung mũi tên đang cầm trong tay, trực tiếp bắn về phía Cửu Tiễn Hộ Pháp. Keng. Hai mũi tên va chạm trực tiếp với nhau, vang lên tiếng leng keng. Ngay sau đó, cảnh tượng khiến người ta không thể tin nổi đã xảy ra. Mũi tên Diệp Phàm ném ra trẻ đôi mũi tên của đối phương rồi bắn nhanh về phía Cửu Tiễn Hộ Pháp. Cảnh này khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Tiện tay ném một mũi tên mà còn kinh khủng hơn cả tay bắn cung chuyên nghiệp, có vẻ không thực tế lắm thì phải. Cửu Tiễn Hộ Pháp nhìn thấy mũi tên Diệp Phàm ném đang lao nhanh về phía mình. Vẻ mặt hắn thay đổi, không kịp rút tên, chỉ có thể quơ trường cung trong tay để ngăn cản. Răng rắc. Khi trường cung được đặc chế của Cửu Tiễn Hộ Pháp đánh vào mũi tên, cung trong tay hắn đã gãy. Phụt. Mũi tên nhọn sắc bén xuyên thấu bả vai Cửu Tiễn Hộ Pháp, máu tươi ứa ra. Bịch bịch bịch. Cơ thể Cửu Tiễn Hộ Pháp liên tục lùi về sau, nếu hắn không lấy trường cung cản kịp thời, sợ là mũi tên kia đã xuyên qua ngực hắn rồi. Hộ Pháp. Tứ Đại Thiên Vương nhìn Cửu Tiễn Hộ Pháp bị thương thì hô lên. Xin lỗi nhé, lại làm hỏng cung tên của ngươi rồi, cái cung này chất lượng cũng kém thật. Diệp Phàm bĩu môi nhìn Cửu Tiễn Hộ Pháp. Lời này khiến hai mắt của Cửu Tiễn Hộ Pháp híp lại, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ngân châm kia là cho ngươi phóng ra. Dương Bách Xuyên lạnh lùng đáp, không sai. Lúc này, Cửu Tiễn Hộ Pháp nhìn Diệp Phàm với ánh mắt nghiêm túc, hắn trực tiếp hô, rút. Cửu Tiễn Hộ Pháp, cứ rút lui như vậy sao? Vậy còn Long tỷ? Vẻ mặt của mấy thiên vương đều thay đổi khi nghe Cửu Tiễn Hộ Pháp nói. Rút, Cửu Tiễn Hộ Pháp lại ra lệnh. Ngay lập tức, đám người Thiên Võng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Bọn họ vừa rời đi, tiếng vỗ tay vang lên. Thú vị, không hổ là thiên tài thiên cảnh, quả nhiên lợi hại. Đi kèm tiếng vỗ tay là một giọng nói truyền tới. Lại thêm một nhóm người xuất hiện. Trên người bọn họ tản ra khí thức lạnh lẽo, người thì mang vẻ mặt như hung thần, người lại đầy sát ý, thậm chí còn toát ra hơi thở lạnh lẽo và khát máu, nhưng không ai trong số họ là người tốt. Trong đám người này có 5 người dẫn đầu, một người trong đó là Ngọc Diện thư sinh của ác nhân cốc. Lúc trước hắn muốn cướp đoạt Long tỷ, sau khi chứng kiến bản lĩnh khủng bố của Diệp Phàm thì chạy trốn, không ngờ lại xuất hiện rồi. Các ngươi là người của ác nhân cốc. Diệp Phàm lướt qua Ngọc Diện thư sinh, sau đó lại nhìn qua những người khác, hắn hử lạnh hỏi. Tứ đại ác nhân của ác nhân cốc, phụng mệnh ác chủ tới đây mang Long tỷ đi. Danh con, không muốn chết quá khó coi thì ngoan ngoãn giao Long tỷ ra, nếu không đừng trách 4 người chúng ta không khách khí, bọn ta cũng không giống Ngọc Diện thư sinh, chỉ được cái mã. Một gã đầu chọc miệng lớn, mặt mũi hung ác nhìn Diệp Phàm quát lớn. Ngọc Diện thư sinh nghe gã đầu chọc kia nói vậy thì khóe miệng co quắp, nhưng không dám phản bác. Mặc dù hắn và đối phương đều là một trong thập đại ác nhân của ác nhân cốc. Nhưng thập đại ác nhân lại chia làm 2 nhóm, trong đó mạnh nhất là 4 vị tự xưng tứ đại ác nhân, bọn họ được ác thủ chỉ điểm toàn bộ tấn thăng làm cao thủ thiên cảnh. Mà 6 người còn lại chỉ là địa cảnh, không cùng một cấp bậc với tứ đại ác nhân, vì thế nên Ngọc Diện thư sinh đối mặt với lời chê bai của cường giả thiên cảnh. Hắn cũng không dám nói gì. Một đám ác nhân, không sống cho tốt ở trong ác cốc, còn dám chạy tới gây sự, ta thấy các ngươi đây là chán sống rồi nhỉ.
Đồ phu chỉ tay về phía đối phương. Nói nhảm với bọn họ làm gì, trực tiếp giết là được. Vừa vặn vì dân trừ hại. Đoàn đao hừ lạnh nói. Bọn họ trực tiếp xông lên, chiến đấu ác liệt với mấy vị ác nhân và hàng trăm người của ác nhân cốc. Hoàng Phố Thương cùng Mộ Bạch đối chiến với tứ đại ác nhân của ác nhân cốc, hai bên giao đấu vô cùng kịch liệt. Diệp Phàm không tham gia mà lẳng lặng quan sát. Tuy thực lực của đám người ác nhân cốc này mạnh, nhưng không thương tổn được đám Hoàng Phố Thương, vừa vặn để cho bọn họ rèn luyện thực lực. Khi nhóm người này đang chiến đấu quyết liệt thì từ xa lại truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Rất nhanh, một đoàn thánh kỵ sĩ lại xuất hiện, lần này người cầm đầu là một người đàn ông ngoại quốc mặc chiến giáp màu trắng Nga, trong tay cầm một trường kiếm, cả người tản ra hơi thở thần thánh. Người này là đoàn trưởng Quang Tư đoàn thánh kỵ sĩ, đi theo sau hắn ta là mấy trưởng thánh kỵ sĩ và một đám chiến sĩ tinh nhuệ của đoàn thánh kỵ sĩ. Mày chính là Diệp Phàm. Quang Tư nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Lại là đoàn thánh kỵ sĩ. Mấy người đủ nhiều, không ngừng tìm chết. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Mày giết nhiều người của đoàn thánh kỵ sĩ như vậy, làm hao tổn vinh dự của đoàn thánh kỵ sĩ, hôm nay tao muốn mày chết không chỗ chôn. Quang Tư nói, trên người tản ra uy áp làm người hít thở không thông. Luồng uy áp này cực kỳ khủng bố, vượt xa thiên cảnh tam trọng, trực tiếp chấn áp đòn tấn công của đám người ác nhân cốc và Hoàng Bộ Thương. Chiến lực của vị đoàn trưởng này ít nhất là thiên cảnh ngũ trọng, thậm chí còn cao hơn. Chết đi. Quang Tư cầm trường kiếm, gần lên chém về phía Diệp Phàm. Ầm. Lúc này đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú, một bóng dáng màu đỏ lao ra tấn công Quang Tư. Quang Tư nghiêm mặt, vội vàng múa may thanh kiếm trong tay ngăn cản đòn tấn công này. Ầm ầm ầm. Một tiếng gầm rú vang lên. Vị đoàn trưởng này bị đối phương đâm bay ra ngoài, bao gồm trưởng thánh kỵ sĩ và các chiến sĩ đoàn thánh kỵ sĩ của hắn ta cũng bị lan đến. Tất cả bay ra ngoài ngã trên mặt đất hộc máu. Bóng hình màu đỏ này chính là A Cơ. Lúc này hai mắt của A Cơ đỏ bừng, tóc dài bay bay theo gió, cả người tản ra khí huyết sát kinh người. Khí chất của cô ta hoàn toàn khác với lúc trước. Diệp Phàm nhìn bộ dáng này của A Cơ, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Sau khi bọn họ lọt vào sự tập kích của đạn hỏa tiễn, A Cơ vẫn luôn hôn mê đến tận hôm nay. Không ngờ lúc này A Cơ lại thức tỉnh. Lại còn thay đổi hoàn toàn, hoặc nói cách khác đây mới là diện mạo vốn có của cô ta. Thánh nữ huyết tộc. Quang Tư khiếp sợ nói. Cô vẫn chưa chết. Quang Tư nặng nề nói. Đôi mắt màu đỏ của A Cơ nhìn chằm chằm Quang Tư, sau đó xông ra ngoài, hai tay hóa thành móng vuốt tấn công đối phương. Quang Tư biến sắc, múa may thanh kiếm trong tay để ngăn cản. Rắc. Kết quả chưa đến một giây. Thanh kiếm trong tay vị đoàn trưởng này bị móng vuốt của A Cơ chặt đứt. Phụt! Móng vuốt của A Cơ đâm thủng lồng ngực của Quang Tư, bóp nát trái tim của hắn ta. Cô! Quang Tư trừng to mắt, không nói lên lời, tắt thở. Vài vị trưởng thánh kỵ sĩ và chiến sĩ đoàn thánh kỵ sĩ ngạc nhiên đến đơ người. Tiếp theo A Cơ liếc nhìn thành viên đoàn thánh kỵ sĩ, trực tiếp xông lên điên cuồng giết chết bọn họ. Chỉ trong nháy mắt. Vài vị trưởng thánh kỵ sĩ và đám chiến sĩ tinh nhuệ nhất của đoàn thánh kỵ sĩ đều chết thảm trong tay A Cơ. Phụt! Đột nhiên A Cơ hộc máu, quỳ trên mặt đất, sắc mặt vặn vẹo lộ ra sự thống khổ. Diệp Phàm đi đến bên cạnh A Cơ, kiểm tra thân thể của đối phương, phát hiện một loại lực lượng đáng sợ đang tán loạn đánh sâu vào trong thân thể của cô ta. Lực lượng này cực kỳ khủng bố, nếu không khống chế được, nhẹ thì kinh mạch gân cốt bị hủy, nặng thì nổ tan xác. Diệp Phàm lập tức dùng ngân châm đâm vào trong cơ thể của A Cơ, tạm thời phong bế lực lượng của cô ta. Diệp Phàm bế A Cơ vào trong nhà, hắn không thèm để ý đám ác nhân cốc kia, dù sao có đám người Hoàng Bộ Thương ở đó. Ngược lại phải nhanh chóng giải quyết lực lượng trong cơ thể của A Cơ, nếu không sẽ bị thương, tổn hại đến tính mạng. Diệp Phàm ôm A Cơ vào phòng, đặt đối phương trên giường, sau đó bắt đầu thi châm muốn khống chế loại lực lượng này. Nhưng sức mạnh này vượt xa tưởng tượng của hắn, cho dù hắn thi triển cửu châm quỷ cốc cũng khó có thể khống chế được. Đột nhiên trong cơ thể A Cơ phát ra tiếng gầm rú, loại lực lượng kia bộc phát đẩy lùi Diệp Phàm, quần áo của A Cơ vỡ thành bột mịn. Thân mình hoàn mỹ không tì vết của A Cơ hoàn toàn bại lộ trong mắt Diệp Phàm. Ực! Diệp Phàm nuốt nước bọt. Hắn vội vàng niệm đạo đức kinh, áp chế suy nghĩ xấu trong lòng,
đồng thời múa may ngân châm đâm vào huyệt vị trong cơ thể A Cơ. Đâm xong 5 châm, Diệp Phàm lại đâm thêm châm nữa vào huyệt Thiên Mệnh. Châm thứ 6 hạ xuống, 5 châm trước bắt đầu kêu vang, chấn động với tần suất giống nhau. Đây là châm thứ 6 trong cửu châm quỷ cốc. Lúc trước Diệp Phàm thi triển nhiều nhất đến châm thứ 5, còn châm thứ 6, mặc dù Diệp Phàm đã tu tập gần xong nhưng chưa bao giờ thi triển. Lần này vì giải quyết lực lượng trong cơ thể A Cơ, hắn không thể không thi triển châm thứ 6. Sau khi thi triển châm thứ 6, lực lượng cuồng bạo trong cơ thể A Cơ bị áp chế xuống, bắt đầu bằng phẳng lại. Tiếp theo, dưới sự châm cứu liên tục của Diệp Phàm, lực lượng trong cơ thể A Cơ không hề tán loạn, bình tĩnh đi xuống. Phù! Đây là lần đầu tiên hắn đổ mồ hôi khi thi châm, có thể thấy được loại lực lượng này khó nhằn đến mức nào. Thánh nữ huyết tộc không hề đơn giản mà. Diệp Phàm lẩm bẩm. Chỉ với loại lực lượng này, chiến lực của A Cơ đã đạt đến trình độ Diệp Phàm không thể không nghiêm túc. Không nhiều đối thủ có thể làm Diệp Phàm nghiêm túc, ngoại trừ Phong Vô Ngân che giấu lực lượng, những người khác không đến mức làm hắn nghiêm túc, nhưng A Cơ lại có thể làm được, chứng tỏ loại lực lượng kia khủng bố đến mức nào. Đúng lúc này A Cơ mở mắt, đối diện với ánh mắt của Diệp Phàm. Hai người nhìn nhau, không khí như đọng lại. Cô tỉnh rồi. Diệp Phàm thấy A Cơ tỉnh lại, sắc mặt thay đổi. A Cơ nhìn về phía cơ thể mình, khi cô ta phát hiện cơ thể mình trần truồng, ánh mắt nghiêm lại. Cái đó. Diệp Phàm vội vàng mở miệng, nhưng hắn còn chưa nói xong, A Cơ nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, anh đã nhìn hết thân thể của tôi. Tôi. Diệp Phàm đang định giải thích, lời nói của A Cơ làm hắn sửng sốt, hiện tại anh có hai lựa chọn, hoặc cưới tôi hoặc tôi giết anh. Cô có ý gì? Diệp Phàm nhíu mày. Cưới tôi hoặc chết? Chính anh lựa chọn đi. A Cơ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Nếu tôi không chọn thì sao? Cô đừng quên tôi đã cứu cô. Diệp Phàm bĩu môi. Nếu anh không chọn, tôi đành phải. Đột nhiên A Cơ làm ra một hành động làm Diệp Phàm kinh ngạc. Nếu anh không chọn, vậy tôi chỉ có thể. A Cơ vừa nói vừa bày ra động tác khiến Diệp Phàm chấn động, cô ta đưa tay tự đánh một chưởng vào người chính mình, rõ ràng là muốn tự sát. Sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, hắn chợt nắm lấy bàn tay của đối phương và nói, cô định làm gì vậy? Anh đã cứu tôi nên tôi không thể giết anh, vì vậy tôi chỉ có thể tự sát để đảm bảo sự trong sạch của thánh nữ huyết tộc. A Cơ lạnh lùng nói. Đây là quy tắc gì thế, cùng lắm là chỉ bị nhìn thấy thân thể chứ có phải bị lấy đi sự trong sạch đâu. Diệp Phàm bĩu môi giễu cợt. Thân thể của thánh nữ huyết tộc chỉ có thể được huyết hoàng tương lai mới có thể nhìn thấy, nếu người khác nhìn thấy thì chỉ có thể giết người đó hoặc là tự sát, đương nhiên, cũng có thể là nguyện ý từ bỏ thân phận thánh nữ hoặc là có thể để đối phương cưới mình làm vợ. A Cơ từ tốn nói. Thân thể của ngươi chỉ có thể để huyết hoàng nhìn thấy. Cái quy tắc gì thế? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Huyết hoàng là thủ lĩnh tối cao của huyết tộc, mà sự tồn tại của thánh nữ huyết tộc là để giúp huyết hoàng sinh ra hậu duệ có dòng máu thuần khiết nhất cho huyết tộc. A Cơ nhìn Diệp Phàm và nói. Đó không phải là công cụ sinh sản sao? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. A Cơ gật đầu. Thế mà cô cũng đồng ý à? Diệp Phàm hỏi A Cơ, cô ta lại trả lời tiếp. Tôi là người của huyết tộc nên phải tuân theo mệnh lệnh của huyết tộc, từ giây phút tôi trở thành thánh nữ của huyết tộc thì vận mệnh của tôi đã được định đoạt, không thể thay đổi. Nhưng bây giờ chẳng phải đã thay đổi rồi sao? Thân thể của cô đã bị tôi nhìn thấy, cô có thể không cần làm công cụ sinh sôi huyết mạch cho huyết hoàng kia nữa. Diệp Phàm cười nói, nếu huyết tộc biết chuyện này, bọn họ nhất định sẽ giết anh, sau đó giết tôi. A Cơ nhìn Diệp Phàm, trầm giọng nói. Không sao, bọn họ muốn giết tôi, còn tùy thuộc xem mạng của bọn họ có đủ cứng rắn hay không. Về ý kiến này, vẻ mặt Diệp Phàm tràn đầy không tán thành. Ánh mắt A Cơ cứ chớp chớp, cô ta nói, tôi là thánh nữ của huyết tộc, ngoại hình và thực lực của tôi cũng không thua kém gì Đường Sở Sở kia, tại sao anh không muốn cưới tôi làm vo? Bởi vì tôi không thích cô. Diệp Phàm thẳng thắn nói. Khi A Cơ nghe thấy câu trả lời của Diệp Phàm, ánh mắt cô ta thơ thẩn. Bèn nói, tôi sẽ khiến anh thích tôi. Được rồi, bây giờ cô đã khôi phục trí nhớ, cô cũng nên biết mình tên gì chứ. Diệp Phàm nói, huyết cơ. Thánh nữ huyết tộc nói, huyết cơ, cái tên này cũng không khác mấy so với cái tên tôi đặt cho cô nhỉ.
Gì? Diệp Phàm cười nhẹ rồi nói, vậy tiếp theo cô dự định làm? Tiếp tục sống cùng anh. Huyết Cơ nói thẳng. Cô không trở về huyết tộc à? Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương, sau đó cô ta đáp. Tôi vẫn chưa định trở về, nếu tôi trở về mà bị người của huyết tộc phát hiện thân thể của tôi đã bị anh nhìn thấy hết, vậy anh sẽ xong đời. Cô không nói thì ai mà biết chứ? Dù gì cô cũng không phải đã bị tôi phá trinh. Diệp Phàm buồn cười nói. Vậy anh muốn phá trinh tôi ư? Huyết Cơ chớp chớp mắt nhìn Diệp Phàm, đột nhiên tiến lại gần hắn, một mùi thơm đặc biệt của cơ thể cô ta đột nhiên xông thẳng vào mũi Diệp Phàm. Tôi sẽ nhờ người lấy cho cô một bộ quần áo. Diệp Phàm vội vàng xoay người rời khỏi phòng. Hắn sợ ở lại thêm nữa thì nói không chừng thật sự sẽ phạm sai lầm mất. Sau khi rời khỏi phòng, Diệp Phàm nói thẳng với Đường Sở Sở, em đi chuẩn bị một bộ quần áo mới cho A Cơ đi. Quần áo mới, anh rể, anh đã làm gì A Cơ? Trần Tiểu Manh chui ra, dùng đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tràn đầy thắc mắc. Cô nhóc nhà em, đừng nghĩ lung tung, không có gì. Anh đi ra ngoài xem bọn họ thế nào. Sau khi Diệp Phàm nói xong, hắn lập tức đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài nơi ở này, trận chiến giữa đám người Hoàng Bộ Thương và người của ác nhân cốc đã kết thúc. Thưa thiếu quân chủ, ngoại trừ hai tên ác nhân bị thương đã chạy trốn ra thì những người còn lại của ác nhân cốc đều đã bị xử tử. Mộ Bạch báo cáo với Diệp Phàm. Tốt. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn Mộ Bạch và nói, ông đi thông báo cho quân Thiên Sách, bao vây Long Tuyển Sơn Trang, đừng để bọn họ chạy thoát, nếu ngày mai bọn họ không định đầu hàng thì cứ giết sạch. Vâng. Mộ Bạch gật đầu. Thiếu quân chủ, tôi nghĩ cứ thẳng tay xử trí những người này là được rồi, tại sao phải cho bọn họ thời gian suy nghĩ? Đồ Phu thắc mắc hỏi. Người trong Long Tuyển Sơn Trang đều là thợ rèn, vũ khí do bọn họ chế tạo đều rất lợi hại, nếu có thể biến bọn họ thành người của mình thì sau này bọn họ sẽ chịu trách nhiệm chuyên môn chế tạo vũ khí cho quân Thiên Sách, vậy thì cũng có thể tăng cường sức chiến đấu cho quân Thiên Sách. Diệp Phàm nói. Thì ra là vậy, vẫn là thiếu quân chủ suy nghĩ chu đáo. Vậy tôi sẽ tự mình đi gặp bọn họ. Đồ Phu trực tiếp nói. Tham kiến công tử. Lúc này, Cô Tô Thành gia chủ của gia tộc Cô Tô xuất hiện ở đây, cung kính chào hỏi Diệp Phàm. Sao ông lại ở đây? Diệp Phàm liếc nhìn Cô Tô Thành. Khởi bẩm công tử. Lúc trước, công tử bảo tôi đi diệt Đường Môn, tôi đã làm xong việc. Bây giờ người của Đường Môn, ngoại trừ Đường Thiên Vũ là đại thiếu của Đường Môn đã bỏ trốn ra thì những người còn lại đều đã bị tiêu diệt, hôm nay tôi đặc biệt đến đây để báo cáo với công tử. Cô Tô Thành cung kính nói với Diệp Phàm. Tốt lắm. Sau này gia tộc Cô Tô của ông sẽ là thế lực đứng đầu Tây Nam. Diệp Phàm nhìn Cô Tô Thành, thản nhiên nói. Cảm ơn sự tán thưởng của công tử, sau này gia tộc Cô Tô của tôi sẽ một lòng nghe theo sự sai bảo của công tử. Cô Tô Thành trực tiếp cúi đầu nói. Ông cũng là người rất thông minh đấy. Diệp Phàm cười nhẹ. Cùng lúc đó, chuyện phát sinh ở Long Tuyền Sơn Trang cũng chuyển đến, toàn bộ Tây Nam lại một lần nữa chấn động, tất cả các thế lực đều đang nghị luận sôi nổi. Và cái chết thương tâm của Miêu Thiên cũng gây chấn động cho bộ phận chiến tranh và triều đình một lần nữa. Ở sâu trong một khu rừng nguyên sinh nhỏ nào đó ở phía Tây Nam, ở nơi này có một ngôi nhà cổ xưa được hàng rào bao quanh. Lúc này, trong căn nhà có hàng rào bao quanh, có một bà lão tóc bạc ngồi xếp bằng ở đây. Lúc này, một người đàn ông bước nhanh, cúi chào bà lão và nói, khởi bẩm đại trưởng lão, Miêu Thiên đã bị người ta giết. Hai mắt bà lão đột nhiên mở ra, bà ta bộc phát ra hàn mang kinh người, lạnh lùng nói, là ai đã giết Miêu Thiên? Theo người cung cấp thông tin thì đối phương là một thanh niên, chính là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách. Người đàn ông này nói, đệ tử của Tiêu Thiên Sách. Hắn thật to gan, dám động đến đệ tử của Miêu tộc ta. Vẻ mặt bà lão lạnh như băng, quát lên. Miêu Thiên một trong ba đại chỉ huy của chiến khu Tây Bộ chính là người của Miêu tộc. Miêu tộc ở vùng đất phía Tây Nam, là một chủng tộc vô cùng cổ xưa và bí ẩn, am hiểu thuật phu cổ và thuộc cùng huyết mạch với người Vu Môn ở Man Quốc, chỉ là khi đó bọn họ đã bị phân làm hai, người Vu Môn đến Man Quốc để phát triển, còn Miêu tộc thì ở lại ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm này. Miêu Thiên là một lực lượng mà Miêu tộc đã hao tâm tổn sức bồi dưỡng, bọn họ vốn định chuẩn bị cho sự xuất thế của Miêu tộc nhưng bây giờ lại bị giết, điều này tự nhiên làm cho Miêu tộc rất tức giận.
lập tức thông báo cho người đi giải quyết kẻ đã giết Miêu Thiên, cho dù hắn là đệ tử của Tiêu Thiên Sách cũng phải chết. Đại trưởng lão của Miêu tộc lạnh lùng quát lên. Vâng. Người đàn ông gật đầu. Trong chớp mắt, màn đêm buông xuống, đêm tối hôm nay không có bất kỳ ánh trăng hay sao nào, trông có vẻ một mảnh u ám làm cho người ta có cảm giác tĩnh mịch. Tùng tùng tùng. Ở Thục Châu, bên ngoài nơi ở của Diệp Phàm đột nhiên vang lên âm thanh như tiếng trống. Cả vùng đều chấn động. Ngay lập tức, một nhóm chiến binh ở phía xa xuất hiện, bọn họ mặc áo giáp hạng nặng màu đen, tay cầm trường thương màu đen, có chừng 3.000 người. Những chiến sĩ này từ đầu đến cuối đều đội mũ giáp màu đen, áo giáp hạng nặng màu đen, giày lính màu đen, thậm chí trên mặt cũng đeo mặt nạ đen, có thể nói toàn thân bọn họ được trang bị giáp kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt. Bộ giáp trên toàn thân bọn họ nặng ít nhất vài chục cân, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến tiến độ chỉnh tề của bọn họ. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến bên ngoài nơi ở của Diệp Phàm, dậm chân trên mặt đất, giáo trong tay chỉ về phía trước. Đám người Diệp Phàm, Hoàng Bộ Thương, Mộ Bạch, Tần Thành lần lượt xuất hiện, khi nhìn thấy 3.000 binh lính này mặc áo giáp hạng nặng màu đen, ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ là ai? Diệp Phàm nhìn trang phục của nhóm người này, lông mày nhíu lại. Áo giáp hạng nặng màu đen. Nếu tôi đoán không sai thì bọn họ hẳn là quân hắc giáp quân đoàn mạnh nhất dưới sự chỉ huy của Cục trưởng Cục Giám sát. Mộ Bạch nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Quân hắc giáp? Rất lợi hại sao? Diệp Phàm hỏi. Thiếu quân chủ, quân hắc giáp chính là do Cục trưởng Sở Giám sát tự tay bồi dưỡng ra, không thuộc về quân đoàn biên chế cũng không thuộc thẩm quyền quản lý của chiến bộ, mà chỉ nghe theo mệnh lệnh của Cục trưởng Sở Giám sát. Về phần sức chiến đấu của quân hắc giáp, nếu nhân số ngang nhau thì trình độ đánh cận chiến của bọn họ có thể gọi là nghịch thiên, không kém gì liên minh năm nước của thời kỳ quân Thiên Sách, đặc biệt là bởi vì bọn họ được trang bị bộ giáp hạng nặng khắp người, lúc đánh cận chiến sẽ giống như vũ khí nóng trong xe tăng, càn quét hàng ngàn đội quân. Mộ Bạch giới thiệu, Cục trưởng Sở Giám sát thế mà đào tạo được một đại quân đoàn hùng mạnh vậy ư? Phía cấp trên không để ý gì sao? Diệp Phàm bĩu môi. Cục trưởng Sở Giám sát có quyền lực rất lớn, các quan viên của cả triều đều kính sợ Sở Giám sát, bởi vì Sở Giám sát có quyền giám sát hàng trăm quan viên, bất cứ ai bị bọn họ để mắt tới, cho dù quyền lực có lớn đến đâu cũng phải xong đời. Mà việc Cục trưởng Sở Giám sát thành lập quân Hắc Giáp đã được bên trên phê duyệt, cho nên không ai dám nói gì, nhưng từ khi quân Hắc Giáp này ra đời, số lần ra tay cũng không quá 3 lần. Đây là lần đầu tiên Sở Giám sát phái ra nhiều quân Hắc Giáp như vậy đấy. Mộ Bạch từ tốn nói. Diệp Phàm, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thủ lĩnh của quân Hắc Giáp không ai khác chính là Dư Thiên Hành, một trong 4 trưởng lão của Sở Giám sát đã gặp Diệp Phàm trong tù tối qua. Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương, Sở Giám sát của các người ra quân ồ ạt như thế là muốn tới lấy Long Tỷ à? Diệp Phàm, trước đây cục trưởng của chúng tôi trước đây đã cho cậu một cơ hội nhưng cậu lại không biết trân trọng, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi. Đêm nay, chúng tôi phải lấy được Long Tỷ, cũng phải lấy được mạng của cậu. Giết! Dư Thiên Hành nhìn Diệp Phàm, trực tiếp hét lên. Ngay khi ông ta hạ lệnh, 3.000 quân hắc giáp xông thẳng về phía Diệp Phàm. Dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng quát tràn ngập uy nghiêm vang lên. Bóng dáng của Long Chiến Thiên Nguyên Soái của chiến bộ Long Quốc cũng xuất hiện ở đây, tiếng quát vừa rồi là do hắn phát ra, mà đám người quân đạo, Hắc Uyên và Thiết Thủ đi theo phía sau hắn. Long Soái, sao ông lại ở đây? Dư Thiên Hành thấy Long Chiến Thiên xuất hiện thì sắc mặt thay đổi, ông ta hỏi. Dư Thiên Hành, Sở Giám sát các ông muốn làm gì đây? Long Chiến Thiên nhìn Dư Thiên Hành, lạnh lùng quát lên. Khởi bẩm Long Soái, tôi chỉ làm việc theo lệnh của cục trưởng là thu hồi Long Tỷ của Long Quốc. Dư Thiên Hành thẳng thắn nói. Thu hồi Long Tỷ của Long Quốc? Sao thế? Chẳng lẽ hắn muốn chiếm lấy Long Tỷ của Long Quốc, xoán quyền đoạt vị sao? Long Chiến Thiên lạnh lùng quát lên. Sắc mặt Dư Thiên Hành thay đổi, ông ta nói, cục trưởng của chúng tôi tuyệt đối không có ý đồ này, chúng tôi thu hồi Long Tỷ của Long Quốc là để đề phòng bảo vật của Long Quốc rơi vào tay kẻ gian hoặc vào tay người của nước thù địch, để tránh làm lung lay căn cơ của Long Quốc chúng ta. Nếu không có ý đó thì lập tức dẫn người của ông cút đi, bổn soái sẽ giải quyết chuyện Long Tỷ của Long Quốc. Không cần Sở Giám sát các ông nhúng tay vào. Long Chiến Thiên không khách sáo quát lên. Mà ánh mắt Dư Thiên Hành không ngừng lóe lên, ông ta đang do dự,
Sao thế, mệnh lệnh của bổn soái cũng không sai khiến được ông à? Ông muốn để bổn soái tự mình ra tay à? Sắc mặt Long Chiến Thiên uy nghiêm, ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Dư Thiên Hành. Một cỗ áp lực đáng sợ bộc phát từ trong cơ thể ông ta trấn áp đối phương. Ngay tại chỗ, Dư Thiên Hành bị lực ép trên người Long Chiến Thiên trấn áp đến nỗi hộc máu, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Rút lui. Dư Thiên Hành trực tiếp hét lên, bèn dẫn theo 3.000 quân hắc giáp rút lui. Lập tức, ánh mắt Long Chiến Thiên quét về phía Diệp Phàm. Tham kiến Long Soái. Lúc này, đám người Hoàng Bộ Thương và Tần Thành lần lượt chào Long Chiến Thiên. Mấy người các cậu lại gây ra động lĩnh lớn như thế, làm hại bốn soái phải tới thay các cậu chùi đít. Nói. Long Chiến Thiên nhìn mấy vị quân đoàn trưởng, tức giận. Long Soái bất giận giận, chúng tôi biết sai rồi, mong Long Soái trách phạt. Mộ Bạch trầm giọng nói. Bọn họ làm đúng mà, có gì phải phạt chứ? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Tinh khí nóng nảy của thằng nhóc nhà cậu không khác gì sư phụ Tiêu Thiên Sách của cậu cả. Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phàm, mỉm cười nói. Đêm nay ông đến đây hẳn là không phải chỉ để nói chuyện này chứ. Diệp Phàm nhìn Long Chiến Thiên, trầm giọng nói. Động tính của cậu mấy ngày qua cũng không nhỏ đấy, đầu tiên là Mục Chiến, sau đó là Xuyên Vương, Lý Nguyên, ngay cả Miêu Thiên hôm nay cũng bị thằng nhóc nhà cậu giết chết. Hiện tại ba vị chỉ huy của chiến khu Tây Bộ đều đã chết trong tay cậu, cậu còn trâu bò hơn cả sư phụ của cậu đấy. Nếu tôi không ngăn cản những lão già kia trong nội các, chỉ e là cậu và Quân Thiên Sách hiện giờ đã xong đời rồi. Nói. Long Chiến Thiên nói. Vậy bây giờ tôi phải cảm ơn ông sao? Diệp Phàm nhìn Long Chiến Thiên, không mặn không nhạt. Cảm ơn thì không cần, cậu cất vật này đi đi. Long Chiến Thiên nói xong, Hắc Uyên ở bên cạnh lấy ra một giấy chứng nhận màu đen đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận lấy giấy chứng nhận và xem thử, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quân hàm 3 sao, thống lĩnh 9 đội Long Hồn. Có ý gì? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Giấy chứng nhận này viết tên của Diệp Phàm, mà ở phía sau tên của hắn là quân hàm tướng 3 sao và thống lĩnh của 9 đội Long Hồn, phía trên còn có hình của hắn. Từ giờ trở đi, cậu chính là một thành viên của Long Hồn, quân hàm tướng 3 sao, chịu trách nhiệm thống lĩnh đội Long Hồn số 1 đến đội số 9, địa vị ở Long Hồn tương đương với cửu đại Long Vệ. Long Chiến Thiên thẳng thắn nói. Tôi đã giết nhiều nhân vật hiển hách như vậy mà ông còn muốn thăng chức cho tôi sao? Ông nói vậy là có ý gì? Diệp Phàm nhìn Long Chiến Thiên, khó hiểu hỏi. Cậu là đệ tử của Thiên Sách, cậu xứng đáng với tất cả những thứ này. Hơn nữa, trước đây cậu cũng ngăn cản người của Bát Quốc phá hủy căn cứ quân sự phía Tây Nam. Căn cứ quân sự đó là căn cứ quan trọng nhất của chiến bộ Long Quốc. Một khi bị phá hủy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mà việc ngăn chặn hành động của Bát Quốc lần đó đã xem như lập được công lớn, những thứ này coi như là phần thưởng cho cậu. Trải qua việc này, rất nhiều người trong triều đã bất mãn với cậu, chỉ khi cậu sở hữu danh hiệu và thân phận này thì bọn họ mới có thể kiêng nể cậu mà không dám tùy ý ra tay với cậu. Hơn nữa, bây giờ cậu đã có thân phận này, sau này làm cái gì chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao? Hơn nữa, một ngày nào đó cậu lại giết người, tôi cũng có thể kiếm cái cớ tốt cho cậu. Đương nhiên, sau này cậu nên kiềm chế hơn một chút, nếu không, xương cốt của lão già như tôi không chịu nổi sự hành hạ thế này của cậu đâu. Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phàm, bất lực mỉm cười. Tôi có thể nhận thứ này, nhưng tôi không thích bị mệnh lệnh của người khác gò bó. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đừng lo lắng, không ai có thể ra lệnh gò bó cậu đâu. Long Chiến Thiên trực tiếp nói. Vậy thì cảm ơn. Diệp Phàm nói một câu rồi cất giấy chứng nhận đi. Giấy chứng nhận này vẫn có tác dụng rất lớn đối với hắn, sau này nếu gặp phải những kẻ có mắt không tròng hắn sẽ không cần phải ra tay phiền phức nữa. Thống lĩnh Long Hồn, tướng quân 3 sao, địa vị không thấp. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng và chói tai vang lên. Ở xa xa, một đám người toát ra sát khí vô tận xuất hiện ở đây, dẫn đầu là một người mặc huyết bào, toàn thân tản ra khí huyết sát ngập trời. Đúng lúc này, một nhóm người tay cầm vũ khí. Tản ra sát khí vô tận xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Người cầm đầu là một người mặc áo choàng máu, với đôi mắt đỏ rực và sát khí ngút trời. Khí tức đẫm máu tỏa ra từ người đàn ông mặc áo choàng máu này vô cùng đáng sợ, khiến người ta có cảm giác rất ngột ngạt. Phía sau người này còn có 5 người với đôi mắt lạnh lùng đang đứng, khí thế sắc bén,
thực lực đều vô cùng khủng bố, phía sau là hàng ngàn người mặc chiến giáp, tay cầm đao sắc bén, tràn ngập sát ý. Lúc này đám người Diệp Phàm, Long Chiến Thiên, Hắc Uyên đều liếc nhìn đám người này. Các người chui từ góc xó xỉnh nào ra vậy? Diệp Phàm nhìn đám người này, hừ lạnh rồi nói. Thiên tướng huyết viêm của Thiên Thần Điện. Người đàn ông mặc áo choàng máu lạnh lùng nói. Thiên Thần Điện. Sau khi Long Chiến Thiên nghe được ba chữ Thiên Thần Điện, sắc mặt liền thay đổi, đồng tử co rút, vẻ mặt ngưng trọng. Lại là Thiên Thần Điện các người. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng. Nhóc con, cậu cũng khá có bản lĩnh đó, liên tiếp giết chết bốn vị chiến thần của Thiên Thần Điện. Thiên tướng huyết viêm nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Bản lĩnh của tôi không nhiều, nhưng cũng đủ đối phó với các người. Diệp Phàm cong môi. Đủ ngông cuồng. Vậy để tôi xem thử rốt cuộc cậu tài giỏi đến mức nào. Thiên tướng huyết viêm hét lên lạnh lùng, chuẩn bị tấn công Diệp Phàm. Đây là lãnh thổ của Long Quốc, các người là thế lực ngoại vực mà dám ra tay ở đây, có vi phạm quy tắc không? Lúc này Long Chiến Thiên đứng ở trước mặt thiên tướng huyết viêm, vẻ mặt uy nghiêm nói. Người này là người mà điện chủ của Thiên Thần Điện của tôi muốn, Long Quốc các người muốn che chở cho cậu ta sao? Thiên tướng huyết viêm nhìn thẳng vào Long Chiến Thiên, lạnh lùng nói. Vừa rồi chắc hẳn các người đã nghe ngóng được, hiện giờ cậu ta đã có cấp bậc tướng quân 3 sao, là người của chiến bộ Long Quốc chúng tôi, nếu dám ra tay với cậu ta thì sẽ trở thành kẻ thù chiến bộ Long Quốc chúng tôi. Long Chiến Thiên nói, các người thật sự muốn trở thành kẻ thù của Thiên Thần Điện chỉ vì tên nhãi danh này không? Có biết hậu quả của việc trở thành kẻ thù của Thiên Thần Điện chúng tôi là gì không? Thiên tướng huyết viêm hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Ngay lúc Long Chiến Thiên còn đang muốn nói tiếp, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nói nhảm nhiều quá. Nói xong, thân hình lao về phía thiên tướng huyết viêm. Ánh mắt của thiên tướng huyết viêm đanh lại, một cỗ sát khí đẫm máu khổng lồ bộc phát ra từ trên người hắn ta, thực lực của hắn ta đạt đến mức độ cực kỳ đáng sợ, đôi tay lóe lên ánh sáng như máu, như thể có ngọn lửa màu máu đang bốc cháy, lao thẳng về phía Diệp Phàm. Bùm! Hai đòn tấn công va chạm. Thiên tướng huyết viêm kia trực tiếp bay ra ngoài, đánh bay toàn bộ 5 vị chiến thần của Thiên Thần Điện và đám tinh anh của Thiên Thần Điện phía sau. Phụt phụt phụt. Cả đám người ngã xuống đất, nôn ra máu và chết ngay tại chỗ. Thiên tướng huyết viêm ngã xuống đất, ôm ngực, mở to mắt nhìn Diệp Phàm, cậu. Tên thiên tướng huyết viêm này chưa nói xong một câu đã trực tiếp tắt thở. Lúc này đám người Long Chiến Thiên, Hắc Uyên nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều cứng lại. Trong mắt đều có vẻ nặng nề. Giết! Sắc mặt Diệp Phàm rất lạnh nhạt nói. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đám người Hoàng Bộ Thương lao ra ngoài và bắt đầu điên cuồng chém giết những người còn lại trong Thiên Thần Điện. Các cậu cũng lên đi. Long Chiến Thiên nói với đám người Hắc Uyên. Đám người Hắc Uyên cũng lao ra, phối hợp với đám người Hoàng Bộ Thương bao vây tiêu diệt Thiên Thần Điện. Cuối cùng, cả 5 vị chiến thần và 1.000 tinh anh từ Thiên Thần Điện đều chết một cách bi thảm. Tại sao mới mấy ngày mà cậu đã đắc tội cả Thiên Thần Điện rồi? Tên nhóc như cậu không đâm thủng trời chắc sẽ không dừng lại. Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phàm, bất đắc dĩ nói. Là bọn họ muốn gây rắc rối với tôi, việc này không liên quan gì đến tôi. Diệp Phàm xòe tay ra, vẻ mặt vô tội nói. Thiên Thần Điện là thế lực đứng đầu ở ngoại vực, trấn áp ngoại vực, ngay cả các quốc gia trên thế giới cũng không dám làm kẻ thù của Thiên Thần Điện. Điện chủ của Thiên Thần Điện thậm chí còn nằm trên thần bảng, có sức chiến đấu vô song. Bây giờ cậu gây thù với bọn họ, sau này cậu sẽ phải nếm mùi đau khổ. Long Chiến Thiên trầm giọng nói. Muốn làm tôi chịu khổ cũng không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Phàm khinh thường nói. Cậu cẩn thận một chút, mặc dù thực lực của cậu rất mạnh, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, thế giới này rất lớn, có vô số cường giả. Sau này nếu có bất kỳ vấn đề gì, cậu có thể trực tiếp liên hệ với tôi. Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phàm nhắc nhở, ánh mắt quét về phía đám người Hoàng Bộ Thương, các người mau chóng dẫn quân Thiên Sách về căn cứ, để chuẩn bị cho trận tranh tài võ thuật trong quân đoàn sắp tới đi. Lần này nội các cùng nhau đưa ra thông báo, nếu như quân Thiên Sách của các người không thể giành được thắng lợi hoàn toàn ở trận tranh tài võ thuật trong quân đoàn lần này, thì sẽ bị hủy bỏ phiên hiệu và quân chế. Cái gì, thắng lợi hoàn toàn? Đây là cái thể loại quy tắc nhảm nhí gì vậy? Tại sao quân Thiên Sách của chúng tôi không giành được thắng lợi hoàn toàn thì phải hủy bỏ phiên hiệu và quân chế?
sắc mặt Đồ Phu thay đổi, bất mãn nói. Các vài vị quân đoàn trưởng khác đều cau mày, vẻ mặt nặng nề. Trận tranh tài võ thuật trong quân đoàn là cuộc thi đấu long trọng nhất giữa các quân đoàn lớn của Long Quốc, được chia thành mấy chục hạng mục khác nhau. Nếu như quân Thiên Sách ở thời kỳ đỉnh cao thì việc giành được thắng lợi trọn vẹn không phải chuyện to tát gì, nhưng hiện tại quân Thiên Sách đã không còn hùng mạnh như xưa nữa, các tài năng trẻ là cực kỳ hiếm, nếu muốn giành được vị trí đầu tiên trong tất cả các hạng mục của cuộc thi, là chuyện không thể được. Việc các người làm lần này đã khiến cho đám lão già trong nội các và quan viên trong triều bất mãn với các người, nhưng vì có tôi tồn tại nên bọn họ không thể trực tiếp ra tay với các người, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp này để đối phó các người. Long Chiến Thiên nói, đúng là đê tiện hèn hạ. Đoạn Đao Không Vui nói, không phải chỉ là thắng lợi hoàn toàn ở trận tranh tài võ thuật trong quân đoàn thôi sao, có gì phải sợ. Trận tranh tài võ thuật trong quân đoàn lần này, quân Thiên Sách sẽ cho tất cả mọi người biết cái gì gọi là vương giả trở về. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Vậy tôi sẽ chờ xem. Long Chiến Thiên liếc nhìn Diệp Phàm, rồi dẫn theo đám người Hắc Huyên rời đi. Thiếu quân chủ, nếu muốn chiến thắng hoàn toàn trong trận tranh tài võ thuật trong quân đoàn, với thực lực hiện tại của quân Thiên Sách thì khó có thể làm được. Mộ Bạch nói với Diệp Phàm. Cuộc tranh tài võ thuật trong quân đoàn phải thi cái gì? Diệp Phàm nói. Trận tranh tài võ thuật quân đoàn chia làm thi đấu cá nhân, thi đấu tổ đội và thi đấu tổng hợp. Tuy nhiên, tranh tài võ thuật quân đoàn có một quy tắc, đó là người tham gia phải là binh lính dưới 30 tuổi, trên 30 tuổi thì không thể tham gia. Trong quân Thiên Sách hiện nay, thực lực của binh lính dưới 30 tuổi đơn giản là không thể cạnh tranh với quân đoàn khác. Kể từ khi quân chủ biến mất, quân Thiên Sách đã bị các bên đàn áp, rất khó chiêu mộ được những người trẻ tài năng, hơn nữa. Phía trên đã cắt giảm rất nhiều tài nguyên của quân Thiên Sách, kết quả là hiện nay quân Thiên Sách đã bị suy yếu, trong thế hệ trẻ, thực lực mạnh nhất cũng chưa vượt qua nhân cảnh thất trọng. Mà trong các quân đoàn khác cũng có rất nhiều binh lính thiên tài như nhân cảnh cửu trọng, nửa bước huyền cảnh, thậm chí là cấp huyền cảnh. Ngay cả các quân đoàn lớn hàng đầu cũng đã đào tạo ra những chiến binh tài năng vượt qua cấp độ huyền cảnh, quân Thiên Sách của chúng ta căn bản không thể cạnh tranh với họ. Mộ Bạch trịnh trọng nói. Thì ra là vậy. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, nói, không sao, không phải chỉ là thực lực không đủ thôi sao. Thực lực không đủ, vậy chúng ta có thể tăng lên thực lực. Nhưng không tới nửa tháng nữa trận tranh tài võ thuật quân đoàn sẽ diễn ra, hiện tại làm sao có thể tăng lên thực lực. Đoạn Thiên Bằng nghi hoặc nói. Tôi có cách riêng của mình. Diệp Phàm tự tin nói. Trong căn lều nơi quân Thiên Lang đóng quân, quan tài của Chu Thiên Lâm. Quân chủ của quân Thiên Lang được đặt ở đây. Một ông lão râu tóc bạc phơ đứng ở đây, vẻ mặt u ám. Ông ta là quân chủ tiền nhiệm của quân Thiên Lang và là cha của Chu Thiên Lâm, Chu Khiếu, ông ta giữ cấp bậc tướng quân 6 sao, nhưng đã nghỉ hưu. Lúc này Long Chiến Thiên đi vào, đầu tiên là tế bái Chu Thiên Lâm, sau đó lại nói với Chu Khiếu, Chu lão tướng quân, xin ngài bảo trọng thân thể. Long Soái. Con trai của tôi bị người đột nhập vào căn cứ giết hại, chuyện này chiến bộ của các người định xử lý như thế nào? Chu Khiếu nhìn chằm chằm Long Chiến Thiên hỏi. Tôi đã điều tra rõ ràng chuyện này, chính vì ân oán cá nhân mà Chu quân chủ đã ra tay chống lại chỉ huy Long Hồn, một vị tướng 3 sao trong chiến bộ của tôi, nên vị chỉ huy Long Hồn mới đột nhập vào quân Thiên Lang và giết chết ông ta. Chuyện này song phương đều phải chịu trách nhiệm, tôi đã ra lệnh phong cho quân Thiên Lang danh hiệu vinh dự anh hùng hy sinh. Long Chiến Thiên nói. Còn bên kia thì sao? Chu Khiếu thờ ơ nói. Đối phương vừa mới lập được công lớn, tôi không tiện khiển trách, nên đã cho hắn một sự trừng phạt, hy vọng Chu lão tướng quân có thể thông cảm. Long Chiến Thiên bình tĩnh nói. Cho nên Long Soái muốn bao che cho hung thủ. Chu Khiếu lạnh lùng nói. Chu lão tướng quân, ông quá lo lắng rồi, tôi đã nói chuyện này hai bên đều có trách nhiệm, không có việc bao che, hơn nữa. Trước đó quân đoàn trưởng thân cận của Chu quân chủ đã cấu kết với người Anh bí mật khai thác quặng hiếm ở Tây Nam. Việc này có ảnh hưởng rất lớn, nếu tiếp tục điều tra sâu hơn, e rằng sẽ không tốt cho danh tiếng của Chu quân chủ. Long Chiến Thiên nhìn Chu Khiếu, nói từng câu, câu cuối cùng của ông ta rõ ràng là đang cảnh cáo Chu Khiếu. Nếu Long Soái đã nói như vậy, một ông già như tôi còn có thể nói gì được? Chu Khiếu lạnh lùng nói. Tôi rất tiếc vì sự mất mát của ông.
ngày mai tôi sẽ cử người đến đảm nhận vị trí quân chủ của quân Thiên Lang. Long Chiến Thiên nói một câu rồi rời khỏi đây. Bùm! Long Chiến Thiên vừa rời đi, trên người Chu Khiếu liền bộc phát ra một luồng sát khí đáng sợ. Long Chiến Thiên khinh người quá đáng. Vẻ mặt Chu Khiếu dữ tợn hét lên. Hắc Lang, Chu Khiếu hét lớn. Chủ nhân! Một giây tiếp theo, một bóng người mặc đồ đen quỳ trước mặt Chu Khiếu, kêu lên. Lập tức liên lạc với chiến bộ của Lang Quốc, nói cho bọn họ tôi có một cuộc giao dịch muốn thương lượng với bọn họ. Chu Khiếu lạnh lùng hét lên, trong mắt mang theo sát ý lạnh lùng. Vâng. Bóng người áo đen gật đầu rồi biến mất. Thiên Lâm, con yên tâm, cha sẽ không để con và Xuyên Nhi chết vô ích. Tên Diệp Phàm kia, cha nhất định phải làm cậu ta sống không bằng chết. Chu Khiếu nhìn bài vị của Chu Thiên Lâm, toát ra sát ý vô tận. Mà ở Bách Hoa Lâu của Thục Châu. Cô chủ, cô có một lá thư. Hoa Hồng Đỏ cầm một lá thư đưa cho Cơ Như Yên. Khi Cơ Như Yên mở thư ra đọc, sắc mặt cô ấy thay đổi, trở nên rất khó coi. Đại tiểu thư, làm sao vậy? Hoa Hồng Đỏ dò hỏi. Hoàng tộc họ Cơ. Cơ Như Yên nắm chặt lá thư trong tay, hóa thành bột mịn, trong mắt lóe lên sát ý lạnh băng. Lá thư này do Hoàng tộc họ Cơ gửi đến, nội dung bên trong ghi mẹ của Cơ Như Yên, Trần Sư Sư bị người bắt đi. Đối phương báo cho cô nếu muốn mẹ mình bình an không xảy ra chuyện thì lập tức trở về Hoàng tộc họ Cơ. Đại tiểu thư, Hoa Hồng Đỏ, từ giờ trở đi cô tạm thời phụ trách quản lý toàn bộ Bách Hoa Lâu. Hoa Hồng Đỏ vừa mở miệng, Cơ Như Yên nói thẳng. Cái gì? Chuyện này? Ngay lập tức Hoa Hồng Đỏ kinh sợ nói, đại tiểu thư, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mẹ của tôi bị người bắt đi, tôi muốn đi cứu bà ấy, sau khi tôi rời khỏi, Bách Hoa Lâu yêu cầu một người phụ trách, cô là người thích hợp nhất. Cơ Như Yên lạnh nhạt nói. Cái gì, trưởng sự bị người bắt đi? Ai làm? Có cần thông báo cho thiếu chủ hay không? Nghe Cơ Như Yên nói, sắc mặt của Hoa Hồng Đỏ liên tục thay đổi. Hiện tại thiếu chủ cũng đang có một đống chuyện, không cần nói cho ngài ấy. Cô chỉ cần nói với thiếu chủ tôi có việc phải rời đi, mặt khác không cần nhiều lời. Cơ Như Yên lạnh lùng nói. Vâng. Hoa Hồng Đỏ gật đầu. Hoàng tộc họ Cơ. Cơ Như Yên nắm chặt hai tay. Bùng nổ sát ý. Hôm sau, Thục Châu, nơi ở của đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm, Đường Sở Sở, Trần Tiểu Manh đứng bên cạnh Tôn Tiểu Tiểu. Diệp Phàm đi lên rửa sạch thuốc mỡ trên mặt Tôn Tiểu Tiểu. Sau khi rửa sạch thuốc mỡ, dung nhan của Tôn Tiểu Tiểu xuất hiện. Thật xinh đẹp. Trần Tiểu Mạnh kinh ngạc thốt lên. Mặt của tôi. Cô tự xem đi. Tôn Tiểu Tiểu thấp thỏm nói, Diệp Phàm cầm gương để trước mặt. Tôn Tiểu Tiểu nhìn dung mạo trong gương của mình đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn trắng hơn, xinh đẹp hơn lúc trước, ánh mắt lộ ra sự kích động. Mặt của tôi khỏi rồi. Tôn Tiểu Tiểu vô cùng kích động. Giây tiếp theo, Tôn Tiểu Tiểu ôm chặt Diệp Phàm, cảm ơn anh. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần khách khí. Diệp Phàm nói. Tiểu Tiểu, cô định đào góc tường của bà chủ nhà cô hả? Trần Tiểu Manh trêu chọc. Tôn Tiểu Tiểu lấy lại phản ứng, vội vàng buông Diệp Phàm ra, nhìn Đường Sở Sở, nói, chủ tịch, xin lỗi, em chỉ. Không sao, chị biết em chỉ muốn cảm ơn anh Tiểu Phàm, chị sẽ không để ý. Đường Sở Sở nói xong, nhìn Diệp Phàm, anh Tiểu Phàm, thuốc mỡ này là gì vậy, còn lợi hại hơn cửa cao trừ sẹo. Thuốc rán này của anh lợi hại hơn cao trừ sẹo nhiều, cho dù hủy dung cũng có thể chữa trị. Nhưng chế tác tương đối khó khăn. Nếu muốn bán chỉ có thể đơn giản hóa cách làm, hiệu quả sẽ kém hơn nhưng cũng có thể chữa trị dung mạo của một người. Diệp Phàm nói. Anh rể, anh đúng là cao thủ. Trần Tiểu Manh kính nể nói. Thiếu quân chủ, người của Long Tuyền Sơn Trang đến. Đúng lúc này, Mộ Bạch đến. Mấy người trò chuyện đi. Nói xong, Diệp Phàm đi ra ngoài. Tiểu Tiểu, cảm giác ôm anh rể tôi thế nào? Trần Tiểu Manh cười hì hì chọc ghẹo Tôn Tiểu Tiểu. Tôn Tiểu Tiểu đỏ bừng mặt. Ở bên ngoài, thủ hộ của Long Tuyền Sơn Trang đứng ở đó. Sao rồi, nghĩ kỹ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Long Tuyền Sơn Trang có thể nghe theo lệnh của cậu, nhưng cậu phải đảm bảo không động đến người của Long Tuyền Sơn Trang. Người thủ hộ nói. Chỉ cần Long Tuyền Sơn Trang ngoan ngoãn nghe lệnh, tôi sẽ không động vào mấy người. Diệp Phàm nói.
cậu muốn chúng tôi làm gì? Người thủ hộ dò hỏi. Diệp Phàm nói thẳng, mấy người chế tạo ra một đám binh khí cho quân Thiên Sách, ít nhất 10 vạn cái, còn có chiến giáp với số lượng tương đồng. Nhiều như vậy. Người thủ hộ nhíu mày. Không làm được. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Có thể làm được, nhưng muốn chế tạo nhiều binh khí và chiến giáp như vậy yêu cầu một lượng lớn tài liệu rèn, Long Tuyển Sơn Trang không có nhiều như vậy. Tôi sẽ cho người giải quyết chuyện tài liệu, mấy người chỉ cần phụ trách đúc là được, nhớ kỹ, tôi muốn binh khí tốt nhất. Nếu làm không xong chuyện này, Long Tuyển Sơn Trang cũng không cần tồn tại. Diệp Phàm ra lệnh. Mặc dù người thủ hộ rất khó chịu nhưng cũng đành phải đồng ý. Mộ Bạch, ông phái thêm một chi Thiên Sách vệ đến chiếm giữ Long Tuyển Sơn Trang, vừa giám sát vừa phụ trách thu thập tài liệu rèn. Diệp Phàm nói. Rõ, nhưng thiếu quân chủ, muốn rèn nhiều binh khí và chiến giáp như vậy, tài liệu rèn là một con số thiên văn, rất khó tìm được hết trong thời gian ngắn, hơn nữa chúng ta không có con đường kia. Mộ Bạch nói. Diệp Phàm nhíu mày, cầm điện thoại gọi điện. Alo, công tử, có chuyện gì vậy? Bên kia vang lên âm thanh của người phụ trách thương hội Thiên Long thường trú ở Tây Nam, Mai Hà. Tôi cần anh giúp một chuyện. Diệp Phàm nói yêu cầu về tài liệu rèn binh khí cho đối phương. Thương hội Thiên Long là thương hội đứng đầu Long Quốc, thu gom một đống tài liệu rèn binh khí là chuyện rất dễ dàng. Được, tôi lập tức cho người đi làm, bảo đảm công tử vừa lòng. Mai Hà đồng ý. Xử lý xong chuyện này. Diệp Phàm lấy ra mấy phương thuốc giao cho Mộ Bạch, ông cho người đi phối chế dược dịch dựa theo phương thuốc này, sau đó lựa chọn một đám chiến sĩ trẻ ngâm khoảng 12 tiếng mỗi ngày, có thể làm bọn họ nhanh chóng kích phát tiềm lực trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tăng mạnh, đến lúc đó đủ để chiến thắng trong lần đại hội đấu võ quân đoàn lần này. Tôi còn viết thêm một phương thuốc mới cho các ông, chế tác nước thuốc theo phương thuốc này, mấy người cũng ngâm mỗi ngày, có thể trợ giúp các ông nhanh chóng tăng lên thực lực. Chỉ cần thực lực của mấy người đủ mạnh, không ai dám tính kế quân Thiên Sách. Diệp Phàm dặn dò. Cảm ơn thiếu quân chủ. Đám người Hoàng Bộ Thương cung kính nói. Tần Thành, anh cũng đi đến quân Thiên Sách luôn đi, sau này anh chính là một thành viên quân Thiên Sách. Từ chương này S mới phát hiện ra ông này 30 tuổi. Do ông này mới 30 tuổi nên xin phép được đổi xưng hô từ tôi ông thành tôi anh. Hơn nữa anh cũng chưa đến 30 tuổi. Anh cũng có thể đại diện cho quân Thiên Sách tham gia đại hội đấu võ quân đoàn lần này. Anh cầm cuốn tâm pháp này đi, tu luyện theo nó đủ để anh đột phá xiềng xích không cùm. Diệp Phàm nhìn về phía Tần Thành, giao một quyển tâm pháp do hắn sao chép cho đối phương. Rõ. Tần Thành gật đầu. Thiếu quân chủ, có cần chúng tôi để lại ít người cho cậu không? Hoàng Bộ Thương dò hỏi. Không cần, mấy người có thể trở lại nơi dừng chân. Toàn lực nghênh đón đại hội đấu võ quân đoàn, đến lúc đó tôi cũng sẽ đến xem. Nhớ kỹ, các người là quân Thiên Sách, là vương giả quét ngang liên quân năm nước. Diệp Phàm nói. Rõ. Đám người Hoàng Bộ Thương cùng kêu lên, âm thanh to lớn vang dội. Sau đó các quân đoàn trưởng dẫn quân rời đi. Hoa Hồng Đỏ đi đến nói, thiếu chủ, đại tiểu thư có việc phải rời khỏi, tôi sẽ phụ trách xử lý mọi chuyện của Bách Hoa Lâu. Ngài có yêu cầu gì có thể trực tiếp nói cho tôi. Rời khỏi. Cô ấy đi đâu? Diệp Phàm nhíu mày. Chuyện này tôi cũng không rõ. Hoa Hồng Đỏ lắc đầu. Diệp Phàm lạnh lùng quát to. Vâng. Hoa Hồng Đỏ gật đầu, ánh mắt lóe lên. Anh Tiểu Phàm, có phải chúng ta nên trở về Thiên Hải rồi không? Lúc này Đường Sở Sở đi ra nói với Diệp Phàm. Ừ, hôm nay sẽ trở về. Diệp Phàm gật đầu. Xin lỗi, sợ rằng hôm nay mấy người không đi được. Một giọng nói non nớt của một thiếu nữ vang lên. Một thiếu nữ tết tóc xuất hiện. Tay cầm lục lạc màu tím, lớn lên rất trong sáng, không dành thế sự. Cô là ai? Diệp Phàm tò mò hỏi. Anh giết chú Miêu Thiên, đại trưởng lão vô cùng tức giận muốn giết anh nên phái tôi đến. Thiếu nữ nói. Miêu Thiên, cô là ai? Diệp Phàm nhìn đối phương, nhíu mày. Anh có thể gọi tôi là Linh Nhi. Được rồi, tôi muốn ra tay, anh yên tâm, tôi sẽ không để anh quá đau khổ. Chỉ cần để nó cắn nhẹ một cái, anh sẽ mất đi chi giác. Nói xong thiếu nữ vươn tay phải, một cổ trùng màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Cổ trùng màu vàng bay thẳng về phía Diệp Phàm, tốc độ có thể sánh ngang với tia chớp. Cẩn thận,
Đường Sở Sở và Hoa Hồng Đỏ vội vàng kêu lên. Ầm. Một âm thanh nặng nề vang lên. Diệp Phàm vung tay đánh bay cổ trùng ra ngoài. Nhưng con cổ trùng này rất lợi hại, ăn một chưởng của Diệp Phàm vẫn chưa chết. Tiểu Kim. Thiếu nữ nhìn cổ trùng bị đánh, biến sắc, vội vàng đỡ cổ trùng, đau lòng nói. Nhóc con, chỉ dựa vào một con cổ trùng mà cũng muốn giết tôi, suy nghĩ thật kỳ lạ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Anh dám làm Tiểu Kim bị thương, tên xấu xa. Thiếu nữ tức giận kêu lên. Khóe miệng của Diệp Phàm co giật, không còn gì để nói. Rõ ràng đối phương muốn giết hắn, kết quả hắn lại biến thành người xấu. Chờ đó, tôi còn sẽ đến tìm anh. Thiếu nữ nhìn Diệp Phàm, mang theo cổ trùng rời đi. Thiếu chủ, có lẽ đó là người Miêu tộc. Hoa Hồng Đỏ nói. Miêu tộc. Diệp Phàm nhíu mày. Miêu tộc là một chủng tộc cổ xưa ở khu vực Tây Nam, bọn họ ẩn cư sâu trong núi, không tiếp xúc với người ngoài, am hiểu dưỡng cổ, cực kỳ thần bí, nghe nói cùng một mạch với Vu Môn Man Quốc. Hoa Hồng Đỏ nói. Thảo nào sẽ thao tác cổ trùng, tôi còn tưởng cô ta là người Vu Môn. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Có cần tôi cho người bắt lấy cô ta không? Cô nhóc này không phải người mấy người có thể đối phó. Diệp Phàm lắc đầu. Mặc dù cổ trùng trong tay cô nhóc kia không làm Diệp Phàm bị thương, nhưng đối phó với những người khác lại ít người có thể đỡ được. Được rồi, chúng ta chuẩn bị trở về. Sau đó đám người Diệp Phàm rời khỏi Thục Châu, trở về Thiên Hải. Trong lúc bọn họ trở về Thiên Hải, trong sở giám sát ở Đế Đô. Du Thiên Hành quỳ gối trước một người áo đen ngồi xe lăn, nói, cục trưởng, xin lỗi, thuộc hạ vô dụng. Không ngờ tên Long Chiến Thiên lại chạy đến Tây Nam, không trách ngươi được. Nhưng tên nhóc này có chút thú vị, chỉ trong mấy ngày đã đắc tội thần điện, quả nhiên là con trai của Diệp Thiên Long. Cục trưởng sở giám sát ngồi trên xe lăn lạnh lùng nói. Hiện tại cứ âm thầm giám sát hắn ta, chờ thời điểm thích hợp, hắn ta và Long Tỷ đều sẽ trở thành vật trong tay ta. Vị cục trưởng này lạnh lùng nói. Thiên Hải. Đoàn người Diệp Phàm đi ra từ sân bay Thiên Hải. Cuối cùng cũng trở về. Trần Tiểu Manh cảm thán. Hành trình đến Tây Nam lần này của bọn họ chín sống một chết. Đến công ty trước, mấy ngày nay bên công ty không có người báo cáo, em có dự cảm không tốt. Đường Sở Sở nói. Ngay sau đó, đám người Diệp Phàm đi đến tập đoàn Đường Thị. Chủ tịch. Đường Sở Sở đi vào trong tập đoàn, Lễ Tân nhìn cô với sắc mặt vô cùng quái dị. Tập đoàn xảy ra chuyện gì? Đường Sở Sở hỏi. Sở Đồng đang mở hội đồng quản trị chuẩn bị bãi miễn chủ tịch, đồng thời tuyển chọn chủ tịch mới. Lễ Tân nói. Nghe vậy sắc mặt Đường Sở Sở thay đổi, Diệp Phàm cũng nhíu mày. Đường Sở Sở không nói gì, đi thẳng đến phòng họp, Diệp Phàm đi theo sau. Trong phòng họp ở tập đoàn Đường Thị. Lúc này, tất cả giám đốc và cổ đông của tập đoàn Đường Thị đều tập trung tại đây. Sở Hà ngồi ở vị trí chính giữa. Được rồi, bây giờ mọi người hãy giơ tay biểu quyết. Nếu đồng ý loại bỏ Đường Sở Sở ra khỏi vị trí chủ tịch của tập đoàn Đường Thị, sau đó bổ nhiệm tôi làm tân chủ tịch thì xin mời giơ tay. Sở Hà nhìn mọi người có mặt ở đó rồi nói. Sốt, sốt, sốt. Ngay lập tức, tất cả giám đốc và cổ đông đều đồng loạt giơ tay. Được, nếu như mọi người đã nhất trí, vậy tôi tuyên bố. Tôi không đồng ý. Sở Hà còn kịp nói xong thì đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên ngoài phòng họp. Đường Sở Sở đẩy cửa, vẻ mặt lạnh lùng bước vào. Chủ tịch Đường đã trở lại rồi. Ồ không, bây giờ tôi nên gọi là cô Đường mới đúng. Sở Hà nhìn Đường Sở Sở mỉm cười. Sở tiên sinh, ý anh là gì? Anh chẳng qua chỉ là cổ đông mới của tập đoàn Đường. Thị, anh có tư cách gì triệu tập hội đồng quản trị rồi cách chức tôi? Hơn nữa. Đứng đầu hội đồng quản trị vẫn là bà nội tôi, từ khi nào đã đến lượt anh quyết định? Đường Sở Sở nhìn Sở Hà rồi hét lên. Cô Đường xin đừng kích động, trước tiên hãy xem những tài liệu này. Đây là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của bà nội cô, chú hai và chú ba của cô, còn có thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của một số cổ đông khác. Bây giờ tôi sở hữu 54% cổ phần của tập đoàn Đường Thị, vậy nên tôi chính là chủ nhân thực sự của tập đoàn. Sở Hà ném một đống văn kiện đến trước mặt Đường Sở Sở, cô vừa nhìn thấy sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Không có khả năng. Làm sao có thể như vậy chứ?
sắc mặt Đường Sở Sở không ngừng thay đổi. Cô Đường, cô bây giờ còn cho rằng tôi không đủ tư cách để triệu tập hội đồng quản trị cách chức cô sao? Cô vẫn cho rằng tôi không đủ tư cách đứng đầu hội đồng quản trị. Sở Hà nhìn Đường Sở Sở, cười khẩy. Anh, Đường Sở Sở cực kỳ tức giận nhìn Sở Hà. Anh đã sớm sắp xếp tất cả mọi thứ. Anh đã lên kế hoạch kể từ ngày đầu tiên anh bước chân vào tập đoàn Đường Thị. Đường Sở Sở nhanh chóng bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Sở Hà. Cô Đường thật thông minh. Không sai, mọi điều cô nói đều đúng. Sở Hà cười nhẹ. Anh rốt cuộc là ai? Mục đích của anh làm việc này là gì? Lẽ nào vì tập đoàn Đường Thị? Đường Sở Sở nhìn chằm chằm vào Sở Hà rồi nói. Tập đoàn Đường Thị này đối với tôi mà nói chẳng là gì cả. Mục đích tôi làm việc này chính là vì cô. Sở Hà đáp. Vì tôi, ý của anh là gì? Đường Sở Sở cau mày. Có người muốn kết bạn với cô Đường, nhưng lại sợ rằng cô Đường không đồng ý nên chỉ có thể dùng cách này. Chỉ cần cô Đường đồng ý kết bạn với anh ta, tôi hứa sẽ trả nguyên vẹn tập đoàn Đường Thị lại cho cô. Cô Đường, cô thấy thế nào? Sở Hà nhìn Đường Sở Sở, khẽ mỉm cười. Tao cảm thấy không tốt lắm. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Phàm vang lên. Hắn đi tới, nhìn Sở Hà, kẻ phía sau muốn tán tỉnh bà xã của tao. Mày! Bốp! Sở Hà nhìn thấy Diệp Phàm còn chưa kịp nói gì đã bị tát một cái. Anh ta bị tát mạnh đến nỗi ngã lăn ra sàn, trên mặt còn in hẳn dấu bàn tay. Dám tán tỉnh bà xã của tao, thì lá gan của mày và kẻ đứng sau cũng không nhỏ đâu. Diệp Phàm lạnh lùng quát lên, rồi đi thẳng về phía anh ta. Mày định làm gì? Tao nói cho mày biết, nếu mày dám làm gì tao, ngày mai tập đoàn Đường Thị sẽ đổi thành Sở Thị. Sở Hà nhìn Diệp Phàm đe dọa. Sốt! Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên tia lạnh lẽo, hắn đang muốn ra tay với Sở Hà thì lại bị Đường Sở Sở ngăn lại. Tiểu Phàm ca ca, bỏ đi! Đường Sở Sở nói, rồi nhìn về phía Sở Hà, tôi không cần biết kẻ phía sau anh có ý định gì, nhưng tôi sẽ không bao giờ để tập đoàn Đường Thị rơi vào tay mấy người. Cũng sẽ không để tập đoàn đổi tên thành Sở Thị. Nói xong cô kéo Diệp Phàm rời đi. Sắc mặt Sở Hà tối sầm lại, ánh mắt anh ta tràn đầy sự lạnh lẽo nham hiểm. Sau khi rời khỏi phòng họp, Tôn Tiểu Tiểu đi tới, gấp gáp hỏi, Chủ tịch, bây giờ sao rồi? Không sao đâu, đừng lo lắng. Đường Sở Sở bình tĩnh nói. Bà xã, sao vừa rồi em không để anh giết anh ta? Như vậy chẳng phải tập đoàn Đường Thị vẫn là của em sao? Diệp Phàm bĩu môi, nói thẳng. Tiểu Phàm ca ca, em không muốn anh tùy tiện giết người vì em. Hơn nữa nếu anh ta chết ở đây, một khi lời đồn bị truyền ra, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của tập đoàn Đường Thị. Đường Sở Sở trầm giọng nói. Ra, vậy bây giờ phải làm sao? Diệp Phàm hỏi. Quay về Đường ra. Ngay sau đó, Đường Sở Sở dẫn Diệp Phàm trở về Đường. Lúc này trong đại sảnh của Đường ra, bà cụ Đường đang ở đây, còn vợ chồng Đường Chính Nhân đang ngồi trước mặt bà ta. Mẹ, mẹ thật sự đã chuyển 10% cổ phần của mình cho Sở Hà sao? Mẹ có biết việc này nguy hiểm thế nào không? Nếu đối phương muốn lợi dụng Đường ra, thì cổ phần của anh ta cộng thêm 10% cổ phần của mẹ, điều này rất có thể sẽ uy hiếp đến sự điều hành tập đoàn Đường Thị của nhà chúng ta. Đường Chính Nhân nhìn mẹ rồi nói. Sở tiên sinh ra giá 70 tỷ để mua 10% cổ phần của mẹ, giá quá cao, không bán thì lỗ mất. Hơn nữa cho dù mẹ bán 10% cổ phần này, thì số cổ phần còn lại trong tay mẹ cộng thêm cổ phần trong tay ba anh em của con và Sở Sở, Đường ra chúng ta vẫn nắm cổ phần lớn nhất của tập đoàn. Bà cụ Đường tự tin nói. Nắm cổ phần lớn nhất sao? E rằng bà nội không biết tập đoàn Đường Thị sắp phải đổi tên rồi. Đường Sở Sở bước vào, lạnh lùng nói. Sở Sở, con nói cái gì vậy? Đường Chính Nhân nhìn cô hỏi. Hôm nay Sở Hà đã tổ chức họp hội đồng quản trị tại tập đoàn Đường Thị và tuyên bố rằng con sẽ bị cách chức chủ tịch, còn anh ta sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch mới của tập đoàn Đường Sở Sở lạnh lùng nói. Cái gì? Làm sao có thể như vậy được? Không thể nào. Sắc mặt bà cụ Đường liền thay đổi, kinh ngạc hỏi. Sở Sở, con nói thật sao? Sắc mặt Đường Chính Nhân rất khó coi. Đúng vậy, tập đoàn Đường Thị hiện tại đã rơi vào tay Sở Hà rồi. Đường Sở Sở lạnh lùng đáp. Làm sao có thể? Chỉ với cổ phần trong tay anh ta, làm sao có thể trở thành chủ nhân của tập đoàn được? Bà cụ Đường không tin hỏi.
anh ta không chỉ nắm giữ 10% cổ phần của bà, mà còn có toàn bộ cổ phần của chú hai và chú ba. Anh ta thậm chí còn bí mật mua lại cổ phần của nhiều cổ đông. Bây giờ anh ta sở hữu 54% cổ phần của tập đoàn Đường Thị, nằm trong tay quyền sở hữu tập đoàn. Nghe xong lời này của Đường Sở Sở, bà cụ Đường run lên bần bật, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Sắc mặt của Đường Chính Nhân và Dương Ngọc Lan cũng tối sầm lại. Làm sao có thể, bà cụ Đường lẩm bẩm. Chú hai ở đâu ạ? Cháu muốn hỏi ông ta tại sao lại chuyển cổ phần của tập đoàn Đường Thị cho Sở Hà. Đường Sở Sở mở miệng nói. Bởi vì tao không muốn mày làm chủ tịch. Lúc này, Đường Chính Nghĩa chống nạng khập khiễng đi tới, rồi lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Đường Sở Sở cùng Diệp Phàm. Chính Nghĩa, lẽ nào em định giao tập đoàn Đường Thị cho kẻ khác chỉ vì oán hận bọn Sở Sở sao? Đường Chính Nhân quát lên với em trai của mình. Chỉ vì hai đứa nó mà tôi trở thành người tàn tật, con trai tôi phải ngồi xe lăn suốt đời. Bọn nó đã hại cha con tôi thảm như vậy, tôi sẽ không để bọn nó được sống dễ dàng. Tôi thà hủy đi tập đoàn Đường Thị còn hơn để mấy người sống thoải mái. Đường Chính Nghĩa hét lên với vẻ mặt hung dữ. Ông muốn tìm chết à? Sắc mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, hắn tiến lên một bước, tóm lấy cổ Đường Chính Nghĩa, nhấc bổng ông ta lên. Mặt Đường Chính Nghĩa đỏ bừng, cảm giác như sắp ngạt thở. Bỏ Chính Nghĩa xuống, vẻ mặt bà cụ Đường thay đổi, liền mắng Diệp Phàm. Đồ khốn, mau thả cha tạo ra. Đường Phong đang đẩy xe lăn tới, nhìn Diệp Phàm rồi hét lên. Cha con tụi mày đều đã xuất hiện rồi, đúng lúc lắm, hôm nay tao sẽ tiễn cả hai lên đường. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sốt! Lúc này, Đường Chính Đạo cũng đã quay lại. Chính Đạo, con trở về đúng lúc lắm, mau ngăn hắn ta lại, cứu anh của con. Bà cụ Đường nhìn ông ta, hét lên. Nhưng khi Đường Chính Đạo nhìn thấy Diệp Phàm, trong mắt ông ta tràn ngập sợ hãi, đến nỗi không dám cử động. Ông ta không muốn trở thành quân chủ thứ hai của quân Thiên Lang. Tiểu Phàm, đừng kích động. Đường Chính Nhân nhanh chóng tiến tới can ngăn. Răng rắc. Hắn chợt dùng lực mạnh bóp gãy cổ Đường Chính Nghĩa, rồi tùy ý ném xác ông ta xuống đất. Lần trước cháu vì nể tình mọi người mà tha mạng cho ông ta, nhưng nếu ông ta vẫn không biết hối cải, chú cũng không thể trách cháu. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Chính Nghĩa, bà cụ Đường nhìn Đường Chính Nghĩa chết thảm, hét lên đầy đau đớn. Cha, Đường Phong cũng thống khổ hét lên. Mấy người Đường Chính Nhân, Dương Ngọc Lan và Đường Sở Sở nhìn thấy xác Đường Chính Nghĩa, nét mặt liền thay đổi. Hai, Đường Chính Nhân không khỏi thở dài, nhưng ông cũng không trách Diệp Phàm. Đồ khốn nạn, mày thực sự đã giết con trai tao. Mày sẽ không được chết yên ổn đâu, bà cụ Đường chỉ vào Diệp Phàm, hung dữ hét lên. Nếu bà muốn đi cùng với con trai của mình, tôi cũng không ngại tiễn thêm bà đâu. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nếu bà lão này không phải bà nội của Sở Sở thì hắn đã xử lý bà ta từ lâu rồi. Sốt! Diệp Phàm lại liếc nhìn Đường Phong. Tiểu Phàm ca ca, bỏ đi, bỏ qua cho anh ta đi, anh ta đã tàn phế rồi, không thể làm gì được nữa. Nhìn thấy Diệp Phàm muốn ra tay với Đường Phong, Đường Sở Sở nhịn không được nói. Được, Diệp Phàm gật đầu. Với chỉ số thông minh và bộ dạng tàn tật của Đường Phong thì bây giờ anh ta cũng chỉ có thể ăn no rồi chờ chết. Đường Phong trợn mắt nhìn Diệp Phàm, nắm chặt nắm đấm, cắn chặt môi đến nỗi bật cả máu. Tại sao ông lại đưa cổ phần cho Sở Hà? Mối quan hệ của ông với anh ta là gì? Lúc này Diệp Phàm lại liếc nhìn Đường Chính Đạo. Đường Chính Đạo lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm, nói, tôi không biết Sở Hà. Trước đây là do quân chủ của quân Thiên Lang đến tìm tôi nói muốn cổ phần của mình, tôi cũng không dám không đáp ứng, đành chuyển nhượng cổ phần. Kẻ này còn có thể sai khiến quân chủ quân Thiên Lang. Quả thật có chút bản lĩnh, đôi mắt Diệp Phàm lóe lên sự lạnh lẽo. Sở Sở, chúng ta về thôi, Diệp Phàm nói với Đường Sở Sở. Sở Sở, hiện tại tập đoàn Đường Thị đã rơi vào tay Sở Hà, sau này chúng ta phải làm sao? Đột nhiên, Dương Ngọc Lan kéo Đường Sở Sở lại rồi nói. Trước kia không phải dì vẫn muốn anh ta làm con rể của dì sao? Làm sao, bây giờ đã biết lo lắng rồi. Diệp Phàm nhìn mẹ bà xã, không chút khách khí nói. Cậu có tư cách gì để nói chuyện ở đây? Nếu như cậu có bản lĩnh thì hãy dành tập đoàn Đường Thị lại cho tôi. Còn nếu không thì đừng nói nhảm nữa. Dương Ngọc Lan mắng Diệp Phàm. Mẹ, mẹ nói gì thế?
Nương Sở Sở bất mãn hỏi. Cái gì, mẹ nói sai gì sao? Dương Ngọc Lan khịt mũi khinh thường. Tập đoàn Đường Thị là của Đường gia nhà chúng ta, liên quan gì đến Tiểu Phàm ca ca? Con sẽ đoạt lại tập đoàn. Tiểu Phàm ca ca, chúng ta đi thôi. Nương Sở Sở trực tiếp kéo Diệp Phàm rời khỏi. Diệp Phàm, chúng ta vẫn chưa xong đâu. Chờ sau khi Diệp Phàm rời đi, Đường Phong hung dữ hét lên. A Phong, nếu như còn chưa muốn chết thì tốt nhất đừng tìm hắn gây sự, nếu không bản thân sẽ còn chết thảm hơn cha của mình. Đường Chính Đạo hít sâu một hơi rồi nhìn Đường Phong cảnh cáo. Sau khi Diệp Phàm rời khỏi Đường ra, hắn đi thẳng đến Bách Hoa Lâu. Thiếu chủ, trước đây tôi đã từng điều tra thân phận của Sở Hà, nhưng chưa từng tìm được manh mối. Thân phận của kẻ này rất bí ẩn, e rằng chỉ có sử dụng cơ quan tình báo cao nhất của Bách Hoa Lâu mới có thể tìm ra chút manh mối nào đó về thân phận của anh ta. Xuân Lan nói. Diệp Phàm ngay lập tức gọi điện cho Hoa Hồng Đỏ, nhờ cô ta điều động cơ quan tình báo cao nhất của Bách Hoa Lâu để điều tra thân phận của Sở Hà. Bây giờ Hoa Hồng Đỏ đã trở thành người đứng đầu tạm thời của Bách Hoa Lâu, cô ta đương nhiên có quyền sử dụng cơ quan tình báo này. Chưa đầy 10 phút, Hoa Hồng Đỏ đã tìm thấy thông tin về Sở Hà. Nói, thiếu gia, Sở Hà này là người của Sở Phiệt. Hoa Hồng Đỏ, người của Sở Phiệt, Diệp Phàm cau mày. Đúng vậy, Sở Phiệt cũng là một trong những cửu đại môn phiệt của Long Quốc. Hoa Hồng Đỏ nói tiếp. Lúc này trong mắt Diệp Phàm lại lộ ra tia sát ý lạnh lẽo. Ở Thiên Hải, trong một biệt thự nào đó, Sở Hà đang ngồi bên trong, trong mắt anh ta lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Một người đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt Sở Hà nói, công tử có cần tôi lập tức đi giải quyết tên nhóc đó không? Nếu hắn dễ bị giải quyết như vậy thì liệu có đến lượt ông phải ra tay không? Sở Hà hừ lạnh nói, thằng nhóc, tao sẽ cho mày tận mắt nhìn thấy cảnh người phụ nữ của mày nằm trong vòng tay của người khác. Ầm ầm. Đột nhiên, cửa biệt thự bị vỡ tan tành, Diệp Phàm bước vào, đám người Xuân Lan đi theo phía sau. Sở Hà nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, sắc mặt anh ta tái mét. Tên mặc đồ đen bên cạnh anh ta trực tiếp tấn công về phía Diệp Phàm, đó là một cao thủ địa cảnh. Rắc. Diệp Phàm vung tay, trực tiếp bẻ gãy cổ tên này. Mày sao lại tìm đến đây được? Vẻ mặt Sở Hà nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Tìm mày khó lắm sao? Diệp Phàm bước tới, lạnh lùng nhìn Sở Hà. Mày muốn gì? Sở Hà nhanh chóng bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nhà họ Đường trong tay mày cho Sở Sở, tao có thể để mày chết thoải mái hơn một chút. Diệp Phàm ngồi xuống, phát chân lên rồi lạnh lùng nói. Muốn cổ phần sao? Được. Mày quỳ xuống dập đầu với tao thì có lẽ tao sẽ cân nhắc một chút. Sở Hà liếc nhìn Diệp Phàm, hừ lạnh nói. Diệp Phàm liếc nhìn Sở Hà, bật cười, ha ha. Nụ cười này của hắn khiến Sở Hà cảm thấy rùng mình. Ai cho mày can đảm dám nói những lời như vậy với tao? Là thân phận Sở Phiệt của mày sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Diệp Phàm vừa dứt lời, ánh mắt Sở Hà ngưng tụ, nói, mày cũng có chút bản lĩnh đó, điều tra ra được thân phận của ta nhanh vậy. Nếu mày đã biết thân phận của tao thì nên ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu với tao. Nếu không mày hẳn biết rõ hậu quả của việc đối đầu với môn phiệt Long Quốc. Sở Hà nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt lạnh lùng quát lớn. Phụt! Vừa dứt lời, ngực Sở Hà liền bắn ra một đóa hoa máu. Thanh đoản kiếm màu đen của Diệp Phàm trực tiếp đâm vào Sở Hà, mắt anh ta lúc này trợn tròn, không thể tin nhìn Diệp Phàm. Anh ta không ngờ rằng đối phương dám giết anh ta dù đã biết được thân phận của anh ta. Tao rất muốn xem thử kết cục khi làm kẻ địch của Sở Phiệt bọn mày sẽ như thế nào. Diệp Phàm đứng dậy nhìn Sở Hà cười lạnh, trực tiếp rút thanh đoản kiếm màu đen ra, Sở Hà chết không nhắm mắt. Đinh linh linh. Lúc này, tiếng chuông điện thoại trên người Sở Hà đột nhiên vang lên. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, hắn trực tiếp lấy điện thoại của đối phương ra nhấn nút nghe. Việc thế nào rồi? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam trầm ấm. Xem ra ông chính là người đứng sau Sở Hà. Diệp Phàm cầm điện thoại lạnh lùng nói. Đầu bên kia điện thoại trực tiếp im lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng, cậu là Diệp Phàm đúng không, Sở Hà thế nào rồi? Chết rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Quả nhiên là đệ tử của chiến thần thiên sách, gan rất lớn. Hy vọng cậu còn sống để xuất hiện trước mặt tôi. Người đàn ông kia nói. Yên tâm,
chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng trước tiên ông hãy chuẩn bị cho mình một chiếc quan tài. Ngày chúng ta gặp nhau, chính là ngày giỗ của ông. Diệp Phàm nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Cùng lúc đó, trong một căn phòng nào đó, một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú, khí chất xuất trần đang đứng trước cửa sổ, tay cầm điện thoại, nở một nụ cười tà mị, thật thú vị. Chớp mắt, màn đêm buông xuống. Diệp Phàm trở về biệt thự, Đường Sở Sở đang ngồi đó, không biết đang nghĩ gì. Vợ yêu, em đang nghĩ gì vậy? Diệp Phàm đi tới. Em đang nghĩ cách đoạt lại Đường Thị. Không cần nghĩ nữa, Đường Thị đã lấy về rồi. Đường Sở Sở vừa mới mở miệng, Diệp Phàm đã đưa cho cô một văn kiện. Văn kiện này là một thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, trên đó ghi rõ Sở Hà chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Đường Sở Sở, trên đó còn có chữ ký và dấu vân tay của đối phương. Những thứ này tất nhiên đều là do Diệp Phàm sai người làm. Cái này, Đường Sở Sở nhìn văn kiện này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Diệp Phàm, anh Tiểu Phàm, anh ra tay với Sở Hà rồi sao? Tên nhóc đó là người của Sở Phiệt, một trong 9 đại môn phiệt của Long Quốc, chỉ mình em không đối phó được với anh ta. Diệp Phàm nhếch miệng, người của 9 đại môn phiệt sao? Vậy anh ta có mục đích gì? Ngay lập tức, Đường Sở Sở cau mày. Anh ta hẳn chỉ làm việc thay người khác, anh sẽ tìm ra người đứng sau anh ta, những chuyện này em không cần lo. Bây giờ em nắm giữ hơn một nửa cổ phần của Đường Thị, sau này toàn bộ Đường Thị sẽ do em quyết định, bà nội em cũng không quản được em nữa. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở mỉm cười. Anh Tiểu Phàm, em cảm ơn anh. Đường Sở Sở ôm Diệp Phàm hôn một cái. Này này, còn có người ở đây, hai người thân mật như vậy không mắc cỡ sao? Trần Tiểu Manh đột nhiên đi ra, lẩm bẩm nói. Mà Huyết Cơ cũng đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Ngay lập tức, Đường Sở Sở rụt người lại, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Con nhóc này, ngày nào cũng làm bóng đèn. Diệp Phàm liếc nhìn Trần Tiểu Manh. Sao anh chỉ nói mình em, còn Huyết Cơ nữa? Trần Tiểu Manh hừ một tiếng. Trước đó chuyện Huyết Cơ khôi phục ký ức đã nói với Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh, mà đối phương tia em một cái cớ để tiếp tục ở lại đây. Huyết Cơ, cô mới khôi phục ký ức, có cần gì cứ nói với tôi. Lúc này, Đường Sở Sở nhìn Huyết Cơ nói. Được. Huyết Cơ gật đầu. Tiếp theo, Diệp Phàm bắt đầu làm bữa tối. Ăn xong, dọn dẹp mọi thứ xong, mọi người liền về phòng của mình. Trong phòng của Huyết Cơ, cô ta trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Là tôi. Huyết Cơ nói. Thánh nữ. Cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói kích động. Nói với người của 13 thị tộc, không được cử người đến Long Quốc nữa. Huyết Cơ lạnh lùng nói. Vậy bây giờ thánh nữ thế nào rồi? Có cần tôi đến đón cô về không? Người đầu bên kia điện thoại nói. Không cần, tạm thời tôi không về, ông giúp tôi điều tra một chuyện. Huyết Cơ từ tốn nói. Chuyện này tôi sẽ lập tức sai người đi điều tra. Nhưng mà thánh nữ, tôi nghe nói thánh đồ của thánh điện sắp xuất quan, nếu cô không có ở đó, tôi sợ rằng huyết tộc. Giọng điệu của người đầu bên kia điện thoại có chút ngưng trọng. Sau khi điều tra rõ chuyện này, tôi sẽ trở về. Huyết Cơ nói xong liền cúp điện thoại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ngày hôm sau, sáng sớm, Diệp Phàm vừa ăn sáng xong, một bóng người loạng choạng, toàn thân đẫm máu bước vào biệt thự. Trịnh Thiên. Sao lại là ông? Không phải ông đã trở về quỷ cốc rồi sao? Ai làm ông bị thương như vậy? Sắc mặt Diệp Phàm thay đổi khi nhìn người này. Người này chính là người đứng đầu đội quỷ cốc đệ tử trong cuộc thi y đạo trước đó. Thiếu chủ, là Phong Vô Tích. Hắn ta tập kích chúng tôi, giết chết toàn bộ đệ tử xuất cốc lần này, tôi cũng nhờ giả chết mới thoát được một kiếp. Trịnh Thiên thở hổn hển nói. Ngay lập tức Diệp Phàm nhíu mày, trong mắt hắn lóe lên hàn quang. Thiếu chủ, tôi nghe Phong Vô Tích nói sẽ đến quỷ cốc, tôi sợ hắn ta sẽ gây bất lợi cho quỷ cốc nên lập tức chạy đến bẩm báo với thiếu chủ. Xin thiếu chủ nhanh chóng quay về quỷ cốc. Trịnh Thiên lên tiếng nói. Phong Vô Tích. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên một tia sát ý. Hắn trực tiếp lấy ngân châm ra trước tiên giúp Trịnh Thiên chữa thương. Rất nhanh, vết thương của Trịnh Thiên đã hồi phục. Lát nữa ông theo tôi trở về quỷ cốc. Diệp Phàm nói với Trịnh Thiên. Vâng. Trịnh Thiên gật đầu. Sau đó Diệp Phàm nói với Đường Sở Sở một tiếng về việc hắn sẽ rời đi, mà Đường Sở Sở cũng không ngăn cản,
chỉ bảo hắn chăm sóc tốt cho bản thân. Những ngày tôi không có ở đây, cô hãy giúp tôi để mắt đến Sở Sở. Nếu có người nào gây bất lợi với Sở Sở, cô hãy ra tay giúp. Diệp Phàm nhìn Huyết Cơ nói. Hắn lo lắng người đứng sau Sở Hà sẽ nhân cơ hội ra tay với Đường Sở Sở. Một khi người đứng sau Sở Hà ra tay, thực lực của U Ảnh và Xuân Lan bọn họ đều không đủ, chỉ có Huyết Cơ mới có thể chống đỡ. Anh muốn tôi làm vệ sĩ cho người phụ nữ của anh sao? Tôi là thánh nữ huyết tộc. Huyết Cơ lạnh lùng nói. Cô muốn từ chối sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nếu tôi từ chối thì sao? Ánh mắt đẹp của Huyết Cơ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Nếu Sở Sở xảy ra chuyện thì tôi sẽ diệt huyết tộc. Diệp Phàm nói vô cùng bá đạo. Nói xong hắn liền rời đi. Còn ánh mắt Huyết Cơ thì lóe lên vẻ khác thường, nhưng lại không hề tức giận. Sau đó, Diệp Phàm theo Trịnh Thiên đến Quỷ Cốc. Ở Long Quốc, trong một dãy núi sâu nào đó, ở đây có một sơn cốc tràn ngập hơi thở thần bí. Sơn cốc này chính là Quỷ Cốc. Quỷ Cốc có lịch sử truyền thừa hàng nghìn năm, chủ nhân đầu tiên của Quỷ Cốc. Quỷ Cốc Tử là một tồn tại thần bí khó lường, thông hiểu chư tử bách gia, nắm giữ đủ loại kỳ môn dị thuật, từ y thuật, võ đạo, đến bảy binh bố trận, suy tính thiên cơ, thậm chí là luyện đan luyện khí đều vô cùng tinh thông. Quỷ Cốc do Quỷ Cốc Tử sáng lập chia thành 8 bộ, mỗi bộ đều nắm giữ một tuyệt kỹ của Quỷ Cốc Tử. Cứ như vậy, Quỷ Cốc ẩn cư trong rừng sâu, truyền thừa từ đời này sang đời khác, lưu truyền đến ngày nay. Nhưng vì để trở thành đệ tử Quỷ Cốc cần phải trải qua rất nhiều thử thách vô cùng khó khăn, cho nên nhân khẩu ở Quỷ Cốc luôn ít ỏi, không có mấy người. Cho đến khi Quỷ Cốc truyền đến tay của tam sư phụ của Diệp Phàm là Y Thánh Quỷ Cốc, nơi đây mới dần dần lớn mạnh, có đến 3.000 đệ tử Quỷ Cốc. Lúc này, cách Quỷ Cốc vài nghìn mét trong rừng sâu, Diệp Phàm theo Trịnh Thiên đến đây. Thiếu chủ, nơi này có đủ loại trận pháp do Quỷ Cốc bố trí, thiếu chủ đi sát theo tôi. Tránh rơi vào trong đó. Trịnh Thiên nhắc nhở Diệp Phàm. Những thủ đoạn này, tôi đã nắm giữ toàn bộ từ 10 tuổi rồi. Diệp Phàm cười nhẹ, đi về phía Quỷ Cốc, trực tiếp phớt lờ đủ loại thủ đoạn mê hoặc, vây khốn người ngoài của Quỷ Cốc bố trí ở đây. Những năm ở núi Cửu Long, Diệp Phàm đã sớm học được đủ loại thuật pháp của Quỷ Cốc từ tam sư phụ, cho nên những thủ đoạn ngăn cản kẻ địch của đệ tử Quỷ Cốc bố trí hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Rất nhanh. Diệp Phàm đã đến bên ngoài Quỷ Cốc. Ở lối vào Quỷ Cốc có một tấm bia đá, trên đó khắc hai chữ uy nghiêm, mạnh mẽ, Quỷ Cốc. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phàm đến Quỷ Cốc với tư cách là người thừa kế của Quỷ Cốc. Hắn trực tiếp đi vào bên trong. Ầm ầm. Khi Diệp Phàm vừa bước vào Quỷ Cốc, đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang. Cảnh tượng xung quanh Diệp Phàm trực tiếp thay đổi, hắn như thể đột nhiên xuất hiện ở trong một rừng đá, ở đây có đủ loại đá lớn. Không đợi hắn nói gì, những tảng đá lớn đó liền từ 4 phương 8 hướng tấn công về phía hắn. Thạch trận, thật thú vị. Diệp Phàm cười nhẹ. Rõ ràng là hắn đã bước vào một trận pháp này cao minh hơn nhiều so với những trận pháp mê hoặc, ngăn cản người ngoài ở bên ngoài Quỷ Cốc, nếu không Diệp Phàm cũng đã phát hiện. Hắn trực tiếp ra tay, phá hủy toàn bộ những tảng đá lớn lao tới xung quanh. Ngay sau đó, thân hình Diệp Phàm xuyên qua rừng đá này. Hắn rất nhanh đã phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt ngưng tụ, một quyền đánh ra, trực tiếp phá hủy một trong những bức tượng đá đó. Ầm ầm. Theo sự sụp đổ của bức tượng đá này, những tảng đá lớn xung quanh Diệp Phàm biến mất, cảnh tượng bên trong Quỷ Cốc hiện ra trước mắt hắn. Chỉ là, khi Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng Quỷ Cốc trước mắt, sắc mặt hắn lại thay đổi. Lúc này, Quỷ Cốc xác người nằm la liệt, máu chảy thành sông, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Khắp nơi đều là thi thể không toàn thây, vô số đệ tử Quỷ Cốc nằm trên mặt đất chết thảm. Nhìn thấy cảnh này, nội tâm Diệp Phàm run lên, sắc mặt vô cùng khó coi, cảm xúc đột nhiên trở nên hỗn loạn. Phong vô tích. Diệp Phàm lạnh lùng hét lớn. Ngay lúc này, đột nhiên từng luồng hàn quang lạnh lẽo sắc bén xuất hiện, lao về phía Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm còn đang chìm đắm trong nỗi đau thương khi Quỷ Cốc bị diệt. Đối với những hàn quang đột ngột xuất hiện đó dường như không hề hay biết. Ầm ầm. Ngay khi từng luồng hàn quang chứa đựng sát khí vô hạn sắp rơi vào người Diệp Phàm, trên người hắn bùng phát một luồng khí tức khủng bố. Phá! Đôi mắt Diệp Phàm đột nhiên bắn ra hai luồng tinh quang kinh người, trong miệng hắn thốt ra một chữ. Ầm ầm ầm. Ngay lập tức, trong sơn cốc này truyền ra một tiếng ầm vang.
Cảnh tượng trước mắt Diệp Phàm như gương vỡ tan thành từng mảnh. Chớp mắt, những thi thể và máu tươi đầy đất đó không còn nữa, từng luồng hàn quang đó cũng biến mất. Mà cảnh tượng hiện ra trước mắt Diệp Phàm là hàng nghìn đệ tử Quỷ Cốc bị thương, nằm rải rác trên mặt đất. Ở phía trước nhất, có bốn lão già đang ngồi xếp bằng, khí tức người nào cũng đều yếu ớt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Rõ ràng cảnh tượng thảm khốc của Quỷ Cốc vừa rồi chỉ là ảo ảnh, không phải là sự thật. Vừa rồi Diệp Phàm trước tiên đi vào thạch trận, sau đó lại rơi vào trận pháp kết hợp giữa sát trận và huyễn trận. Mà người bày trận chính là muốn mượn ảo ảnh thảm cảnh người của Quỷ Cốc chết thảm để ảnh hưởng đến nội tâm của Diệp Phàm, khiến hắn buông bỏ mọi sự đề phòng, để sát trận ẩn giấu cuối cùng tấn công tiêu diệt hắn. Trận pháp liên hoàn này có thể nói là vô cùng kinh hiểm, nếu Diệp Phàm không phát hiện kịp thời điều bất thường, e rằng hắn cũng trúng chiêu rồi. Lúc này, Diệp Phàm nhìn những đệ tử Quỷ Cốc này nói, các ông thế nào rồi? Cậu là ai? Một trong năm lão giả nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm trực tiếp lấy ra Quỷ Cốc lệnh tượng trưng cho cốc chủ của Quỷ Cốc. Quỷ Cốc lệnh, cậu là ai? Năm lão giả nhìn Diệp Phàm kinh ngạc nói. Quỷ Cốc lệnh này chỉ có Quỷ Cốc cốc chủ mới có, sao lại ở trong tay một người ngoài? Y Thánh Quỷ Cốc là tam sư phụ của tôi. Tôi là đồ đệ của ông ấy, tên là Diệp Phàm. Diệp Phàm nói, cậu là đệ tử của cốc chủ. Những đệ tử Quỷ Cốc có mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc khi nhìn Diệp Phàm. Những vết thương của các ông đều do Phong Vô Tích gây ra sao? Diệp Phàm trầm giọng nói. Đúng vậy, tên nghiệt xúc này dựa vào thuật dịch dung trà trộn vào Quỷ Cốc, sau đó nhân lúc tứ đại trưởng lão bế quan, hạ độc chúng tôi, khiến thực lực của chúng tôi giảm mạnh, bị hắn ta trọng thương. Một trong những lão giả lên tiếng. Hắn ta ở đâu? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tên đó đã vào mật thất của Quỷ Cốc rồi, không biết muốn tìm gì. Thiếu chủ, cậu mau đi ngăn cản hắn ta. Một cao thủ Quỷ Cốc khác lên tiếng. Ánh mắt Diệp Phàm ngưng tụ, định đi tìm Phong Vô Tích, nhưng ngay lúc này. Ầm ầm. Trong Quỷ Cốc, đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang, một luồng uy áp khủng bố vô cùng tràn ra, bao phủ toàn bộ Quỷ Cốc. Lúc này, toàn bộ không khí của Quỷ Cốc đều đông cứng lại. Những đệ tử Quỷ Cốc có mặt đều cảm nhận được một luồng áp bức khiến người ta ngạt thở. Diệp Phàm cảm nhận được luồng uy áp này, nhíu mày. Mười mấy giây sau, một tiếng bước chân truyền đến từ bên trong Quỷ Cốc. Phong Vô Tích trực tiếp đi ra. Lúc này, toàn thân Phong Vô Tích tràn ngập luồng uy áp khiến người ta ngạt thở, thực lực của hắn ta đã đạt đến mức không thể lường được. Sư đệ tốt của ta, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phong Vô Tích nhìn Diệp Phàm cười đùa. Ngươi biết ta sẽ đến. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tên đó cho rằng cái chết giả của ông ta có thể lừa được ta sao? Tôi chỉ cố ý tha cho ông ta để ông ta đi tìm ngươi. Khi ngươi biết ta đến Quỷ Cốc, ngươi nhất định sẽ đến. Như vậy, ta có thể cho những đệ tử Quỷ Cốc này xem, ai mới là người có tư cách nhất để trở thành người thừa kế của Quỷ Cốc. Phong Vô Tích liếc nhìn Trịnh Thiên, cười lạnh. Thiếu chủ, xin lỗi, tôi. Trịnh Thiên sau khi biết mình bị Phong Vô Tích lợi dụng, sắc mặt thay đổi, vội vàng xin lỗi Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm thấy không có gì, bèn nói, không sao. Thực lực của ngươi đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, hẳn là ngươi đã tìm được bảo bối gì đó trong Quỷ Cốc rồi nhỉ? Diệp Phàm nhìn Phong Vô Tích lạnh lùng nói. Đúng vậy, trong Quỷ Cốc có một viên kim đan, chính là do lão giả kia đích thân luyện chế, bây giờ nó đã bị ta dùng rồi. Mượn viên kim đan này, giờ ta đã khống chế được luồng sát khí trong cơ thể. Luồng sát khí này chính là thứ mà ta phải trả giá rất lớn mới tìm được, dựa vào luồng sát khí này, cho dù lão giả kia hôm nay đứng trước mặt ta, ta cũng không sợ. Phong Vô Tích hừ lạnh, kiêu ngạo nói. Ngươi thế mà lại trộm uống kim đan của Quỷ Cốc. Tên nghiệt xúc chết tiệt này. Vài vị trưởng lão Quỷ Cốc nghe lời Phong Vô Tích nói, tức giận đến run người. Viên kim đan này vô cùng khó luyện chế, mỗi viên đều là bảo vật vô giá, một khi lấy ra, đủ để cả giới võ đạo Long Quốc thậm chí thế lực ẩn thế tranh giành cướp đoạt, không ngờ giờ lại bị Phong Vô Tích làm bẩn. Mắng đi, qua hôm nay, các ngươi sẽ không mắng được nữa. Từ nay về sau, ta chính là cốc chủ của Quỷ Cốc. Tất cả các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành nô lệ của ta, mặc ta sai khiến. Phong Vô Tích hừ lạnh, âm trầm nói. Mơ giữa ban ngày. Diệp Phàm thốt ra bốn chữ, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Sư đệ,
lần giao chiến trước ngươi thắng may mắn, hôm nay ngươi vẫn phải thua. Phong Vô Tích lời còn chưa dứt, Diệp Phàm đã lao về phía hắn ta. Phong Vô Tích nhìn Diệp Phàm tấn công tới, trên người hắn ta tỏa ra một luồng sát khí khủng bố. Luồng sát khí này chính là cỗ sức mạnh thần bí chưa từng sử dụng mà lúc trước Diệp Phàm phát hiện trong cơ thể Phong Vô Tích. Theo luồng sát khí này bùng phát ra, tất cả mọi người có mặt đều có một cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Còn Phong Vô Tích thúc đẩy luồng sát khí này hướng về phía Diệp Phàm đánh tới. Ầm ầm ầm, hai người này lại va chạm lần nữa. Tiếng sấm sét liên tục, năng lượng cuồn cuộn tràn tới. Rầm rầm rầm. Sau một kích này, thân hình của hai bên đều lui về phía sau. Nhưng lần này, Diệp Phàm lùi xa hơn. Sau khi Phong Vô Tích uống kim đan, khống chế được luồng sát khí trong cơ thể, thực lực của hắn ta đã tăng lên ít nhất gấp trăm lần so với trước đó. Phong Vô Tích một lần nữa tấn công về phía Diệp Phàm. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, hai vị cựu thiếu chủ Quỷ Cốc và thiếu chủ Quỷ Cốc đương nhiệm chiến đấu kịch liệt, đôi bên qua lại, chiến đấu vô cùng ác liệt. Những đệ tử Quỷ Cốc có mặt chứng kiến trận đại chiến này đều bày ra vẻ mặt chấn động. Thực lực của hai người này đã đạt đến mức độ mà họ không thể nào sánh bằng. Nếu để những cường giả võ đạo bên ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ vô cùng chấn động. Thực lực của hai người này so với rất nhiều thế hệ lão làng trong giới võ đạo còn khủng bố hơn rất nhiều. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, thân hình của hai người lùi lại rồi khuỵu xuống đất, nhìn có vẻ bất phân thắng bại. Không ngờ thực lực của ngươi lại che giấu kỹ như vậy. Phong Vô Tích nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh lùng quát lớn. Thực lực của Diệp Phàm đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta, với sức mạnh sát khí trong cơ thể hắn ta, cho dù là những võ đạo tông sư, hắn ta cũng dám chiến đấu, nhưng giờ lại không thể đánh bại được Diệp Phàm, điều này khiến nội tâm hắn ta vô cùng chấn động. Ngươi cũng không tệ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với người khác mà không chiếm được ưu thế tuyệt đối. Sau khi Phong Vô Tích nuốt kim đan Quỷ Cốc vào, hắn ta đúng là rất lợi hại. Bất kể ngươi mạnh cỡ nào, hôm nay ngươi cũng phải chết. Ta muốn cho lão già kia biết, ta mạnh hơn ngươi. Năm đó ông ta đuổi ta ra khỏi Quỷ Cốc là sai lầm lớn nhất của ông ta. Phong Vô Tích lạnh lùng quát lớn. Hắn ta vẫn luôn ghi hận chuyện Y Thánh Quỷ Cốc đuổi hắn ta ra khỏi Quỷ Cốc năm xưa, đặc biệt là khi biết đối phương lại thu nhận một đồ đệ như Diệp Phàm, hắn ta càng muốn chứng minh với đối phương, hắn ta mạnh hơn Diệp Phàm. Cho nên, hắn ta nhất định phải đánh bại Diệp Phàm. Lúc này, Phong Vô Tích đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn ta thi triển một chiêu cấm thuật khiến cho luồng sát khí trong cơ thể hắn ta điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, trên người Phong Vô Tích tỏa ra luồng sát khí ngập trời, luồng sát khí này lan tràn ra toàn bộ Quỷ Cốc. Những đệ tử Quỷ Cốc đều nhíu mày, vẻ mặt đau đớn. Lúc này, Phong Vô Tích giống như một con quỷ dữ đến từ địa ngục, sát khí ngút trời. Chết! Phong Vô Tích vung hai tay lên, xông giết về phía Diệp Phàm. Một kích này, Phong Vô Tích bùng phát sức mạnh khủng bố hơn gấp mấy chục lần so với vừa rồi. Sắc mặt Diệp Phàm nghiêm túc, thẳng tay đánh ra một quyền trực, cứng rắn chống lại một kích này của đối phương. Sau khi đòn tấn công của hai người chạm mạnh vào nhau, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một luồng sát khí khủng bố như nước lũ vỡ bờ lao về phía hắn. Ngay lập tứ cầm, ánh mắt Diệp Phàm ngưng tụ, trong cơ thể hắn bùng phát ra một luồng sức mạnh, trực tiếp đối đầu với luồng sát khí này. Ầm ầm ầm. Khi một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, Phong Vô Tích tức khắc bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất phun máu. Ngươi! Phong Vô Tích đập xuống đất, ánh mắt hắn ta tỏ vẻ không thể tin được nhìn Diệp Phàm. Lúc này, mặc dù Diệp Phàm đánh bại Phong Vô Tích, nhưng sắc mặt hắn không được tốt lắm, luồng sức mạnh bùng phát trong cơ thể hắn đang điên cuồng chạy loạn, hắn đang cố gắng hết sức để áp chế. Lúc này, Phong Vô Tích phát hiện ra Diệp Phàm không ổn. Hắn ta cố nén cơn đau trên người, một lần nữa lao về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đang áp chế luồng sức mạnh bùng nổ trong cơ thể này, nhìn thấy Phong Vô Tích đánh tới lần nữa, hắn chỉ có thể ra tay lần nữa tấn công về phía đối phương. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn khác vang lên, Phong Vô Tích một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất phun máu liên tục, lần này thương thế của hắn ta càng nghiêm trọng hơn. Thân hình Diệp Phàm cũng lui về phía sau mấy bước. Long tỉ mang trên người cũng bay ra ngoài. Lúc này, Diệp Phàm vừa khéo phun ra một ngụm máu tươi,
trực tiếp phun lên Ngọc Tỷ Truyền Quốc này. Sau khi Ngọc Tỷ Truyền Quốc dính máu của Diệp Phàm, nó phát ra một tiếng nổ lớn. Ngay lập tức, chín đầu rồng trên đó bùng phát ra kim quang chói lọi. Kim quang này bao phủ quỷ cốc khiến người ta có một cảm giác thần phục mãnh liệt. Tiếp theo, từ trong Long Tỷ này còn truyền ra từng trận tiếng rồng ngâm. Giây tiếp theo, Long Tỷ này lao vào trong cơ thể Diệp Phàm, dung nhập vào đan điền của hắn. Khi Long Tỷ nhập thể, từ bên trong giải phóng ra từng luồng năng lượng mênh mông, tràn ngập trong cơ thể Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm nhìn thấy sự thay đổi này thì nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia khác thường. Bạch! Đột nhiên, Phong Vô Tích bị trọng thương đang thì vung ra mấy cây kim đâm vào cơ thể hắn ta, mạnh mẽ kích phát tiềm lực của hắn ta. Hắn ta dựa vào luồng tiềm lực mạnh mẽ được kích phát thông qua ngoại lực này, trực tiếp chạy ra ngoài. Hắn ta đã một lần nữa bại trận trước đối phương, nếu hắn ta tiếp tục ở lại đây thì chỉ có con đường chết. Muốn chạy sao? Diệp Phàm phát hiện Phong Vô Tích định chạy trốn lần nữa, trực tiếp xông tới. Ngay lập tức, ánh mắt Phong Vô Tích ngưng tụ, hắn ta vung tay lên, hàng chục đệ tử quỷ cốc bay về phía Diệp Phàm. Sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, vội vàng dừng truy kích, đón lấy từng đệ tử quỷ cốc đó. Nhân cơ hội này, Phong Vô Tích trốn khỏi quỷ cốc. Cảm ơn thiếu chủ. Hơn chục đệ tử quỷ cốc cảm kích nói với Diệp Phàm. Không có gì. Diệp Phàm nói xong, hắn nhíu mày nhìn Phong Vô Tích trốn thoát. Tên này quả thực đủ quyết đoán, đủ tàn nhẫn. Đây đã là lần thứ hai Phong Vô Tích trốn thoát khỏi tay Diệp Phàm, chưa từng có ai có thể trốn thoát khỏi tay hắn hai lần. Nếu để tên này sống thì đúng là một tai họa. Diệp Phàm lẩm bẩm. Tiếp theo, Diệp Phàm đến trước mặt bốn lão già, nói, bốn vị khỏe chứ? Thiếu chủ, chúng tôi không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là không sao. Bốn lão già này nói. Bọn họ chính là tứ đại trưởng lão của quỷ cốc. Quỷ cốc bát bộ do 8 vị trưởng lão quỷ cốc thống lĩnh, ngoài 4 người này ra còn có 4 người đang bế quan. Được, nhưng bây giờ tôi cần một căn phòng để bế quan vài ngày. Diệp Phàm trầm giọng nói. Năng lượng mà Long Tỷ bùng phát trong cơ thể hắn rất cần phải luyện hóa, còn phải nhanh chóng trấn áp sức mạnh trong cơ thể hắn, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trịnh Thiên, dẫn thiếu chủ đến phòng luyện công của cốc chủ. Một trưởng lão quỷ cốc nói. Ngay sau đó Trịnh Thiên dẫn Diệp Phàm đến phòng luyện công mà chỉ cốc chủ quỷ cốc mới có thể sử dụng, Diệp Phàm trực tiếp vào trong bế quan. Diệp Phàm bế quan lần này, kéo dài mấy ngày. Trong mấy ngày này, đệ tử quỷ cốc liên tục chữa thương, nhưng không hiểu sao rất nhiều thế lực rình rập quỷ cốc đột nhiên biết được tin tức toàn bộ đệ tử quỷ cốc đều bị thương. Tin tức này vừa ra, lập tức khiến những thế lực này ngửi thấy cơ hội đối phó với quỷ cốc. Bởi vì quỷ cốc có đủ loại kỳ môn dị thuật. Luôn bị các cường giả của các thế lực thèm muốn, bọn họ đều muốn có được những kỳ môn dị thuật trong quỷ cốc. Dù sao thì tùy tiện lấy một trong những kỳ môn dị thuật mà quỷ cốc nắm giữ ra cũng đủ để vô số cường giả tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Chỉ là trước kia vì sự cường thế của các đời quỷ cốc cốc chủ, không ai dám nhòm ngó quỷ cốc, nhưng theo sự mất tích trong mười mấy năm của cốc chủ đương nhiệm là Y Thánh quỷ cốc, các thế lực đều để mắt đến quỷ cốc liên tục ra tay với quỷ cốc. Chỉ là dưới sự ngăn chặn của 8 vị trưởng lão quỷ cốc bát bộ và đông đảo đệ tử quỷ cốc, không ai có thể xông vào quỷ cốc. Lần này, toàn bộ đệ tử quỷ cốc bị thương đã cho những thế lực này một cơ hội. Rất nhanh, hơn 10 tông môn võ đạo lâu đời trong giới võ đạo Long Quốc và rất nhiều cường giả thèm muốn kỳ thuật của quỷ cốc đã lần lượt hành động, xông đến quỷ cốc. Trong số đó còn có không ít thế lực ẩn thế nghe tin mà hành động, nhanh chóng chạy tới quỷ cốc. Còn trong quỷ cốc, tứ đại trưởng lão đã biết được tin tức những tông môn võ đạo và thế lực ẩn thế đó đang hướng về phía quỷ cốc. Nhưng thương thế hiện tại của bọn họ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, toàn bộ đệ tử quỷ cốc vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương, làm sao có thể chống đỡ được đám người hung hãn này. Đám người này đúng là biết tìm cơ hội. Một vị trưởng lão quỷ cốc hừ lạnh nói. Bây giờ nói những điều này cũng vô dụng, trước tiên hãy nghĩ cách ngăn cản bọn họ, tuyệt đối không thể để đám người này giết vào quỷ cốc. Hủy hoại danh tiếng ngàn năm không phá được của quỷ cốc. Một vị trưởng lão quỷ cốc khác trầm giọng nói. Hừ, bọn chúng cho rằng chúng ta bị thương là dễ bắt nạt, lần này quỷ cốc chúng ta sẽ cho bọn chúng thấy kết cục của việc đối địch với quỷ cốc. Vị trưởng lão quỷ cốc thứ ba lạnh lùng quát lớn. Tiếp theo, tứ đại trưởng lão tập hợp những đệ tử quỷ cốc vẫn còn có thể chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu với những thế lực đó.
Lúc này, bên ngoài quỷ cốc tập trung hàng ngàn người, tất cả đều là các môn phái lớn đến từ giới võ thuật Long Quốc. Trong đó có 5-6 môn phái hạng nhất, thậm chí còn có hơn 20 môn phái hạng nhì. Trong giới võ thuật Long Quốc, các môn phái lớn được chia thành 3 cấp bậc theo sức mạnh, hạng nhất, hạng nhì và hạng ba. Hạng ba thuộc về các môn phái cấp thấp nhất, những thế lực này thường được thành lập chưa đến 100 năm. Còn các môn phái hạng nhì thuộc về trụ cột trung cấp của giới võ thuật, thời gian truyền thừa ít nhất là 100 năm, cao nhất có thể lên đến 300 năm. Các môn phái hạng nhất chính là các môn phái lớn thực sự của giới võ thuật Long Quốc, mỗi môn phái đều có lịch sử truyền thừa hơn 300 năm. Tất nhiên, trên các môn phái hạng nhất còn có một cấp bậc nữa, đó là các môn phái đỉnh cấp. Và để trở thành một môn phái đỉnh cấp, ít nhất phải có lịch sử truyền thừa 1.000 năm. Ở Long Quốc, các môn phái đỉnh cấp có thể đếm được trên một bàn tay và họ hầu như rất ít khi xuất hiện. Lần này, 5-6 môn phái hạng nhất, hơn 20 môn phái hạng nhì cùng nhau hành động, thế trận cỡ này chắc chắn là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua. Quỷ cốc, lần này, ta muốn xem các người còn lấy gì để chống đỡ. Giáo chủ phái Thanh Thành, một môn phái hạng nhất, nhìn quỷ cốc bằng ánh mắt lạnh lùng. Những lần ra tay với quỷ cốc trước đó, phái Thanh Thành đều tổn thất nặng nề, vì vậy họ rất căm hận quỷ cốc. Lần này, sau khi biết được biến cố của quỷ cốc, giáo chủ phái Thanh Thành đã dẫn theo các cường giả của môn phái đến đây để rửa nhục. Mọi người cùng xông vào. Một giáo chủ khác của môn phái hạng nhất hét lớn, ánh mắt lộ ra vẻ nóng lòng. Giết! Họ đồng thanh hét lên. Ngay lập tức, hàng chục môn phái này xông vào quỷ cốc, chuẩn bị mở màn cho một cuộc tàn sát. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Nhưng khi họ vừa bước vào quỷ cốc đã có những tiếng xé gió vang lên. Trong nháy mắt, vô số mũi tên đen như mưa tên, lao nhanh về phía đám người này. Phụt phụt phụt. Những người của các môn phái đó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mũi tên bắn thành nhím. Không ổn. Sắc mặt của những giáo chủ của các môn phái hạng nhất thay đổi, họ vội vàng vung vũ khí để chống đỡ những mũi tên này. Còn các đệ tử của các môn phái sau khi hy sinh một số người đã nhanh chóng phản ứng lại, vung vũ khí chống đỡ những mũi tên này. Vào. Dần dần, những mũi tên bắt đầu giảm dần. Chúng không còn tên nữa, xông lên. Giáo chủ phái Thanh Thành hét lớn. Âm. Ông ta vừa xông ra thì có một tảng đá khổng lồ lao tới đập. Sắc mặt vị giáo chủ này thay đổi, vung kiếm chém đôi tảng đá, bản thân cũng bị chấn động, lùi lại mấy bước. Tiếp theo. Từ bốn phương tám hướng lại có một loạt đá tảng đập ra, lập tức đập nát nhiều người thành tương. Trong loạt tấn công liên hoàn này, 30 môn phái huy động 5-6 nghìn người, trong nháy mắt đã mất gần một nửa, mà họ thậm chí còn chưa nhìn thấy người của quỷ cốc. Lũ khốn nạn này! Giáo chủ phái Thanh Thành mắng lớn, người của quỷ cốc sao thế? Biến thành rùa rụt đầu, không dám ra ngoài nữa à? Các ngươi trốn cũng vô dụng, hôm nay bọn ta sẽ diệt quỷ cốc của các ngươi. Chỉ dựa vào các người mà cũng muốn diệt quỷ cốc ta, đúng là không biết tự lượng sức. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Bốn trưởng lão của quỷ cốc dẫn đầu các đệ tử quỷ cốc xông ra. Khi những người của quỷ cốc xuất hiện, các giáo chủ của các môn phái lớn có mặt đều nhìn nhau. Các ngươi quả nhiên bị thương rồi. Giáo chủ phái Thanh Thành nhìn bốn trưởng lão của quỷ cốc, nhận thấy khí tức của họ không ổn, liền quát lớn. Rồi. Hừ. Dù chúng ta bị thương cũng đủ đối phó với các ngươi. Một trưởng lão của quỷ cốc khinh thường nói. Nếu không phải tên kia phá hủy trận pháp của quỷ cốc ta thì bây giờ các ngươi đã chết rồi. Một trưởng lão khác của quỷ cốc hừ lạnh nói. Trước đây, quỷ cốc luôn dựa vào các trận pháp lớn trong thung lũng để đối phó với những thế lực này. Nhưng không may, những trận pháp đó đều bị Phong Vô Tích phá hủy, sau đó Phong Vô Tích bố trí trận pháp đối phó với Diệp Phàm cũng bị Diệp Phàm phá hủy. Mà những cường giả am hiểu trận pháp của bộ trận trong bát bộ quỷ cốc đều bị thương, trong thời gian ngắn không thể bố trí trận pháp mới được. Bằng không, chỉ riêng trận pháp của quỷ cốc cũng đủ khiến đám người này đau đầu. Hừ, hôm nay người của quỷ cốc các ngươi đã đến lúc phải chết. Mọi người cùng xông lên diệt quỷ cốc đi. Giáo chủ phái Thanh Thành lạnh lùng quát. Ngay lập tức, những cường giả của các môn phái đang có mặt đều nhìn chằm chằm vào người của quỷ cốc, trên người tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Từng đệ tử quỷ cốc đều cầm vũ khí với tư thế sẵn sàng chiến đấu đến chết. Nếu quỷ cốc các người nguyện thần phục triệu tộc ta thì triệu tộc ta có thể bảo vệ các ngươi được an toàn.
Lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên. Một nhóm người khác xuất hiện trong thung lũng, người đứng đầu là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt lạnh lùng, trên người tỏa ra khí tức kinh khủng, từng người phía sau ông ta đều tỏa ra khí tức lạnh lẽo thấu xương. Các người là ai? Này! Giáo chủ phái Thanh Thành nhíu mày nhìn nhóm người. Triệu tộc ẩn thế. Người đàn ông lạnh lùng trực tiếp nói ra, trong lời nói lộ ra vẻ cao cao tại thượng. Gia tộc ẩn thế. Những môn phái có mặt tại đây sau khi nghe đối phương giới thiệu, từng người đều nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ở Long Quốc, ngoài các thế lực của giới võ thuật còn ẩn chứa rất nhiều thế lực cổ xưa, những thế lực này ẩn cư và sinh sống, không bao giờ dễ dàng bước chân vào thế giới bên ngoài, bọn họ được gọi là thế lực ẩn thế. Thế lực ẩn thế mạnh hơn nhiều so với các thế lực của giới võ thuật, ngay cả những tông môn hạng nhất cũng không dám làm trái ý họ, trừ khi là những tông môn đỉnh cấp của giới võ thuật mới có thể không sợ thế lực ẩn thế. Và những người này chính là người của triệu tộc ẩn thế. Quỷ cốc không chỉ bị các thế lực của giới võ thuật nhòm ngó, mà còn bị các thế lực ẩn thế này nhòm ngó, có thể nói là một miếng bánh ngon. Giáo chủ phái Thanh Thành sau khi biết đối phương là người của gia tộc ẩn thế, lập tức im lặng không nói, ông ta không dám đắc tội với thế lực ẩn thế. Quỷ cốc ta chưa đến mức phải thần phục kẻ khác để bảo toàn mạng sống. Đây, các người muốn đối phó với quỷ cốc ta thì cứ việc đến. Bốn trưởng lão của quỷ cốc đồng thanh quát lên. Ngu xuẩn, đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Người đứng đầu triệu tộc ẩn thế hừ lạnh, xông về phía người của quỷ cốc, những cường giả của triệu tộc phía sau cũng đều ra tay. Cùng với việc triệu tộc ra tay, tất cả các môn phái có mặt đều ra tay, ồ ạt lao về phía các đệ tử quỷ cốc. Giết! Bốn trưởng lão của quỷ cốc đồng thanh hô lên. Ngay lập tức, bên ngoài quỷ cốc, một trận chiến lớn trực tiếp nổ ra. Các đệ tử quỷ cốc trong tình trạng sức mạnh chưa hoàn toàn hồi phục đến đỉnh cao, đồng thời phải đối mặt với hàng chục môn phái, trong đó còn có cả gia tộc ẩn thế. Ầm ầm ầm. Lúc này, bên ngoài quỷ cốc, tiếng nổ liên tục vang lên. Tai, máu tươi bắn ra, những tiếng kêu thảm thiết không dứt bên. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt đất đã có hàng trăm xác chết nằm la liệt. Và sau khi giao chiến được vài chục phút, các đệ tử quỷ cốc bắt đầu dần không chống đỡ nổi. Trước đó, bọn họ bị Phong Vô Tích đánh bị thương, thực lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, giờ lại phải đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, đương nhiên là không thể chống đỡ được. Bốn trưởng lão của quỷ cốc đều bị thương nhưng họ vẫn đang kiên trì. Sau hôm nay, quỷ cốc sẽ không còn nữa. Giáo chủ phái Thanh Thành nhìn bốn trưởng lão của quỷ cốc, lạnh lùng nói. Nói xong, ông ta vung kiếm chém về phía bốn vị trưởng lão. Bốn vị trưởng lão này đang chống đỡ những giáo chủ của một số môn phái võ thuật hạng nhất khác, căn bản không có thời gian để ứng phó với đòn tấn công của giáo chủ phái Thanh Thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn đòn tấn công của đối phương giáng xuống người họ. Muốn diệt quỷ cốc của ta? Các ngươi có đủ tư cách sao? Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên. Xuất! Một luồng chân khí bắn tới, bắn thẳng vào thanh kiếm của giáo chủ phái Thanh Thành. Rác! Trong nháy mắt, thanh bảo kiếm này đã gãy đôi. Giáo chủ phái Thanh Thành bị chấn động liên tục lùi lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, bốn bóng người từ trong quỷ cốc đi ra. Trong bốn người, một người râu tóc bạc phơ, mặc áo choàng trắng, trông giống như một đạo sĩ, đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ. Ông ta là trưởng lão của bộ thiên cơ trong bát bộ quỷ cốc thiên cơ trưởng lão. Người thứ hai mặc một chiếc áo dài màu đen, để râu quai nón, một đôi mắt hổ. Tuy là ngoại hình của một ông già, nhưng lại cho người ta cảm giác hung dữ như hổ. Ông ta là trưởng lão của bộ võ trong bát bộ quỷ cốc Hắc Hổ trưởng lão. Người thứ ba mặc một chiếc áo dài màu đỏ thẫm, toàn thân tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, đôi mắt có đồng tử sâu thẳm như có hai ngọn lửa đỏ đang cháy. Ông ta là trưởng lão của bộ đan trong bát bộ quỷ cốc Xích Viêm trưởng lão. Người thứ tư mặc một chiếc áo choàng dài màu xám, dáng người hơi thấp bé, nhưng không thể coi thường. Ông ta là trưởng lão của bộ trận trong bát bộ quỷ cốc trưởng lão Huyền Minh. Bốn người này chính là bốn trưởng lão mạnh nhất trong bát bộ quỷ cốc, trước đây vẫn luôn bế quan. Tứ đại trưởng lão. Cùng với sự xuất hiện của bốn trưởng lão này, các đệ tử quỷ cốc có mặt đều hô lên. Cuối cùng các ông cũng ra rồi. Bốn trưởng lão còn lại nhìn thấy bốn người này xuất hiện đều thở phào nhẹ nhõm. Sao các ông lại thảm hại như vậy? Ai đã làm bị thương các ông?
Hắc Hổ trưởng lão nhìn bốn người, giọng trầm trọng. Chuyện này lát nữa hãy nói, trước tiên hãy giải quyết những người này đã. Một trong bốn trưởng lão lên tiếng nói. Hắc Hổ trưởng lão nhìn những người của các môn phái bằng ánh mắt lạnh lùng, nói, các ngươi dám đến xâm phạm quý cốc ta, đúng là không biết sống chết. Hôm nay, ta sẽ đưa tất cả các ngươi xuống địa ngục. Hắc Hổ trưởng lão của bộ võ quỷ cốc hét lớn, trực tiếp xông ra, ông ta vung nắm đấm, đánh về phía giáo chủ phái Thanh Thành. Giáo chủ phái Thanh Thành nhìn thấy đối phương lao tới, sắc mặt thay đổi, vội vàng vung thanh kiếm gãy trong tay để chống đỡ. Trong nháy mắt, giáo chủ phái Thanh Thành, một tông môn hạng nhất trong giới, đã bị Hắc Hổ trưởng lão đấm vỡ ngực. Phút, giáo chủ phái Thanh Thành phun ra một ngụm máu tươi, mắt trợn tròn, trực tiếp ngã xuống đất chết thảm. Ngay sau đó, Hắc Hổ trưởng lão lại lao về phía những người khác, bắt đầu cuộc tàn sát điên cuồng. Còn Huyền Minh trưởng lão của bộ trận thì vung tay, từng lá cờ trận bay ra, trực tiếp hóa thành một trận sát trận tàn sát điên cuồng những người này. Dưới sự tàn sát của hai vị trưởng lão này, hàng chục người của các môn phái này đã phải chịu tổn thất nặng nề. Quả nhiên là trưởng lão của quỷ cốc, thực lực mạnh phi thường. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một người đàn ông trung niên lao tới, đứng đó, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Tộc trưởng, người đứng đầu Triệu tộc ẩn thế nhìn thấy người này liền vội vàng gọi. Người này chính là tộc trưởng của Triệu tộc ẩn thế. Ngay sau đó, thêm ba người nữa xuất hiện, đều tỏa ra khí tức kinh khủng. Hàn tộc ẩn thế, Vệ tộc ẩn thế, Lôi tộc ẩn thế. Người đàn ông lạnh lùng của Triệu tộc nhìn ba người này, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Ba người này chính là tộc trưởng của ba gia tộc ẩn thế lớn, cộng thêm tộc trưởng của Triệu tộc, tức là bốn tộc trưởng của gia tộc ẩn thế lớn đã tụ họp tại đây. Cảnh tượng này cũng khiến những người của các môn phái chấn động. Bốn tộc trưởng gia tộc ẩn thế lớn cùng xuất hiện, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Các ngươi, những gia tộc ẩn thế, cũng muốn ra tay với quỷ cốc ta sao? Thiên cơ trưởng lão thản nhiên nói. Triệu tộc ta chỉ cần thuật luyện đan của quỷ cốc các ngươi. Tộc trưởng Triệu tộc ẩn thế lạnh lùng nói. Hàn tộc của ta cũng không cần nhiều, chỉ cần thuật bộ trận của quỷ cốc các ngươi. Ta, ba tộc trưởng của các gia tộc ẩn thế còn lại cũng lần lượt lên tiếng. Và mục tiêu của họ đều là muốn có được một loại dị thuật nào đó của quỷ cốc, có thể là thuật luyện đan, thuật bày trận, hoặc là thuật rèn đức. Muốn có được thứ của quỷ cốc ta, không dễ dàng như vậy đâu. Thiên cơ trưởng lão thản nhiên nói. Không cho, vậy thì hôm nay quỷ cốc các ngươi phải diệt vong. Tộc trưởng Lôi tộc ẩn thế lạnh lùng quát. Vừa dứt lời, hàng nghìn bóng người mặc trang phục màu tím, tay cầm kiếm sắc bén xuất hiện, tất cả đều là những võ giả ở huyền cảnh trở lên. Những người này đều là người của Lôi tộc ẩn thế. Tiếp theo, lại có ba nhóm người xuất hiện, mỗi nhóm đều có hơn 1.000 người, mặc trang phục khác nhau, cầm vũ khí sắc bén, tỏa ra khí thế lạnh lẽo. Họ lần lượt là người của ba gia tộc ẩn thế còn lại. Rõ ràng, lần này bốn gia tộc ẩn thế đã chuẩn bị đầy đủ để đến đây. Các ngươi chọn diệt vong hay ngoan ngoãn giao ra thứ chúng ta muốn, tự mình lựa chọn đi. Tộc trưởng Lôi tộc ẩn thế hét lớn một cách mạnh mẽ, trong mắt ông ta như lóe lên tia chớp. Ngay lập tức, những cường giả của bốn gia tộc ẩn thế này đều tỏa ra uy thế khủng bố. Uy thế của hơn 4.000 võ giả tỏa ra, tụ lại thành một luồng uy áp khủng bố, bao trùm toàn bộ quỷ cốc. Ta chọn cho các ngươi chết. Bỗng nhiên, một tiếng hét lạnh lùng vô tình vang lên. Ngay giây tiếp theo, một luồng uy áp khủng bố như sóng thần từ trong quỷ cốc tràn ra, ập về phía những người của bốn gia tộc ẩn thế này. Phụt phụt phụt. Ngay lập tức, những người của bốn gia tộc ẩn thế đều bị trọng kích, phun máu tại chỗ. Lúc này, một bóng người lao ra, tay cầm một thanh đoản kiếm màu đen, xông về phía những người của bốn gia tộc ẩn thế. Hắn tất nhiên là Diệp Phàm. Hơi thở trên người Diệp Phàm bây giờ so với mấy ngày trước mạnh mẽ và khủng bố hơn rất nhiều. Trên người hắn còn tỏa ra một luồng uy áp vô hình, khiến người ta có một cảm giác muốn thần phục không rõ lý do. Phút, phút, phút. Diệp Phàm vừa ra tay, máu đã bắn tung tóe. Những người của bốn gia tộc ẩn thế này đều chết thảm. Chỉ trong chớp mắt, hàng trăm người của các gia tộc ẩn thế đã chết dưới tay Diệp Phàm. Ngay lập tức, bốn tộc trưởng của các gia tộc ẩn thế nhìn nhau, đồng thời tấn công Diệp Phàm. Diệp Phàm vung kiếm, bốn tộc trưởng của các gia tộc ẩn thế này trực tiếp bay ra ngoài,
đập mạnh xuống đất, phun ra máu. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức mọi người đều không kịp phản ứng, bốn tộc trưởng của các gia tộc ẩn thế đã thất bại. Trong lúc nhất thời, những người còn lại của các gia tộc ẩn thế và những người của các môn phái đều kinh ngạc. Nói, bốn trưởng lão của quỷ cốc vừa xuất quan đều giật mình. Người này là ai? Hắc hổ trưởng lão nhìn Diệp Phàm, kinh ngạc nói. Hắn chính là thiếu chủ. Một trong bát bộ quỷ cốc, trưởng lão của bộ y trực tiếp. Thiếu chủ. Hắn là đệ tử của cốc chủ. Hắc hổ trưởng lão và ba trưởng lão còn lại đều kinh ngạc. Đúng. Trưởng lão của bộ y trực tiếp kể lại đơn giản chuyện xảy ra mấy ngày trước. Quỷ cốc vậy mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. May mà thiếu chủ xuất hiện, nếu không quỷ cốc sẽ bị hủy trong tay tên xúc sinh phong vô tích kia. Huyền Minh trưởng lão lạnh lùng quát. Chủ đế tinh cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lúc này, trưởng lão Thiên Cơ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, trong mắt ông ta lóe lên những tia sáng sâu thẳm. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, bốn tộc trưởng của các gia tộc ẩn thế nằm trên mặt đất nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt không thể tin nổi. Nhớ kỹ, người giết các ngươi là thiếu chủ quỷ cốc Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Phút. Diệp Phàm vừa nói xong, hắn trực tiếp vung thanh kiếm trong tay nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc, bốn cột máu bắn tung tóe ra từ cổ họng của bốn vị tộc trưởng lánh đời. Bốn người này còn chưa kịp phản ứng, thì trong nháy mắt đã bị Diệp Phàm vung kiếm hạ gục. Đôi mắt của bốn người bọn họ trợn to, muốn lấy tay che cổ họng, nhưng máu không ngừng phun ra. Cuối cùng, bốn vị tộc trưởng của gia tộc lánh đời này nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Lúc này, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Các thành viên của bốn gia tộc lánh đời lớn, người của tông môn lớn trong giới võ đạo, và các đệ tử quỷ cốc đều bị chấn động. Suốt. Sau khi Diệp Phàm giết chết tộc trưởng của bốn gia tộc lánh đời này, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn những người còn lại trong gia tộc lánh đời. Tiếp theo, Diệp Phàm hóa thành sát thần, tiếp tục chém giết những người còn lại của bốn gia tộc lánh đời này. Giết! Lúc này, Hắc Hổ trưởng lão trực tiếp hét lên. Tất cả trưởng lão và đệ tử của quỷ cốc đều đồng loạt lao ra, phát động một cuộc tấn công điên cuồng vào người của gia tộc lánh đời và các tông môn võ đạo lớn. Các thành viên của bốn gia tộc lánh đời đã đánh mất ý chí chiến đấu vì tộc trưởng của họ đã bị giết, nên không thể phát huy nhiều sức mạnh chiến đấu, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn họ đã bị thương vong nặng nề. Về phần những người trong võ đạo tông môn kia, sau khi chứng kiến sự khủng bố của Diệp Phàm, bọn họ không còn tinh thần chiến đấu nữa, lũ lượt chạy ra khỏi quỷ cốc. 10 phút sau, gần như tất cả các thành viên của gia tộc lánh đời đều bị tiêu diệt, trong đó 70% chết trong tay Diệp Phàm. Về phần những người trong tông môn võ đạo đó, ngoại trừ một số ít người trốn thoát, số còn lại cũng bị chôn vùi trong quỷ cốc. Lúc này, trong quỷ cốc, xác chết khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Diệp Phàm đứng đó, trong tay cầm thanh kiếm sắc bén, toàn thân tản ra sát khí nồng đậm, giống như một vị chiến thần vô thượng rong ruổi trên chiến trường. Thiếu chủ uy vũ! Thiếu chủ uy vũ! Thiếu chủ uy vũ! Lúc này, tất cả đệ tử quỷ cốc có mặt đều hò hét lên với Diệp Phàm, trong mắt họ tràn đầy tôn sùng và ngưỡng mộ. Trận chiến này trực tiếp khiến Diệp Phàm hoàn toàn chinh phục được trái tim của tất cả đệ tử quỷ cốc. Diệp Phàm liếc nhìn những người của quỷ cốc, trong mắt lóe lên tia sáng. Thiên Cơ, thuộc Thiên Cơ bộ của bát bộ quỷ cốc, kính chào thiếu chủ. Hắc Hổ, thuộc Võ bộ của bát bộ quỷ cốc, kính chào thiếu chủ. Huyền Minh, thuộc Trận bộ của bát bộ quỷ cốc, kính chào thiếu chủ. Xích Phiêm, thuộc Đan bộ của bát bộ quỷ cốc, kính chào thiếu chủ. Thanh Liên, thuộc Y bộ của bát bộ quỷ cốc, kính chào thiếu chủ. Thiên Chú, thuộc Đúc bộ của bát bộ quỷ cốc, kính chào thiếu chủ. Huyền Thiên, thuộc Thuật bộ của bát bộ quỷ cốc, kính chào thiếu chủ. Hóa Ảnh, thuộc Ảnh bộ của bát bộ quỷ cốc, kính chào thiếu chủ. Tất cả 8 trưởng lão của bát bộ quỷ cốc đều quỳ xuống và kêu lên với Diệp Phàm. Kính chào thiếu chủ. Các đệ tử còn lại của quỷ cốc đều quỳ xuống và kêu lên với Diệp Phàm. Mọi người đứng dậy hết đi, đừng khách sáo như vậy. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Thiếu chủ, lần này nhờ có ngài, nếu không quỷ cốc của chúng tôi có lẽ sẽ không còn tồn tại nữa. Sau khi mọi người đứng dậy, Hắc Hổ trưởng lão nhìn Diệp Phàm và kích động nói. Tôi là đệ tử của Y Thánh quỷ cốc, đây là việc nên làm. Mọi người đều bị thương, chữa thương trước đi. Diệp Phàm nói.
Tiếp theo, Diệp Phàm bắt đầu chữa trị cho các đệ tử quỷ cốc bị thương. Dưới sự điều trị của cửu châm quỷ cốc, các đệ tử quỷ cốc dù bị thương nặng hay nhẹ đều nhanh chóng hồi phục. Không ngờ thiếu chủ không chỉ có thực lực võ đạo mạnh mẽ, còn có khả năng khống chế cửu châm quỷ cốc đến mức độ cao siêu như vậy, xứng danh là thiếu của quỷ cốc. Thanh Liên trưởng lão nhìn Diệp Phàm thực hiện cửu châm quỷ cốc, không khỏi cảm thán. Đồ đệ được cốc chủ chọn sao có thể kém được? Hắc Hổ trưởng lão lạnh nhạt nói. Với thực lực của thiếu chủ, nếu tham gia thanh bảng lần này, chắc sẽ giành vị trí thứ nhất mà không hề áp lực. Huyền Minh trưởng lão nói. Và khi những người trong võ đạo kia trốn thoát khỏi quỷ cốc trở về tông môn của họ, tình hình trận chiến ở quỷ cốc đã nhanh chóng lan rộng. Tin tức về thiếu chủ quỷ cốc bất ngờ xuất hiện, một kiếm giết chết tộc trưởng của 4 gia tộc lánh đời lớn, và tàn sát mấy ngàn cường giả lánh đời lan truyền nhanh chóng khắp giới võ đạo của Long Quốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới võ đạo đều chấn động. Tất cả các thế lực võ đạo lớn đều bàng hoàng trước sự xuất hiện bất ngờ của thiếu chủ quỷ cốc này. Rốt cuộc, trước đây bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến ở quỷ cốc có thiếu chủ quỷ cốc. Cốc chủ của quỷ cốc đã biến mất mười mấy năm, thiếu gia quỷ cốc này từ đâu ra? Dù mọi người có không tin đến mức nào thì thiếu chủ quỷ cốc vẫn thực sự xuất hiện, hơn nữa trong nháy mắt đã giết chết những tộc trưởng của 4 gia tộc lánh đời lớn. Thế lực lánh đời là một thế lực mà ngay cả những tông môn đứng đầu trong giới võ đạo cũng không dám đắc tội, mà một tộc trưởng của gia tộc lánh đời, thì thử nghĩ xem thực lực phải mạnh đến mức nào. Nhưng 4 vị tộc trưởng của gia tộc lánh đời mạnh mẽ như vậy lại bị một người trẻ tuổi giết chết trong nháy mắt, vậy vị thiếu chủ quỷ cốc này phải mạnh đến mức nào? Không ai có thể tưởng tượng được. Nhưng dù thế nào đi nữa, thực lực của thiếu chủ quỷ cốc này chắc chắn đã đạt tới trình độ siêu việt. Với sự xuất hiện của vị thiếu chủ quỷ cốc này, trực tiếp làm hào quang rực rỡ của một số thiên tài võ đạo nổi tiếng trong giới võ đạo đã bị mờ nhạt đi rất nhiều. Nhiều người thậm chí còn đang suy đoán liệu vị thiếu chủ quỷ cốc này có tham gia cuộc thi thanh bảng năm nay hay không, một khi đối phương tham gia, thì cuộc thi thanh bảng năm nay sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều. Về phần các thành viên của 4 gia tộc lánh đời lớn như Triệu, Hàn, Vệ, Lôi đều vô cùng tức giận sau khi biết tin tộc trưởng và hơn 1.000 đệ tử của họ đã bị giết. Tộc trưởng bị giết, đây là một sự sỉ nhục tuyệt đối với 4 gia tộc lánh đời lớn. Lòng căm thù của họ đối với thiếu chủ quỷ cốc này đã lên đến đỉnh điểm. Lập tức, 4 gia tộc lánh đời lớn này bắt đầu thảo luận cách trả thù. Mà khi thế giới bên ngoài đang náo động vì sự xuất hiện của thiếu chủ quỷ cốc, Diệp Phàm đã chữa khỏi cho toàn bộ đệ tử bị thương ở quỷ cốc, thậm chí cả trưởng lão bị thương của quỷ cốc cũng đã bình phục. Trong sảnh chính của quỷ cốc, Diệp Phàm ngồi ở chỗ chỉ có tam sư phụ của hắn mới dám ngồi, có trưởng lão tám bộ đứng hai bên. Sau một hồi trò chuyện, Diệp Phàm cũng đã hiểu được tình hình đại khái hiện tại ở quỷ cốc. Lần này đệ tử quỷ cốc bị thương vong rất nhiều, các ông phải tiếp tục chiêu mộ đệ tử mới cho quỷ cốc. Còn những trận pháp lớn dùng để chống lại kẻ thù bên ngoài ở quỷ cốc, cũng cần phải được bố trí lại. Diệp Phàm nói từng cái một. Vâng. Trưởng lão bát bộ sôi nổi gật đầu. Đúng rồi, thiếu chủ, ngài cốc chủ vẫn khỏe chứ? Hắc Hổ trưởng lão hỏi. Yên tâm, tam sư phụ của tôi rất tốt, các ông không cần lo lắng. Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Thiếu chủ, nghe nói cậu đã dung hợp với Long Tỷ. Lúc này Thiên Cơ trưởng lão nhìn Diệp Phàm hỏi. Đúng rồi. Nhắc tới Long Tỷ, sắc mặt Diệp Phàm hơi thay đổi, có phần nặng nề. Trong trận chiến trước đó với Phong Vô Ngân, hắn đã vô tình nôn ra máu dính lên Long Tỷ, dẫn đến việc hắn và Long Tỷ hợp nhất. Nhưng cũng chính vì dung hợp với Long Tỷ mà hắn có được sức mạnh của Long Tỷ, mới có thể áp chế được sức mạnh trong cơ thể hắn. 3 năm sau khi Diệp Phàm được đưa đến núi Cửu Long, trong cơ thể hắn sinh ra một sức mạnh thần bí, vô cùng đáng sợ. Lúc trước, khi hắn vừa sinh ra sức mạnh này, 6 vị sư phụ của hắn hợp tác với nhau cũng không thể trấn áp được. Cuối cùng nhờ đại sư phụ của hắn ra tay mới trấn áp được sức mạnh này, nếu không e là Diệp Phàm đã nổ tan xác mà chết. Từ đó trở đi, Diệp Phàm đồng thời tu luyện công pháp của 7 vị sư phụ dạy, hơn nữa 7 vị sư phụ cũng không ngừng truyền lực lượng vào trong cơ thể hắn, mới miễn cưỡng áp chế được loại sức mạnh thần bí này. Trong mấy năm qua, Diệp Phàm đã nhiều lần cố gắng khống chế sức mạnh này nhưng đều thất bại. Lần này, vì chiến đấu với Phong Vô Ngân, sức mạnh này vô tình bị chạm vào, khiến sức mạnh này bị bạo động trong cơ thể hắn, may mắn hắn đã dùng sức mạnh của Long Tỷ để áp chế được sức mạnh này.
sức mạnh bộc phát từ Long Tỷ cũng khiến thực lực của Diệp Phàm tăng lên rất nhiều. Lúc này Diệp Phàm mới hiểu vì sao có nhiều người muốn lấy được Long Tỷ này. Khối Ngọc Tỷ truyền quốc này thực sự không đơn giản. Long Tỷ nhận chủ, xem ra thiếu chủ thật sự là chủ của đế tinh. Thiên Cơ trưởng lão nhìn Diệp Phàm, tự lẩm bẩm. Thiên Cơ trưởng lão, ông nói cái gì? Diệp Phàm nhìn Thiên Cơ trưởng lão hỏi. Quỷ cốc này thật may mắn khi có được thiếu chủ. Thiên Cơ trưởng lão thở dài. Diệp Phàm có chút mơ hồ, hắn không biết vị Thiên Cơ trưởng lão có thể suy đoán ý trời này có ý gì. Báo cáo thiếu chủ, có người của nhà họ Mạc tới xin gặp thiếu chủ. Lúc này, một đệ tử quỷ cốc đứng ở ngoài điện nói. Nhà họ Mạc, cho ông ta vào đi. Diệp Phàm nheo mắt lại, nói. Chẳng bao lâu sau, một ông lão bước vào. Là ông à? Diệp Phàm nhìn ông lão, kinh ngạc nói. Người này chính là ông lão muốn nhận Đường Sở Sở làm đệ tử, tên là Mạc Trường Hà. Chúng ta lại gặp nhau. Mạc Trường Hà nhìn Diệp Phàm cười nói, tôi đoán không sai, cậu đúng là đệ tử của lão già quỷ y kia. Quỷ y chính là tên giả của tam sư phụ của Diệp Phàm, những người gọi ông ấy như vậy đều là những người rất quen thuộc với ông ấy. Xem ra ông và tam sư phụ của tôi có quan hệ khá tốt. Nhưng sao ông biết tôi đang ở đây? Diệp Phàm nhìn Mạc Trường Hà nói. Bây giờ cậu đã là một nhân vật nổi tiếng trong giới võ đạo của Long Quốc rồi, chiến tích cậu giết chết tộc trưởng của 4 gia tộc lánh đời bằng một kiếm đã được truyền đi khắp nơi. Tôi đoán đó là cậu. Mạc Trường Hà trực tiếp nói. Ông tìm tôi có chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Cầu xin thiếu chủ quỷ cốc cho tôi biết tung tích của quỷ y, cứu mạng cự tử nhà họ Mạc của tôi. Mạc Trường Hà trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm và nói. Cự tử nhà họ Mạc. Diệp Phàm cau mày. Trước đó hắn đã từng nghe tam sư phụ nói, nhà họ Mạc là một thế lực có thời gian truyền thừa không kém gì quỷ cốc, hơn nữa nhà họ Mạc cũng thông thạo các loại thuật pháp kỳ lạ, đặc biệt là thuật cơ quan của nhà họ Mạc, kiệt xuất trên đời, ở thời cổ đại có thể ngăn chặn thiên quân vạn mã. Ngay cả triều đại nhà Tần hùng mạnh cũng nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Mạc mới có thể thống nhất lục quốc, điều này cho thấy năng lực của nhà họ Mạc mạnh đến mức nào. Mà mỗi một thế hệ nhà họ Mạc đều sẽ sinh ra một cự tử, người cự tử này được nhà họ Mạc cẩn thận tuyển chọn từ vô số con cháu của nhà họ Mạc, sau đó dốc toàn lực bồi dưỡng ra. Về phần vai trò của cự tử, chính là dẫn dắt nhà họ Mạc tiếp tục phát triển, bảo đảm nhà họ Mạc có thể truyền thừa từ đời này sang đời khác. Đối với nhà họ Mạc, cự tử là trụ cột tinh thần, là thần bảo hộ của nhà họ Mạc. Cự tử của nhà họ Mạc các người bị làm sao vậy? Diệp Phàm nhìn Mạc Trường Hà nói. Trước đây cự tử đi du lịch bên ngoài, lại bị thương nặng trở về, hôn mê bất tỉnh, nhà họ Mạc chúng tôi đã thử rất nhiều phương pháp nhưng không làm cậu ta tỉnh lại được, thậm chí tôi còn tìm đến Thanh Liên trưởng lão của quỷ cốc các cậu, nhưng cũng không được. Mạc Trường Hà nói. Thưa thiếu chủ, đúng là có việc này, trước đó tôi đã chẩn đoán cho cự tử của nhà họ Mạc, tình trạng của cậu ta rất nghiêm trọng, ngay cả tôi cũng không thể làm cậu ta tỉnh lại. Có lẽ chỉ có cốc chủ mới có thể cứu được cậu ta. Thanh Liên trưởng lão nói. Mấy năm nay, tôi đi khắp Long Quốc để tìm lão già quỷ kia cứu cự tử của nhà họ Mạc tôi, nhưng vẫn không có tin tức gì, cho đến khi gặp được cậu ở Thiên Hải, tôi đoán cậu là hậu duệ của quỷ y. Mạc Trường Hà kể lại. Cho nên ông muốn tôi đi tìm tam sư phụ để cứu cự tử của nhà ông sao? Diệp Phàm nói thẳng. Vốn là tôi muốn đợi xác nhận thân phận của cậu. Sau đó thông qua cậu đi tìm quỷ y, nhưng bây giờ bởi vì nhà công thâu can thiệp, tôi đành phải tới xin thiếu chủ quỷ cốc giúp đỡ, báo cho tôi tung tích của quỷ y. Mạc Trường Hà nói. Nhà công thâu. Diệp Phàm nhướng mày, hắn từng nghe tam sư phụ nhắc đến nhà công thâu, giống như nhà họ Mạc, nhà công thâu cũng rất giỏi về thuật cơ quan, vì vậy, hai gia tộc này đã xung đột với nhau từ xưa, cả hai đều muốn vượt qua đối phương và chứng minh thuật cơ quan của mình giỏi hơn. Thiếu chủ chắc hẳn cũng biết nhà công thâu, bọn họ luôn muốn tiêu diệt nhà họ Mạc của tôi, trước đó, nhà họ Mạc của chúng tôi vẫn luôn che giấu tin tức cự tử của nhà họ Mạc bị thương nặng hôn mê, không cho người ngoài biết, để ngăn cản nhà công thâu nhân cơ hội ra tay với nhà họ Mạc của chúng tôi. Không ngờ bây giờ bọn họ vẫn nhận được tin tức, đang điều động nhân lực chuẩn bị tấn công nhà họ Mạc chúng tôi, phá hủy cơ nghiệp ngàn năm của nhà họ Mạc chúng tôi, mà hiện tại nhà họ Mạc không có cự tử dẫn dắt. Căn bản không thể chống lại nhà công thâu. Mạc Trường Hà nói chi tiết. Lúc này, Diệp Phàm cơ bản đã hiểu,
hắn nhìn về phía Mạc Trường Hà, nhà họ Mạc các ông và quỷ cốc của tôi cũng có quan hệ không ít, nếu ông đã đến tìm quỷ cốc để cầu cứu, đương nhiên tôi sẽ giúp ông chuyện này, nhưng ông tìm tam sư phụ của tôi cũng vô dụng, ông ấy sẽ không ra tay. Mạc Trường Hà nghe vậy, sắc mặt thay đổi, đang định nói gì đó, nhưng Diệp Phàm lại lên tiếng, mặc dù tam sư phụ của tôi sẽ không ra tay, nhưng tôi có thể ra tay chữa trị cho cự tử của nhà họ Mạc các ông. Thiếu chủ, cậu, nghe thấy Diệp Phàm định ra tay, sắc mặt Mạc Trường Hà cứng lại, có chút do dự. Sao vậy, ông không tin vào y thuật của tôi sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Mạc Trường Hà. Không dám. Nếu thiếu chủ chịu ra tay, nhà họ Mạc chúng tôi đương nhiên sẽ vô cùng cảm kích. Hiện tại thời gian gấp rút, xin mời thiếu chủ theo tôi đi tới nhà họ Mạc. Mạc Trường Hà vội vàng chắp tay nói. Tuy rằng ông ta không biết y thuật của Diệp Phàm giỏi đến mức nào, nhưng trong tình huống này, ông ta cũng chỉ có thể thử một lần. Tiếp theo, Diệp Phàm đi theo Mạc Trường Hà đến nhà họ Mạc. Nhà họ Mạc nằm sâu trong núi, nhưng so với hang ổ của quỷ cốc, hang ổ của nhà họ Mạc lại cực kỳ to lớn, thậm chí nhìn từ trong ra ngoài rất giống một thành thị. Đây là Mạc Thành, nơi sinh hoạt của nhiều thế hệ nhà họ Mạc. Lát nữa đi vào nhớ theo sát tôi, nếu không nhớ kích phát cơ quan thì sẽ hơi rắc rối đấy. Mạc Trường Hà nói, tôi nghe nói nhà họ Mạc rất giỏi về cơ quan, thật sự lợi hại như vậy sao? Diệp Phàm tò mò hỏi. Dựa vào thuật cơ quan nên nhà họ Mạc mới có thể truyền thừa đến nay, đã từng có vô số cao thủ muốn xâm nhập Mạc Thành, trong đó không thiếu cao thủ võ đạo cấp tông sư, nhưng cuối cùng đều chết dưới cơ quan của Mạc Thành. Mạc Trường Hà kể, trong ngôn ngữ lộ ra sự tự tin và kiêu ngạo về thuật cơ quan của nhà họ Mạc. Vậy việc gì mấy người phải sợ nhà Công Thâu? Diệp Phàm bĩu môi. Nếu là những người khác, nhà họ Mạc sẽ không sợ, nhưng nhà Công Thâu là ngoại lệ. Sự hiểu biết và nghiên cứu về cơ quan của bọn họ không hề thua kém nhà họ Mạc, hiệu quả của thuật cơ quan trong Mạc Thành giảm hơn nửa đối với bọn họ. Hơn nữa lần này nhà Công Thâu mới cả tứ đại trưởng lão ra, bốn người bọn họ đều là đồ cổ sống trăm năm, nghiên cứu sâu đậm về thuật cơ quan, nếu bọn họ ra tay, có khi có thể phá được thuật cơ quan trong Mạc Thành. Mạc Trường Hà ngưng trọng nói. Sau đó bọn họ đi vào trong Mạc Thành. Vừa vào trong thành, Diệp Phàm đã nhạy bén nhận ra sự nguy hiểm. Bên trong Mạc Thành thiết kế rắc rối phức tạp, giống như mê cung, hơn nữa chỗ nào cũng có cơ quan. Dưới sự dẫn dắt của Mạc Trường Hà, Diệp Phàm đi vào bên trong, nơi này là nơi sinh hoạt của con cháu nhà họ Mạc. Tam trưởng lão, sao rồi? Tìm được quỷ cốc y thánh không? Một đám người nhà họ Mạc vội vàng xông lên hỏi. Tạm thời không tìm được quỷ cốc y thánh, nhưng ta đã mời được thiếu chủ quỷ cốc đến. Đây là Diệp Công Tử. Mạc Trường Hà giới thiệu. Hắn, ngay cả trưởng lão Thanh Liên của quỷ cốc cũng không trị được, một tên nhóc trẻ tuổi như hắn ta có thể sao? Người nhà họ Mạc thấy Diệp Phàm còn trẻ đều rất khinh thường. Không được vô lễ với Diệp Công Tử. Mạc Trường Hà nhìn thấy biểu tình này của người nhà họ Mạc, lập tức trách mắng, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Công Tử, xin ngài đừng để ý. Dẫn tôi đi gặp cự tử đi. Diệp Phàm nói thẳng. Sau đó bọn họ đi vào một căn phòng. Trong phòng có vài vị trưởng lão đang đứng, nằm trên giường là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt kiên nghị. Đây chính là cự tử Mạc Uyên của nhà họ Mạc, đứng bên cạnh là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang lo lắng nhìn đối phương. Lão nhị, không phải ông đi tìm Quy Y sao? Đây là... Đại trưởng lão nhà họ Mạc, Mạc Trường Hải nói. Đại ca, đây là đệ tử Quy Y, tên là Diệp Phàm. Tạm thời không tìm được Quy Y nên tôi mời cậu ấy đến chữa cho cự tử. Mạc Trường Hà nói. Vớ vẩn, cậu ta là một người trẻ tuổi, sao có thể chữa cho cự tử? Lão nhị, ông đang lãng phí thời gian, nhà Công Thâu sắp đến, nếu cự tử không thể tỉnh lại kịp, nhà họ Mạc sẽ gặp rắc rối. Mạc Trường Hải trách mắng. Này, ông hay xem thường người khác vậy hả? Còn không phải cứu người thôi sao? Có tôi là đủ rồi. Không cần tam sư phụ ra tay. Diệp Phàm không vui nói. To gan, dám ăn nói vô lễ với đại trưởng lão như vậy. Người lãnh đạo nhà họ Mạc chỉ vào Diệp Phàm, trách mắng. Có cần cứu hay không, không cần thì tôi đi đây. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hắn đến cứu người, không phải đến bị khinh bỉ. Diệp Công Tử, xin anh ra tay cứu cha tôi. Lúc này người phụ nữ trẻ tuổi kia cúi người nói.
Cô ấy là con gái của cự tử nhà họ Mạc, Mạc Nguyệt. Đại ca, tôi tin tưởng Diệp công tử, để cậu ấy thử xem. Mạc Trường Hà nói. Ánh mắt của Mạc Trường Hải lóe lên. Đừng lãng phí thời gian. Diệp Phàm nói, sau đó đi đến bên cạnh cự tử nhà họ Mạc, múa may ngân châm đâm lên người đối phương. Dừng tay. Sắc mặt Mạc Trường Hải nghiêm lại, tấn công Diệp Phàm. Mạc Trường Hà biến sắc, ra tay chặn đại ca lại. Đại ca định làm gì? Mạc Trường Hà trầm giọng nói. Chuyện của cự tử liên quan đến quan nguy nhà họ Mạc, sao có thể tùy tiện để người ngoài chữa trị? Người đâu, bắt lại. Mạc Trường Hải quát lớn, những người khác tấn công Diệp Phàm. Dừng tay. Sắc mặt Mạc Nguyệt lạnh xuống, trên người tản ra hơi thở lạnh băng. Không xong, người nhà công thâu đến Mạc Thành. Đột nhiên một con cháu nhà họ Mạc vội vã chạy đến. Ngay lập tức sắc mặt mọi người đều thay đổi. Sao bọn họ đến nhanh như vậy? Mạc Trường Hà biến sắc. Hình như bọn họ biết trước bố cục cơ quan Mạc Thành chúng ta. Những cơ quan đó đều bị bọn họ phá hủy. Con cháu nhà họ Mạc trầm giọng nói. Tại sao lại như vậy? Sao bọn họ biết được bố cục cơ quan nhà họ Mạc? Mạc Nguyệt nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, triệu tập con cháu nhà họ Mạc đi ngăn cản bọn họ. Mạc Trường Hà nói. Mạc Trường Hải, ông và nhị trưởng lão lập tức dẫn người đi đối phó nhà công thâu. Mạc Nguyệt nói. Mạc Trường Hải liếc nhìn Diệp Phàm, gật đầu. Bên trong Mạc Thành, lúc này một đám người của gia tộc công thâu mặc đồ đen phá hủy cơ quan Mạc Thành đi vào bên trong. Lúc này Mạc Trường Hải và Mạc Trường Hà mang theo con cháu nhà họ Mạc tụ lại, có khoảng 1.000 người. Mạc Trường Hà, lâu rồi không gặp. Vị lão giả cầm đầu gia tộc công thâu nhìn Mạc Trường Hà, lạnh lùng nói. Ông ta chính là một trong 4 trưởng lão của gia tộc công thâu, bên cạnh còn có 3 lão giả khác, chính là 3 trưởng lão còn lại. Nhanh như vậy đã phá hủy cơ quan Mạc Thành, xem ra các ngươi thật sự có được bố cục cơ quan Mạc Thành. Tại sao các ngươi lại biết được bố cục cơ quan nhà họ Mạc? Mạc Trường Hà lạnh lùng quát. Chờ ông đã chết, tôi sẽ nói cho ông. Trưởng lão nhà công thâu lạnh nhạt nói. Mạc Trường Hà đang định ra tay, nhưng ông ta vừa mới ra tay thì cảm nhận được một luồng nguy hiểm ập đến từ phía. Sau, Mạc Trường Hà còn chưa kịp phản ứng. Cả người bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất hộc máu. Lúc này người nhà họ Mạc đều vô cùng kinh sợ. Mạc Trường Hà nằm trên mặt đất, nhìn Mạc Trường Hải với ánh mắt không thể tin tưởng, đại ca, tại sao? Người vừa ra tay chính là Mạc Trường Hải. Không phải ông muốn biết tại sao nhà công thâu lại có được bố cục cơ quan Mạc Thành sao? Mạc Trường Hải lạnh nhạt nói. Là ông bán đứng nhà họ Mạc. Mạc Trường Hà thốt lên. Bản đứng. Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về tôi. Nếu không phải Mạc Uyên, năm đó cự tử nhà họ Mạc chính là tôi, bây giờ hắn ta hôn mê, vậy cự tử nhà họ Mạc cũng nên thay người. Mạc Trường Hải lạnh lùng quát. Cho nên ông bán đứng nhà họ Mạc, ông có biết ông làm vậy sẽ hủy hoại cơ nghiệp ngàn năm của nhà họ Mạc không ha? Mạc Trường Hà đau lòng nói. Tôi và nhà công thâu ký thỏa thuận, chỉ cần nhà họ Mạc thần phục nhà công thâu. Bọn họ sẽ không động vào nhà họ Mạc. Mạc Trường Hải lạnh nhạt nói. Đúng vậy, chỉ cần nhà họ Mạc thần phục nhà công thâu, chúng ta sẽ không động đến mấy người, tất nhiên nếu ai không thần phục vậy đừng trách chúng ta. Trưởng lão nhà công thâu lạnh lùng nói. Nhà công thâu lòng muông dạ thú, nếu nhà họ Mạc thần phục bọn họ, tương đương dê lên thớt, tùy bọn họ sâu xé. Mạc Trường Hà tức giận nói. Được rồi, lão nhị, không cần nhiều lời. Hiện tại ông chỉ còn một con đường, hoặc đứng chung một chỗ với tôi hoặc chết. Mạc Trường Hải lạnh lùng nói. Mạc Trường Hải, vì thân phận cự tử, ông muốn đẩy nhà họ Mạc xuống vực sâu vạn trượng, sau này ông còn mặt mũi gì đi gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Mạc. Đột nhiên một tiếng quát hùng hậu vang lên. Mạc Uyên, Diệp Phàm, Mạc Nguyệt đi ra. Cự tử. Mạc Trường Hà và người nhà họ Mạc thấy Mạc Uyên xuất hiện, tất cả đều vô cùng kích động. Sắc mặt của Mạc Trường Hải và người nhà công thâu vô cùng khó coi. Không ngờ ngươi lại tỉnh lại. Mạc Trường Hải nhìn Mạc Uyên, sắc mặt rất khó coi. Thảo nào ông vẫn luôn ngăn cản tôi chữa cho cự tử, thì ra ông là phản đồ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Là ngươi cứu sống hắn ta. Mạc Trường Hải nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đúng vậy, là tôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói.
ta nên giết ngươi từ lâu mới phải. Mạc Trường Hải không cam lòng nói. Đại trưởng lão, nể mặt đều là huyết mạch nhà họ Mạc, tôi có thể cho ông một cơ hội, chỉ cần ông. Ta không cần ngươi cho cơ hội. Hôm nay hoặc ta chết hoặc ngươi chết. Mạc Trường Hải giận dữ hét lên, tấn công đối phương. Ầm ầm ầm. Mạc Uyên và Mạc Trường Hải lao vào chiến đấu. Lên. Bốn trưởng lão nhà Công Thâu hét lên. Bọn họ lao về phía người nhà họ Mạc. Ầm ầm ầm. Diệp Phàm di chuyển tung ra một quyền, đánh bay bốn vị trưởng lão sống trăm tuổi này lui về sau. Ngươi là ai? Sao lại mạnh như vậy? Bốn trưởng lão nhà Công Thâu khiếp sợ nói. Dẫn theo người nhà Công Thâu cút đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Quan hệ giữa Quy Cốc và nhà họ Mạc không tệ, bây giờ nhà họ Mạc gặp nạn, Diệp Phàm cũng nên ra tay giúp đỡ. Người trẻ tuổi, miệng lưỡi rất cứng. Lúc này một âm thanh khàn khàn vang lên phía sau đội ngũ nhà Công Thâu. Cao thủ nhà Công Thâu nhường đường, một người đàn ông trung niên mặc áo dài xám đi đến. Gia chủ. Bốn trưởng lão cung kính nói. Người này chính là gia chủ nhà Công Thâu, Công Thâu Dã. Chắc người cũng biết hậu quả khi đối địch với nhà Công Thâu. Công Thâu Dã uy nghiêm nói. Hậu quả gì? Diệp Phàm ôm tay, nói. Chết. Công Thâu Dã lạnh lùng nói. Công Thâu Dã, lâu rồi không gặp, lá gan của người to hơn. Nhiều rồi, dám đụng đến thiếu chủ Quy Cốc. Đúng lúc này, âm thanh của trưởng lão Hắc Hổ vang lên. Trưởng lão Hắc Hổ, trưởng lão Huyền Minh, trưởng lão Huyền Cơ dẫn theo đệ tử Quy Cốc xuất hiện. Quy Cốc, Công Thâu Dã nhìn đám người trưởng lão Hắc Hổ, nhíu mày. Công Thâu Dã, nếu ngươi dám động đến thiếu chủ. Tin hay không ta san bằng nhà Công Thâu các người. Trưởng lão Hắc Hổ bá đạo nói. Thiếu chủ Quy Cốc. Công Thâu Dã nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi là thiếu chủ Quy Cốc. Sao hả, không giống. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sắc mặt của Công Thâu Dã không ngừng thay đổi. Thì ra ngươi là kẻ chém giết tộc trưởng của bốn gia tộc lánh đời, thảo nào mạnh như vậy. Nhà Công Thâu đã mạo phạm, xin thứ lỗi. Lui. Công Thâu Dã nói xong dẫn người rút lui. Hừ, trốn rất nhanh. Trưởng lão Hắc Hổ nói. Sao mấy người lại đến đây? Diệp Phàm hỏi ba người trưởng lão Hắc Hổ. Chúng tôi không yên tâm thiếu chủ nên đi theo. Trưởng lão Hắc Hổ nói. Lúc này Mạc Uyên ra tay đánh bay Mạc Trường Hải. Người đâu, áp giải đại trưởng lão xuống. Mạc Uyên quát. Mạc Trường Hải nhìn chằm chằm Mạc Uyên, bị áp giải đi. Hôm nay cảm ơn Diệp công tử và Quỷ Cốc đã ra tay cứu giúp, nếu không cơ nghiệp ngàn năm nhà họ Mạc sẽ bị hủy. Mạc Uyên đi đến trước mặt Diệp Phàm, nói. Quan hệ giữa nhà họ Mạc và Quy Cốc không tệ, chuyện này không có gì. Diệp Phàm nói. Ơn nghĩa ngày hôm nay, nhà họ Mạc sẽ không thể quên được, sau này Diệp công tử và Quy Cốc có yêu cầu gì cứ nói, nhà họ Mạc sẽ dốc hết sức trợ giúp. Mạc Uyên ôm quyền nói. Được. Nếu mấy người không có chuyện gì, tôi đi trước. Diệp Phàm dẫn người rời khỏi đây. Tuổi còn trẻ, y thuật siêu tuyệt, võ đạo nghịch thiên. Không ngờ Quỷ Cốc lại ra đời một thiên chi kiêu tử như vậy. Mạc Uyên cảm thán, sau đó nhìn về phía Mạc Nguyệt, Nguyệt Nhi, con thấy cậu ấy làm vị hôn phu của con được không? Mặt của Mạc Nguyệt ửng đỏ, nói, cha đang nói gì vậy? Nguyệt Nhi, con cũng đến tuổi kết hôn. Cha cảm thấy thiếu chủ Quỷ Cốc rất thích hợp với con. Mạc Uyên nói. Cha, bọn họ vừa mới gặp mặt chưa được nửa canh giờ. Mạc Nguyệt lúng túng nói. Không sao, sau này hai đứa có thể từ từ làm quen. Cha có dự cảm tương lai của người này chắc chắn không tầm thường. Ánh mắt Mạc Uyên lóe lên, trầm giọng nói. Một ngày trôi qua. Hôm sau Diệp Phàm rời khỏi Quy Cốc, quay về Thiên Hải. Lần này hắn còn dẫn theo 10 người. 10 người này đến từ ảnh bộ của Quy Cốc, là 10 cao thủ đứng đầu của ảnh bộ, am hiểu ám sát ẩn nấp, thuật ẩn nấp của bọn họ cực lạnh, cho dù là Diệp Phàm cũng khó có thể phát hiện. Có bọn họ đi theo, Diệp Phàm cũng có thêm sự trợ giúp. Nhưng Diệp Phàm vừa trở về Thiên Hải thì nhận được cuộc gọi của Hồng Mai, sắc mặt vô cùng khó coi. Bách Hoa Lâu báo tin, Thiên Phạt đang điên cuồng trả thù quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến. Bây giờ đang vây khốn bọn họ ở chỗ nào đó ở châu U, chuẩn bị tiêu diệt hết.
Thiên Phạt ra tay với hai thế lực này bởi vì hai tổ chức này từng nhận mệnh lệnh của Diệp Phàm đi đối phó các phân bộ của Thiên Phạt. Thiên Phạt. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên sát ý. Hồng Mai, lập tức điều tra rõ vị trí cụ thể của quân đoàn Bắc Cực và Liên minh Cuồng Chiến, sau đó mua cho tôi mấy tấm vé máy bay cách nơi đó gần nhất. Diệp Phàm nói. Quân đoàn Bắc Cực và Liên minh Cuồng Chiến nghe lệnh hắn đối phó với Thiên Phạt, bây giờ bọn họ gặp nạn, Diệp Phàm không thể bỏ mặc. Hơn nữa hắn định nhân dịp này hoàn toàn tiêu diệt hang ổ Thiên Phạt, báo thù cho nhà họ Diệp. Thiên Phạt phải chết. Trong mắt Diệp Phàm tràn đầy sát ý, lạnh lùng quát. Trung Phi một thị trấn hoang tàn nào đó đã bị chiến tranh tàn phá, lúc này nơi đây đã bị một nhóm lính đánh thuê lên đến hơn 5 vạn người vũ trang đầy đủ bao vây. Trong số đó còn có rất nhiều cường giả của thế lực Hắc Ám và quân đội của một số quốc gia Trung Phi, cộng lại cũng có hơn 1 vạn người. Còn bên trong thị trấn, tập trung quân đoàn Bắc Cực và những người của Liên minh Cuồng Chiến, cộng lại chưa đến 1 vạn người. Họ đang phòng thủ nghiêm ngặt, sẵn sàng chiến đấu với những chiến binh của quân đoàn lính đánh thuê đó. Trong một căn phòng trong thị trấn, 3 người huyết phu, vua Bắc Cực, minh chủ Liên minh Cuồng Chiến Lôi Chiến đứng đó với sắc mặt ngưng trọng. Bây giờ trên người họ đều có đủ loại vết thương, tỏa ra sát khí nồng đậm. Kể từ khi họ nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phàm phá hủy nhiều chi nhánh của Thiên Phạt nên đã chọc giận Thiên Phạt, khiến Thiên Phạt ra lệnh truy sát bọn họ. Nhưng dù là quân đoàn Bắc Cực hay Liên minh Cuồng Chiến đều không phải là thế lực bình thường, ở Bắc Âu và Trung Phi bọn họ đều là thế lực bá chủ, nên Thiên Phạt muốn tiêu diệt hoàn toàn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, Thiên Phạt trực tiếp ra lệnh, tập hợp nhiều quân đoàn lính đánh thuê hàng đầu thế giới, cùng với một nhóm cường giả Hắc Ám đến đối phó với quân đoàn Bắc Cực và Liên minh Cuồng Chiến. Cùng với việc Thiên Phạt liên hợp với nhiều thế lực khác cùng ra tay, trực tiếp khiến quân đoàn Bắc Cực và Liên minh Cuồng Chiến tổn thất nặng nề. Hơn nữa, những thế lực từng bị quân đoàn Bắc Cực và Liên minh Cuồng Chiến đàn áp cũng nhân cơ hội phản công, gia nhập đội ngũ chinh phạt hai thế lực lớn này. Sau gần một tuần chiến đấu, quân đoàn Bắc Cực gần 10 vạn người giờ chỉ còn chưa đến 1 vạn người, còn Liên minh Cuồng Chiến cũng tổn thất thảm trọng, nhiều tổ chức và quốc gia Trung Phi từng thuộc về Liên minh Cuồng Chiến đều tuyên bố tách khỏi Liên minh Cuồng Chiến. Đồng thời tấn công Lôi Chiến, khiến bên cạnh Lôi Chiến chỉ còn chưa đến 1.000 thân tín. Bây giờ, họ bị Thiên Phạt và các thế lực khác vây hãm ở đây đang gặp nguy hiểm. Huyết Phu, lát nữa đánh nhau, anh nhân cơ hội rời đi đi, với thực lực của anh, bọn chúng không cản được anh đâu. Vua Bắc Cực nhìn Huyết Phu trực tiếp nói. Huyết Phu cũng bị vây hãm ở đây vì giúp quân đoàn Bắc Cực và Liên minh Cuồng Chiến. Các người không đi sao? Huyết Phu liếc nhìn vua Bắc Cực và Lôi Chiến. Bọn ta còn quân đoàn cấp dưới ở đây nên phải cùng tiến cùng lui với bọn họ. Vua Bắc Cực trầm giọng nói. Đúng vậy, ta còn phải giết thêm vài người nữa, cho dù có chết, ông đây cũng phải cho bọn chúng biết ta lợi hại thế nào. Lôi Chiến hét lớn một cách mạnh mẽ, trong mắt hắn ta lóe lên sát ý lạnh lẽo. Các người đều không đi, ta sao có thể làm kẻ đào ngũ? Huyết Phu lạnh lùng nói. Nếu vậy, chúng ta sẽ quyết chiến với bọn chúng. Giết! Lúc này, vua Bắc Cực và Lôi Chiến đều tỏa ra khí tức khủng bố, sát khí ngút trời. Bẩm minh chủ, chúng xông vào rồi. Một thuộc hạ của Liên minh Cuồng Chiến đến nói với Lôi Chiến. Gì? Lôi Chiến trực tiếp xông ra ngoài. Trong thị trấn nhỏ này, những người của đội quân đánh thuê và tổ chức Hắc Ám do Thiên Phạt triệu tập cùng với những kẻ thù cũ của quân đoàn Bắc Cực và Liên minh Cuồng Chiến đã xông vào thị trấn. Họ ngay lập tức giao chiến với những người của quân đoàn Bắc Cực và Liên minh Cuồng Chiến, trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Ầm. Một trận chiến lớn chính thức nổ ra. Tiếng nổ vang vọng khắp thị trấn. Vũ khí nóng tàn sát, vũ khí lạnh giao chiến, diễn ra xen kẽ tại đây. 3 người Huyết Phu, vua Bắc Cực, Lỗi Chiến hóa thành 3 vị sát thần, xông vào đội ngũ của những quân đoàn lính đánh thuê và tổ chức Hắc Ám đó. 3 người này ra tay đã khiến đội ngũ này tổn thất nặng nề. Lũ phản đồ các người, dám phản bội Liên minh Cuồng Chiến, chết hết đi. Lỗi Chiến gầm lên với những kẻ phản bội Liên minh Cuồng Chiến, vung nắm đấm lao về phía họ. Vua Bắc Cực cầm trường đao, xông về phía những chủ nhân của các quân đoàn lính đánh thuê lớn. Nhanh lên, giết hắn, giết hắn. Lúc này, những chủ nhân của các quân đoàn lính đánh thuê lớn lập tức hét lên. Trong nháy mắt,
vũ khí trong tay những chiến binh đánh thuê điên cuồng bắn về phía vua Bắc Cực, vô số viên đạn bắn về phía đối phương nhưng đều bị hắn ta né tránh. Chết đi! Vua Bắc Cực né tránh những viên đạn này, vung đao chém ra, chém bay tất cả những chiến binh đánh thuê đó. Một mình hắn ta xông đến trước mặt những chủ nhân của các quân đoàn lính đánh thuê, không đợi họ mở miệng, hắn đã vung đao chém ra. Phốc, phốc, phốc! Vài chủ nhân của các quân đoàn lính đánh thuê này chưa kịp phản ứng thì đã bị vua Bắc Cực chém đứt đầu. Khi những cái đầu này lăn xuống đất, những chiến binh đánh thuê xung quanh đều ngây người. Lúc này, Huyết Phù đeo mặt nạ màu máu, giống như một tên đồ tể đến từ địa ngục, lần lượt chém giết những thủ lĩnh của các tổ chức hắc ám. Không hổ là nhân vật nổi tiếng trên hắc bảng và bảng sát thủ, đúng là lợi hại. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, bốn bóng người mặc áo choàng xuất hiện ở đây. Bốn người họ vừa xuất hiện, toàn bộ không khí của thị trấn đều đông cứng lại. Ba người Huyết Phù, vua Bắc Cực, Lôi Chiến nhìn về phía bốn người này, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Người của Thiên Phạt, Huyết Phù lạnh lùng nói. Ba người các cậu dám diệt chi nhánh Thiên Phạt của tôi, thật là to gan. Một trong bốn người này hừ lạnh nói. Kẻ địch của Thiên Phạt, giết. Một người khác hét lớn đầy sát khí. Hôm nay chính là ngày chết của các người. Người thứ ba lạnh lùng hét lớn. Giết. Người thứ tư thốt ra một chữ, bốn người họ liền ra tay. Ầm, ầm, ầm. Ầm, bốn người này vừa ra tay, bốn tiếng nổ vang lên. Trên bầu trời, mưa gió sấm sét xuất hiện, tạo cho người ta cảm giác áp bức cực mạnh. Bốn người họ không phải là võ giả, mà là thuật sĩ, ở nước ngoài họ được gọi là dị năng giả. Lúc này, bốn dị năng giả này điều khiển bốn sức mạnh tự nhiên là mưa gió sấm sét, ập về phía ba người Huyết Phù. Ầm, ầm, cùng với một loạt tiếng nổ vang lên, ba người Huyết Phù, vua Bắc Cực, Lôi Chiến trực tiếp bị bốn dị năng giả đánh bay ra ngoài, đập xuống đất phun máu, thậm chí những người xung quanh bị năng lượng này ảnh hưởng cũng lần lượt chết thảm. Bốn người này đều là dị năng giả cấp 4, tương đương với cường giả thiên cảnh của Long Quốc, chiến lực cực mạnh. Không chịu nổi một kích. Người điều khiển dị năng sấm sét trong bốn người đó nhìn ba người Huyết Phù, khinh thường nói. Lũ sâu kiến hèn hạ mấy người dám vây giết Thiên Phạt đều phải chết. Dị năng giả này lạnh lùng hét lớn. Nói xong, hắn ta định điều khiển sấm sét, tiêu diệt toàn bộ đám người Huyết Phù. Kẻ đáng chết chính là mấy người. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng hét lạnh lùng vô tình vang khắp thị trấn, vang vọng bên tai bốn dị năng giả này, khiến toàn thân bọn họ run lên, có cảm giác khí huyết sôi trào. Một bóng người bất ngờ xuất hiện, tung một quyền, phá hủy đòn tấn công của dị năng giả điều khiển sấm sét này. Người này tỏa ra uy áp vô cùng khủng bố, chấn áp bốn dị năng giả Thiên Phạt này, trực tiếp chấn áp họ quỳ xuống đất phun máu. Người đến tất nhiên là Diệp Phàm, đến cùng với Diệp Phàm đến còn có 10 cao thủ của bộ ảnh của quỷ cốc. Thiếu chủ, ba người Huyết Phù, vua Bắc Cực, Lôi Chiến nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, từng người đều kích động gọi. Cậu là ai? Bốn dị năng giả quỳ trên mặt đất, vẻ mặt chấn động nhìn Diệp Phàm. Kẻ hủy diệt Thiên Phạt của mấy người. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nói, tổng bộ Thiên Phạt ở đâu? Diệp Phàm bước về phía bốn người này, lạnh lùng hét lớn. Bốn người họ đối mặt với câu hỏi của Diệp Phàm, không nói một lời. Không nói. Các ông sẽ nói. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt khiến người ta rùng mình, hắn vung tay, bốn cây kim bạc đâm vào cơ thể bốn người này. À à à. Ngay giây tiếp theo. Bốn người này phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Khuôn mặt họ vặn vẹo, kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết này khiến những người khác có mặt đều rùng mình, dựng tóc gáy. Vài phút sau, bốn cường giả Thiên Phạt này không chịu nổi đau đớn này muốn tự sát. Nhưng dưới uy áp của Diệp Phàm, họ căn bản không thể tự sát, chỉ có thể chịu đựng nỗi đau như hàng nghìn mũi kim đâm khắp người. Ta nói. Rất nhanh, một trong bốn người này không nhịn được nói. Tổng bộ Thiên Phạt ở. Ba người còn lại cũng lần lượt nói ra vị trí của Tổng bộ Thiên Phạt. Đâu? Chủ nhân của Thiên Phạt ở đó sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vâng. Trán bốn người này toát mồ hôi hột, vẻ mặt đau đớn gật. Giết. Ngay sau đó, Diệp Phàm lạnh lùng nói. 10 người của bộ ảnh trực tiếp ra tay, bốn luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ngay lập tức,
bốn người này phun ra bốn ngụm máu tươi từ cổ họng, ngã xuống đất, chết thảm. Những người khác đều là người của thiên phạt sao? Diệp Phàm đến trước mặt ba người huyết phu, vùng kim bạc chữa trị vết thương cho họ, đồng thời hỏi. Tất cả bọn họ đều là những quân đoàn lính đánh thuê và những người của các tổ chức hắc ám lớn được thiên phạt chỉ thị tấn công chúng ta, còn có kẻ thù cũ của quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến của ta. Vua Bắc Cực lên tiếng. Đã là kẻ thù thì phải giết. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Diệp Phàm vừa dứt lời, 10 cao thủ của bộ ảnh trực tiếp xông ra, triển khai cuộc tàn sát đối với hàng vạn người này. Các huynh đệ, giết! Lúc này, sau khi Lôi Chiến và vua Bắc Cực hồi phục vết thương, họ đều hét lớn. Họ dẫn theo thuộc hạ xông ra ngoài, huyết phu cũng tiếp tục tàn sát. Ầm ầm ầm, trận chiến lớn này tiếp tục diễn ra. Lần này có 10 cao thủ của bộ ảnh giúp đỡ, bọn vua Bắc Cực càng chiếm ưu thế. Những người của các quân đoàn lính đánh thuê và tổ chức hắc ám này, vì chủ nhân bị giết, cộng thêm cảnh tượng bốn cường giả thiên phạt chết thảm vừa rồi đã khiến họ chấn động, khiến họ mất hết ý chí chiến đấu, lần lượt bỏ chạy. Cuối cùng, những quân đoàn lính đánh thuê, tổ chức hắc ám và kẻ thù cũ của quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến này đều bỏ trốn sau khi bỏ lại hàng vạn xác chết. Lúc này, trong thị trấn này, xác chết khắp nơi, thi thể chất thành núi. Sau trận chiến này, quân đoàn Bắc Cực và những người của liên minh cuồng chiến chỉ còn lại vài nghìn người, hơn nữa người nào cũng bị thương. Cảm ơn thiếu chủ đã ra tay cứu giúp. Ba người huyết phu, vua Bắc Cực, Lôi Chiến quỳ xuống trước Diệp Phàm nói. Vì thiên phạt nên tôi mới ra tay cùng các người, đáng lẽ tôi phải nói xin lỗi các người mới đúng. Diệp Phàm lên tiếng. Thiếu chủ là đệ tử của chủ nhân, mệnh lệnh của thiếu chủ, bọn ta đương nhiên phải tuân theo. Huyết phu lạnh lùng nói. Tiếp theo, các người hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Diệp Phàm lên tiếng. Thiếu chủ, cậu định đến tổng bộ thiên phạt sao? Vua Bắc Cực lên tiếng. Đúng vậy. Lần này tôi sẽ diệt sạch thiên phạt, báo thù cho nhà họ Diệp. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên sát ý ngút trời. Thiếu chủ, thiên phạt này là tổ chức hàng đầu trong số các tổ chức cấp SSS của thế giới hắc ám, chắc chắn tổng bộ của họ có rất nhiều cường giả. Thiếu chủ một mình đến đó quá nguy hiểm. Huyết phu nói. Thiếu chủ, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, hãy để chúng tôi đi theo thiếu chủ cùng diệt thiên phạt đi, vừa hay cũng có thể chút giận. Lỗi Chiến lạnh lùng nói. Thiếu chủ, tôi có một đề xuất. Lúc này, vua Bắc Cực lên tiếng. Đề xuất gì? Diệp Phàm nhìn đối phương, sau đó trực tiếp nói. Thiếu chủ, chỉ bằng nhân danh chủ nhân, triệu tập 6 người hầu còn lại của chủ nhân đến, cùng nhau đối phó với thiên phạt. Ý kiến này không tệ, mấy người hầu còn lại của chủ nhân chắc chắn cũng không đơn giản, nếu họ giúp đỡ sẽ tăng khả năng diệt trừ thiên phạt. Huyết phu gật đầu. Còn Diệp Phàm nghe thấy đề xuất này, ánh mắt hắn lóe lên. Đối với hắn mà nói, cho dù thiên phạt có mạnh đến đâu, một mình hắn cũng đủ sức diệt trừ. Nhưng lần này hắn không đối phó với thế lực bình thường, mà là báo thù diệt môn. Vì vậy hắn phải chuẩn bị đầy đủ, phải đánh một đòn chí mạng, tuyệt đối không thể cho người của thiên phạt có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Hắn muốn người của thiên phạt diệt vong hoàn toàn. Được, cứ làm theo lời các người đi. Diệp Phàm suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Tiếp theo, hắn dùng tài khoản của tứ sư phụ Tu La lên ám võng đăng một tin nhắn, thông báo cho tất cả những người hầu của mình đến ngay lập tức. Tin tức Diệp Phàm đăng tải một lần nữa gây chấn động dark web và sau đó gây chấn động cả thế giới ngầm. Tu La lại đăng tin triệu tập thuộc hạ tái xuất giang hồ sao. Vô số người đang đoán giả đoán non. Năm xưa sát thần Tu La có thể để lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho cả thế giới ngầm. Nhưng nếu đối phương muốn tái xuất giang hồ thì đối với nhiều người đó là chuyện tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong một cung điện nguy nga nào đó ở Bắc Âu, một người đàn ông tóc vàng nhìn vào máy tính rồi đột nhiên kích động nói, chủ nhân xuất hiện sao? Đến rồi. Ngay lập tức người đàn ông trực tiếp hét lớn. Còn ở bên ngoài một ngọn núi lửa nào đó, một bóng người vội vã chạy đến nơi này, đối diện với ngọn núi lớn hét lớn. Đại nhân, sát thần Tu La đã gửi tin nhắn bảo ngài và mấy người hầu khác của ông đến gặp ông ngay lập tức. Ầm, ầm, ầm. Ngay giây tiếp theo, từ trong ngọn núi lửa vang lên tiếng gầm rú. Ngọn lửa ngút trời phun ra khiến người đó liên tục lùi lại. Lúc này, một người đàn ông mặc áo choàng dài màu đỏ thẫm đi ra từ ngọn núi lửa đó, hoàn toàn không sợ ngọn lửa đáng sợ đó.
chủ nhân cuối cùng cũng xuất hiện sao? Người đàn ông bước ra khỏi ngọn núi lửa lẩm bẩm tự nói, đôi mắt lóe lên ánh lửa. Tiếp theo, ở khắp nơi trên thế giới, những người hầu khác của Tu La lần lượt nhận được tin tức và hành động. Còn trong căn cứ dưới lòng đất của một hòn đảo nào đó, thiếu chủ Caster của Hắc Thiên Sứ nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà tài khoản Tu La đăng trên dark web, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tu La, người cuối cùng cũng xuất hiện. Trong mắt Caster lóe lên sát ý lạnh lẽo. Người đâu? Ngay lập tức, Caster trực tiếp hét lớn. Thiếu chủ, một người đàn ông mặc đồ đen đến sau lưng Caster, mở miệng nói. Truyền lệnh, tập hợp toàn bộ lực lượng của Hắc Thiên Sứ, lần này nhất định phải giết Tu La để báo thù cho cha và Hắc Thiên Sứ. Còn nữa, lập tức liên lạc với bên trên, nói rằng Tu La xuất hiện, yêu cầu hỗ trợ. Hắc Thiên Sứ ẩn náu hàng chục năm. Lần này sẽ dẫm đạp lên xác chết của Tu La để tái xuất giang hồ. Caster hét lớn, vẻ mặt đầy sát khí. Thiếu chủ, người đàn ông mặc đồ đen gật đầu rồi đi ra ngoài. Cha, con sắp báo thù cho cha được rồi. Trong mắt Caster lóe lên sát ý lạnh lẽo. Còn ở điện thiên thần bên ngoài lãnh thổ, Tu La thế mà lại xuất hiện. Điện chủ của điện thiên thần nhận được tin tức từ thuộc hạ truyền đến, trong mắt hắn ta lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Trốn mười mấy năm cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Chủ nhân của điện thiên thần cười lạnh. Điện chủ, có cần triệu tập ngay những cường giả trong điện để ra tay với Tu La không? Thuộc hạ lên tiếng. Tu La không dễ đối phó như vậy, hơn nữa bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ ông ta đạt đến cảnh giới nào thì không ai rõ, trước tiên hãy để người khác đi thăm dò tình hình đã. Điện chủ lạnh lùng nói. Điện chủ muốn. Thuộc hạ ánh mắt lóe lên. Truyền tin đi. Ai bắt được Tu La sẽ trở thành đồng minh của Điện Thiên Thần, được Điện Thiên Thần che chở. Chủ nhân của Điện Thiên Thần trực tiếp nói. Điện chủ muốn mượn đao giết người, cao minh. Thuộc hạ kinh ngạc nói. Còn nữa, thông báo cho những người trên thần bảng, ai có thể giết Tu La sẽ được tặng phần tài nguyên ở Bắc Sơn. Điện chủ lại nói. Điện chủ muốn tặng Bắc Sơn sao? Thuộc hạ nghe điện chủ của mình nói vậy thì vẻ mặt kinh ngạc. Gã rất rõ ràng. Tài nguyên chứa trong Bắc Sơn quý giá đến mức nào, ngay cả điện thiên thần của bọn họ cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể cướp được từ tay nhiều thế lực và quốc gia như vậy, bây giờ điện chủ lại muốn tặng đi sao? Nếu bọn chúng thật sự có thể giết được Tu La thì tặng Bắc Sơn cho bọn chúng thì sao? Điện chủ của điện thiên thần cười lạnh nói. Rất nhanh, điện thiên thần đã đưa ra thông báo, bất kỳ ai có thể bắt được sát thần Tu La đều có thể trở thành đồng minh của điện thiên thần, được điện thiên thần che chở. Tin tức này vừa truyền ra, không chỉ gây chấn động thế giới ngoại vực mà còn gây chấn động cả thế giới. Thời gian đó, các thế lực ở ngoại vực, các thế lực hắc ám của các quốc gia trên thế giới đều bàn tán xôn xao, tất cả đều dục dịch ngóc đầu dậy. Mặc dù sát thần Tu La rất đáng sợ nhưng Điện Thiên Thần còn đáng sợ hơn, đây là tổ chức hàng đầu ở ngoại vực, điện chủ của họ còn là một siêu cường giả trên thần bảng, ngay cả những quốc gia thế giới đó cũng không dám dễ dàng đắc tội với Điện Thiên Thần. Nhưng nếu có thể trở thành đồng minh của Điện Thiên Thần, leo lên được cái cây to của Điện Thiên Thần thì địa vị của họ sẽ lập tức được nâng cao vài bậc, trở thành những kẻ mà không ai dám trêu chọc. Vì vậy, nhiều tổ chức hoặc thế lực hắc ám ngoại vực đều bắt đầu chuẩn bị đối phó với sát thần Tu La. Thậm chí, không ít quốc gia cũng đang tính toán đối phó với Tu La, dù sao nếu họ có thể trở thành đồng minh của Điện Thiên Thần thì đối với sự phát triển của họ ở ngoại vực sẽ có lợi rất lớn. Cứ như vậy. Vì một tin tức mà Diệp Phàm đưa ra đã trực tiếp gây ra một trận bão tố. Còn Diệp Phàm lại không biết những điều này. Trong thị trấn nọ, lúc này, một nhóm lớn người xuất hiện, đứng đầu là năm bóng người tỏa ra khí tức giống nhau. Năm người đàn ông tóc vàng mặc bộ vest đuôi én màu tím, tỏa ra khí chất cao quý, giống như quý tộc vậy. Một người đàn ông mặc áo choàng dài màu đỏ thẫm, hai mắt bốc cháy hai ngọn lửa rực rỡ. Một người là một ông lão hơn 50 tuổi chống gậy. Người thứ tư là một người đàn ông mặc áo choàng đen, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Cuối cùng là một người phụ nữ mặc váy dài màu đen, giữa lông mày cô ta vẽ một hình thù rất đen, mái tóc dài ngang vai, 10 ngón tay sơn móng tay màu đen dài, trông giống như một phù thủy tóc đen. Các vị chính là 5 người hầu của Tu La. Diệp Phàm bước ra, nhìn 5 người nói. Ai? Chủ nhân ở đâu? Người đàn ông tóc vàng nhìn Diệp Phàm trực tiếp hét lớn.
Tứ sư phụ ở đây. Diệp Phàm nói. Tứ sư phụ. Người đàn ông mặc áo choàng dài màu đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Đúng vậy, sát thần Tu La là tứ sư phụ của tôi, chính tôi đã dùng tài khoản của ông ấy để đăng tin tức, triệu tập các vị đến đây. Diệp Phàm lên tiếng nói. Lời Diệp Phàm vừa dứt, tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc, nhìn hắn với vẻ mặt khó tin. Cậu là đệ tử của chủ nhân. Làm sao chứng minh? Người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Ông muốn tôi chứng minh sao? Diệp Phàm cười nhẹ. Xoẹt. Ngay giây tiếp theo, ánh mắt Diệp Phàm trở nên sắc bén, thân hình như ma quỷ xuất hiện trước mặt người đàn ông mặc áo choàng đen này, giơ tay ra, trực tiếp bóp cổ hắn ta. Theo động tác đột ngột của Diệp Phàm, hắn đã chế ngự được người này ngay lập tức, bốn người còn lại đều biến sắc, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng và chấn động. Còn người đàn ông mặc áo choàng đen càng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, trong mắt thậm chí còn có chút kinh hãi. Với thực lực của hắn ta, vậy mà lại bị đối phương chế ngự ngay lập tức, thực lực của tên này quả thực rất khó tin. Chứng minh thế này đủ chưa? Diệp Phàm bóp cổ người đàn ông mặc áo choàng đen, lạnh lùng nói. Đủ rồi, đủ rồi. Người đàn ông này liên tục gật đầu. Bịch. Diệp Phàm vung tay, người đàn ông mặc áo choàng đen bị ném xuống đất. Diệp Phàm nhìn bốn người còn lại, còn ai nghi ngờ thân phận của tôi không? Bốn người này vẻ mặt ngưng trọng, không ai dám lên tiếng. Còn không tham kiến thiếu chủ. Lôi Chiến nhìn mấy người này quát lớn. Tham kiến thiếu chủ. Ngay lập tức, năm người này cúi người trước Diệp Phàm, đồng thanh nói. Giới thiệu thân phận của các vị đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bẩm thiếu chủ, tôi tên là Ross, là tam hoàng tử của nước Phần Lan ở Bắc Âu. Người đàn ông tóc vàng lên tiếng nói. Hoàng tử. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn đối phương. Không ngờ tứ sư phụ của hắn lại thu nhận một vị hoàng tử làm người hầu, đúng là có bản lĩnh. Bẩm thiếu chủ, tôi tên là Diệp, không có thân phận gì khác. Người đàn ông mặc áo choàng dài màu đỏ thẫm lạnh lùng nói. Ngươi chính là Diệp, người đứng thứ 5 trên hắc bảng. Ngay lập tức, Lôi Chiến nhìn người này với vẻ mặt kinh ngạc. Đứng thứ 5 trên hắc bảng. Diệp Phàm liếc Diệp một cái. Bây giờ hẳn là top 3 trên hắc bảng. Diệp kiêu ngạo nói. Bẩm thiếu chủ, lão già tôi tên là Lót, là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Rockfit. Ông lão chống gậy lên tiếng nói. Tứ sư phụ của tôi sao lại thu nhận một ông già như ông làm người hầu? Diệp Phàm khó hiểu nhìn đối phương nói. Hắn nhìn ra ông lão này không có bất kỳ thực lực nào, chỉ là một người bình thường. Thiếu chủ, gia tộc Rockfit là tập đoàn tài chính hàng đầu phương Tây, nắm trong tay hơn 10 tập đoàn tài chính trị giá hàng nghìn tỷ, tổng tài sản cộng lại lên tới hàng chục nghìn tỷ, không ít quốc gia đều có sự hỗ trợ tài chính của gia tộc Rockfit. Năng lực của họ cực kỳ lớn, chỉ một câu nói cũng có thể khiến một quốc gia hoặc tổ chức diệt vong. Vua Bắc Cực nói với Diệp Phàm. Ghê gớm như vậy sao? Diệp Phàm nhìn ông lão có vẻ ngoài không mấy nổi bật này, có chút kinh ngạc. Quá khen rồi. Ông lão khiêm tốn nói. Còn ông? Diệp Phàm nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen. Thuộc hạ tên là Ám Minh, là thủ lĩnh của tổ chức ám dạ. Người đàn ông mặc áo choàng đen lên tiếng nói. Tổ chức ám dạ là một trong những tổ chức cấp SSS của thế giới ngầm. Vua Bắc Cực nói. Diệp Phàm gật đầu, hắn nhìn người phụ nữ mặc váy đen cuối cùng, cô cũng là người hầu của tứ sư phụ tôi sao? Vâng. Thuộc hạ tên là Natasha Romanov, năm đó tôi được chủ nhân cứu mạng, vì vậy trở thành người hầu của chủ nhân. Người phụ nữ này lên tiếng nói. Natasha Romanov, cao thủ hàng đầu mới nổi trong 10 năm gần đây, đứng thứ 7 trên hắc bảng, thứ 4 trên bảng sát thủ. Huyết phu nhìn chằm chằm vào Natasha Romanov, giọng trầm trọng nói. Anh là huyết phu. Anh cũng là người hầu của chủ nhân. Natasha Romanov nhìn huyết phu. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy. Huyết đồ nói. Tứ sư phụ có 9 người hầu, sao vẫn còn thiếu một người? Lúc này, Diệp Phàm lên tiếng nói. Mấy người họ nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. Dù sao 9 người hầu của Tu La đều không biết thân phận của nhau, vì vậy họ cũng không biết người hầu thứ 9 này là ai, tại sao lại không xuất hiện. Thôi bỏ đi, không cần quan tâm nữa. Diệp Phàm lên tiếng nói. Ánh mắt hắn nhìn năm người này,
hôm nay tôi triệu tập các vị đến đây chỉ có một mục đích, đó là tiêu diệt thiên phạt. Thiếu chủ muốn tiêu diệt thiên phạt. Ross kinh ngạc nói. Bốn người còn lại đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Đúng vậy. Sao nào, các vị sợ rồi sao? Diệp Phàm nhìn mấy người này, lạnh lùng nói. Thiếu chủ không sợ, chúng tôi sợ cái gì? Tôi muốn lĩnh giáo sự lợi hại của thiên phạt từ lâu rồi. Diệp lạnh lùng nói. Thiếu chủ nếu muốn đối phó với thiên phạt, vậy thì gia tộc Rockfish của tôi nhất định sẽ giúp đỡ toàn lực. Tộc trưởng gia tộc Rockfish là Lót dứt khoát nói. Tổ chức ám giả của tôi luôn nghe theo sự chỉ huy của thiếu chủ. Ám Minh trầm giọng nói. Tốt, các vị chuẩn bị một chút, tôi muốn người của thiên phạt không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Diệp Phàm lạnh lùng hét lớn. 3 giờ sau, Diệp Phàm dẫn theo 8 người hầu của tứ sư phụ và thế lực của họ cùng 10 cao thủ của bộ ảnh, trực tiếp xông đến tổng bộ thiên phạt. Tổng bộ thiên phạt nằm trên đảo nhỏ nào đó ở phía tây. Nhìn từ ngoài, hòn đảo nhìn rất giống một hòn đảo hoang, nhưng trên thực tế đây lại là tổng bộ thiên phạt. Bốn phía của đảo nhỏ là biển, muốn bước lên đảo chỉ có cách đi thuyền. Chỉ cần có thuyền đến gần đảo nhỏ, lập tức sẽ bị thiên phạt phát hiện. Lúc này, mặt trời ngả về tây, đêm tối bao phủ mảnh đất phương tây. Ánh trăng đêm nay rất sáng, biển rộng sóng êm gió lặng. Nhưng không biết từ khi nào, đột nhiên vang lên tiếng cano. Trên mặt biển xuất hiện vô số cano, du thuyền, thậm chí có cả chiến hạm. Trên chiến hạm này là đoàn người Diệp Phàm. Lót, ông rất có bản lĩnh, không ngờ có thể lấy ra cả chiến hạm. Diệp Phàm nhìn Lót, tộc trưởng gia tộc Rockfish, cảm thán. Mấy con chiến hạm này xuất phát từ tay Lót. Lần này Lót không chỉ điều động 5 con chiến hạm, còn triệu tập 3 vạn lính đánh thuê. Thiếu chủ quá khen, nếu không phải quá gấp. Thiếu chủ muốn 50 chiến hạm tôi cũng tìm được cho ngài, thậm chí nếu thiếu chủ yêu cầu tàu sân bay, chỉ tốn chút thời gian tôi cũng có thể tìm được. Lót tùy ý nói. À, Diệp Phàm bị kinh sợ trước sự khoe khoang của đối phương. Rốt cuộc tứ sư phụ đã thu người hầu gì vậy, ngay cả tàu sân bay cũng có, thật sự vô cùng cao siêu. Lót, báo cho người của ông bao vây 4 phía hòn đảo này, không được thả chạy người nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Những người còn lại lên đảo với tôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Rõ. Thiếu chủ yên tâm, tôi sẽ không để bất cứ con cá nào lọt lưới. Lót nói. Thiếu chủ, theo tôi thấy nếu chúng ta có chiến hạm, trực tiếp dùng chiến hạm bắn nổ hang ổ của thiên phạt là được, việc gì phải tự mình lên đảo đánh với bọn họ. Lôi Chiến khó hiểu nói. Anh cảm thấy thiên phạt ngốc hả? Chắc chắn trên đảo của bọn họ có cả vũ khí nóng, nếu không nhỡ may hang ổ của bọn họ bị phát hiện, khác gì thành bia ngắm. Hơn nữa tôi muốn tự tay giết chết chủ nhân thiên phạt. Để hắn ta chết dưới đạn pháo quá nhân từ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vâng. Lôi Chiến gật đầu. Sau đó bọn họ đi thẳng đến gần đảo nhỏ. Trong căn cứ của tổng bộ thiên phạt. Báo cáo, radar giám sát phát hiện có một lượng lớn tàu thuyền đến gần. Trong đó có 5 con chiến hạm. Thành viên thiên phạt vội vàng báo cáo lên đại hộ pháp thiên phạt. Bây giờ chủ nhân thiên phạt đang bế quan, thiên phạt do đại hộ pháp quản lý. Điều tra rõ lai lịch chưa? Khi đại hộ pháp biết được tin này, nhíu mày, lạnh nhạt nói. Tạm thời chưa rõ. Thành viên này trả lời. Lập tức khởi động phòng ngự cấp 1, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại hộ pháp nói. Rõ. Thành viên này xoay người rời đi. Đại hộ pháp, không lẽ có người phát hiện tổng bộ của chúng ta? Một người cầm quyền thiên phạt nói. 4 cao thủ mà chúng ta phái đi tiêu diệt quân đoàn Bắc Cực đều không có tin tức, có phải bọn họ tiết lộ hay không? Một người cầm quyền khác nói. Người nói quân đoàn Bắc Cực, liên minh cuồng chiến đến báo thù. Không thể nào, 2 tổ chức này đã bị chúng ta tiêu diệt chỉ còn lại mấy ngàn người, sao dám đến tìm chúng ta báo thù? Vị cầm quyền lúc đầu lắc đầu phản bác. Dù là ai, nếu dám đến đây chịu chết, chúng ta sẽ thành toàn cho hắn ta. Báo cho tất cả thành viên thiên phạt, chuẩn bị chiến đấu. Đại hộ pháp lạnh lùng quát. Cùng lúc đó, Diệp Phàm mang theo huyết đồ, Lôi Chiến, vua Bắc Cực, Diễm, Ám Minh, Hắc Quả Phụ và 10 cao thủ của ảnh bộ đi lên đảo. Sau bọn họ là 7.000 cao thủ của tổ chức ám dạ dưới trướng của ám mình cùng với 1 vạn chiến sĩ do Rod triệu tập từ Pháp Lan Quốc,
cộng thêm số người còn lại của quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến, tổng cộng có 2 vạn người bước lên hòn đảo này. 3 vạn lính đánh thuê do Lót thuê đã bao vây 4 phương 8 hướng của hòn đảo. Một phút sau khi đám người Diệp Phàm lên đảo, một tiếng chuông to lớn vang dội vang lên. Ánh đèn nổi lên 4 phía, một đám thành viên thiên phạt cầm vũ khí xuất hiện. Giết, không tha cho kẻ nào. Diệp Phàm trực tiếp ra lệnh hủy diệt thiên phạt. Hắn vừa dứt lời, đám người huyết đồ lập tức xông lên lao về phía đám người thiên phạt. Thành viên thiên phạt đang định nổ súng, kết quả 10 cao thủ ảnh bộ đã xông đến trước mặt bọn họ. Sau đó đám thành viên này chưa kịp nổ súng đã bị chết thảm. Đám người huyết đồ xông lên, hai bên chìm trong hỗn chiến, thành viên thiên phạt không thể sử dụng súng ống, đành phải sử dụng vũ khí lạnh. Phụt phụt phụt, Diệp Phàm cầm đoàn kiếm màu đen bước từng bước đến căn cứ thiên phạt. Thành viên thiên phạt chắn trước mặt hắn đều bị hắn chém giết. Rất nhanh, Diệp Phàm đã đi đến lối vào căn cứ thiên phạt. Lần này vô số cao thủ thiên phạt xông ra lao về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm một người một kiếm điên cuồng tàn sát người của thiên phạt. Khi 10 cao thủ ảnh bộ và đám người huyết đồ, diễm, ám minh lao đến, đám cao thủ thiên phạt càng chết thảm hơn. Cuối cùng mấy trăm cao thủ thiên phạt trên huyền cảnh xông đến cũng chết thảm. Đoàn kiếm trong tay Diệp Phàm nhiễm máu tươi, nhưng lại bị thân kiếm hấp thu hết, vô cùng quỷ dị. Diệp Phàm, không ngờ lại là mày. Một tiếng quát lạnh băng vang lên. Đại hộ pháp tổng bộ thiên phạt dẫn theo các cao thủ đứng đầu thiên phạt xuất hiện. Trong nhóm người này, thực lực thấp nhất là thiên cảnh tam trọng, thậm chí trong đó còn có cao thủ trên thiên cảnh. Thực lực của đại hộ pháp càng thêm sâu không lường được, trong mắt tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Có vẻ thiên phạt biết rất rõ về tao. Diệp Phàm nói. Thì ra quân đoàn Bắc Cực, liên minh cuồng chiến đối phó với phân bộ thiên phạt đều do mày ra lệnh. Tao bảo ngay mà, sao bọn họ dám có gan đối địch với thiên phạt? Đại hộ pháp lạnh lùng quát. Chủ nhân thiên phạt đâu, bảo hắn ta lăn ra đây nhận chết. Diệp Phàm quát. Hừ, chỉ bằng mày cũng dám khiêu khích chủ nhân tao, không biết lượng sức. Đại hộ pháp khinh thường nói. Đại hộ pháp vừa dứt lời, một tia sáng lạnh lóe lên. Kết quả đại hộ pháp còn chưa kịp phản ứng đã bị đoàn kiếm trong tay Diệp Phàm đâm thủng ngực. Hiện trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đám cao thủ thiên phạt ngây ra như phỗng, bị chấn động mạnh. Mày! Đại hộ pháp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không thể tin tưởng. Ông ta không thể ngờ với thực lực trên thiên cảnh như ông ta cũng bị một hậu bối trẻ tuổi như Diệp Phàm giết chết. Không thể nào! Sao tên này lại mạnh như vậy? Thực lực của Diệp Phàm hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của đại hộ pháp. Với thân phận và kiến thức của ông ta, biết trên thế giới này có rất nhiều thiên kiêu tuyệt thế, nhưng không ai đáng sợ như Diệp Phàm. Đại hộ pháp thiên phạt còn định nói gì đó, nhưng Diệp Phàm chuyển động kiếm, thân thể của ông ta nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, xương thịt rơi đầy đất. Cảnh tượng này gây ra chấn động không hề nhỏ cho đám người thiên phạt. Đại hộ pháp thiên phạt lại bị giết chết dễ dàng như vậy. Mày dám giết đại hộ pháp? Chủ nhân sẽ không bỏ qua cho mày. Ngay sau đó một cao thủ thiên phạt thiên cảnh thất trọng gầm lên. Phụt! Người này vừa dứt lời, Diệp Phàm vung kiếm cắt đứt cổ tên này, máu tươi phun trào, đôi mắt mở to, chết không nhắm mắt. Cao thủ thiên phạt khác run lên, chảy mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không dám nói gì. Tối nay tôi muốn thiên phạt biến mất khỏi thế giới này. Giết! Diệp Phàm hét lên. Đám người huyết đồ xông ra ngoài. Đúng lúc này trên trời cao truyền ra một tiếng sấm sét. Một tia chớp đáng sợ bổ xuống đám người huyết đồ. Đám người huyết đồ biến sắc, Diệp Phàm vung kiếm chặn đứng tia chớp này. Mặc dù Diệp Phàm ngăn được tia chớp này nhưng dư chấn năng lượng giữa hai bên lại đánh bay đám người huyết đồ. Phụt phụt phụt. Đám người huyết đồ nện xuống đất hộc máu. Tay cầm kiếm của Diệp Phàm run lên, nhíu mày. Một tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một người đàn ông trung niên mặt chữ điền mặc trường bào màu tím, tay cầm trường kiếm màu tím, ánh mắt âm u, lạnh lẽo, làm người không rét mà run. Người này xuất hiện, sấm sét ầm ầm, cho người ta cảm giác mây đen đang ấp ủ sét, vô cùng áp bách. Chủ nhân, người thiên phạt nhìn thấy người này, vội vàng quỳ xuống. Người đàn ông này chính là chủ nhân thiên phạt. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào kẻ thù giết ba, trong mắt lóe lên sát ý dày đặc, không
không khí xung quanh như đọng lại. Chủ nhân thiên phạt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, quả nhiên là con trai của Diệp Thiên Long, có vài phần sự ngông cuồng kiêu ngạo của hắn năm đó. Đáng tiếc năm đó ba người vẫn chết dưới kiếm của ta, người cũng sẽ đi lên vết xe đổ của hắn. Ầm ầm ầm. Vừa dứt lời, tiếng sấm trên trời cao càng thêm chói tai, vô số tia chớp vang lên như muốn hủy diệt trời đất. Không khí trên đảo đọng lại, tràn ngập cảm giác chết chóc. Giết ba ta, diệt nhà ta. Hôm nay hoặc ngươi chết hoặc ta chết. Diệp Phàm gầm lên. Nói xong hắn cầm kiếm xông về phía đối phương. Bùm. Thủ lĩnh thiên phạt vung thanh kiếm màu tím trong tay. Từ trên trời, từng tia sấm sét chút xuống, đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vung con dao găm màu đen của mình lên, phá hủy tất cả những tia sấm sét này. Mà lúc Diệp Phàm đang chống cự với những tia sấm sét này, thanh kiếm thủ lĩnh thiên phạt hóa thành ánh sáng màu tím, lao nhanh về phía hắn, tốc độ nhanh như tia chớp. Bùm! Ngay khi Diệp Phàm vừa phá hủy tia chớp, thanh kiếm sắc bén của thủ lĩnh thiên phạt đã ở gần trong gang tấc. Hắn không kịp phản kháng, chỉ kịp rút kiếm ra để chặn thanh kiếm sắc bén của đối phương. Kèm theo tiếng sấm rền vang, Diệp Phàm bị chấn động đến mức liên tục lùi về phía sau. Cùng lúc đó, sấm sét trên bầu trời lại lần nữa đánh về phía Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm đang chống cự công kích của thủ lĩnh thiên phạt, căn bản không rảnh để ý tới tia sấm sét kia. Thiếu chủ, cẩn thận! Lúc này, 10 cao thủ hàng đầu của ảnh bộ, huyết phu, vua Bắc Cực, Diễm và những người khác bất chấp vết thương lao tới, cùng hợp tác để chống lại từng tia sấm sét. Đùng đoàng đoàng! Tia sét này mạnh đến mức trực tiếp hất văng tất cả bọn họ ra xa, tất cả đều điên cuồng nôn ra máu và bị thương nặng. Tuy nhiên, khi bọn họ ra tay, những tia sấm sét cũng bị phá hủy. Mà Diệp Phàm nhìn thấy đám người huyết phu vì mình mà bị thương nặng, trong mắt lóe lên sự tức giận sâu sắc, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng đêm đó nhà họ Diệp bị thảm sát, lúc đó hắn không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người thân của mình bị giết. À, ký ức năm xưa hiện lên trong đầu, trực tiếp khơi dậy lửa giận của Diệp Phàm. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, trong mắt đỏ đậm, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, đánh bật thủ lĩnh thiên phạt ra sau hơn 10 mét. Lúc này, thủ lĩnh thiên phạt nhìn Diệp Phàm, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Cậu cũng có chút tài năng đó, nhưng điều này cũng không thay đổi được kết cục của cậu. Hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi đoàn tụ với cha mình. Thủ lĩnh thiên phạt lạnh lùng nói. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, những tia sét cực kỳ đáng sợ từ hư không lóe lên, giống như thiên phạt trong tiểu thuyết đang giáng xuống. Đây đương nhiên là do thủ lĩnh thiên phạt triệu hồi, bao gồm cả sấm sét vừa rồi, tất cả đều do thủ lĩnh thiên phạt ra tay. Vị thủ lĩnh thiên phạt này không chỉ là một võ giả mạnh mẽ mà còn là một thuật sĩ mạnh mẽ, có thể điều khiển sấm sét, ông ta là một cao thủ hàng đầu về cả võ đạo và thuật pháp. Hơn nữa, khả năng điều khiển sấm sét của người này đã đạt tới trình độ cực kỳ siêu cao, có thể tấn công cùng lúc với các đòn tấn công võ đạo của mình. Công kích bằng võ đạo và công kích thuật sĩ đồng thời tiến hành, uy lực tuyệt đối vượt ngoài sức tưởng tượng. Lôi long tấn công. Lúc này, thủ lĩnh thiên phạt nhìn Diệp Phàm, hét lớn. Ông ta cầm thanh kiếm bằng cả hai tay và chém thẳng về phía Diệp Phàm. Khi ông ta chém ra một kiếm này, tất cả sấm sét trong hư không đều giáng xuống và hội tụ vào thanh kiếm của ông ta, khiến thanh kiếm màu tím của ông ta phát ra ánh sáng sấm sét đáng sợ, và cuối cùng biến thành một con rồng sấm màu tím dài đến 100 mét, lao về phía Diệp Phàm. Sốc! Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều bị. Chưa ai trong số họ từng chứng kiến cảnh tượng tấn công kinh hoàng như vậy. Điều này thật đáng sợ, giống như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Sức mạnh của đòn đánh này đủ để phá hủy toàn bộ hòn đảo nhỏ. Vào lúc này, mọi người trên đảo đều cảm thấy tim đập rất nhanh, như thể một giây tiếp theo họ sẽ bước vào địa ngục. Diệp Phàm nhìn công kích của thủ lĩnh thiên phạt, sắc mặt lạnh lùng nói, ông cho rằng chỉ có mình ông có thể khống chế sấm sét sao. Diệp Phàm nói xong, nhanh chóng dùng tay kết ấn, hai đạo hào quang vụt ra từ trong mắt. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, từng luồng sức mạnh sấm sét từ trong hư không giáng xuống, biến thành một bàn tay sấm sét khổng lồ vụt về phía con rồng sấm để trấn áp nó. Kèm theo một tiếng động lớn vang lên. Con rồng sấm mà thủ lĩnh thiên phạt thi triển ra đã bị bàn tay sấm khổng lồ của Diệp Phàm làm nổ tung tại chỗ. Phút. Lập tức, thủ lĩnh thiên phạt phun ra một ngụm máu tươi.
trong mắt ngập tràn sự không tin tưởng, nhìn Diệp Phàm, cậu cũng là song tu võ đạo và thuật pháp sao? Bùm! Diệp Phàm thu hồi dao găm, vung nắm đấm, đấm về phía đối phương. Nắm đấm của hắn lóe lên ánh sáng sấm sét, mỗi một cú đấm tung ra đều như sấm sét, không thể ngăn cản. Lúc này, hai mắt Diệp Phàm đỏ đậm, lâm vào trạng thái điên cuồng, trực tiếp đánh cho thủ lĩnh Thiên Phạt không còn sức phản kháng, chỉ có thể liên tục phòng thủ lui về phía sau. Bùm! Phút! Với cú đấm không thể ngăn cản của Diệp Phàm, trực tiếp đánh thủ lĩnh Thiên Phạt bay ra xa, đập xuống đất, nôn ra máu. Cậu thực sự! Thủ lĩnh Thiên Phạt nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin nổi. Nhưng ông ta còn chưa nói xong, Diệp Phàm như tia chớp xuất hiện trước mặt ông ta, một quyền đánh vào người ông ta, lại lần nữa đánh ông ta bay ra ngoài. Phút! Thủ lĩnh Thiên Phạt nằm trên mặt đất điên cuồng nôn ra máu, những chỗ trên người tiếp xúc với nắm đấm của Diệp Phàm bị lõm xuống. Nắm đấm của Diệp Phàm ẩn chứa sức mạnh của sấm sét, cực kỳ khủng bố, mỗi cú đấm đánh vào người thủ lĩnh Thiên Phạt gây ra tổn thương nặng nề không thể tưởng tượng cho cơ thể ông ta. Nếu như thủ lĩnh Thiên Phạt không đủ mạnh, e là đã bị Diệp Phàm đánh tan thành từng mảnh từ lâu rồi. Nếu là người khác, cho dù là một cường giả thiên cảnh cũng không thể chống đỡ nổi một cú đấm của Diệp Phàm, mà xuống địa ngục. Nhưng thủ lĩnh Thiên Phạt đã chống đỡ được nhiều cú đấm của Diệp Phàm như vậy, cũng đủ chứng minh thực lực của ông ta. Tiếp theo, Diệp Phàm tiếp tục vung nắm đấm, đánh cho thủ lĩnh Thiên Phạt bị thương tích đầy mình, vết thương phủ kín người. Những người còn lại nhìn thấy thì thật sự sợ hãi, trong lòng họ run lên vì sợ hãi. Dưới sự tấn công điên cuồng của Diệp Phàm, ngay cả thủ lĩnh Thiên Phạt cũng không thể chịu đựng được nữa, ông ta đang cận kề cái chết và có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng Diệp Phàm cũng không có ý định để đối phương chết như vậy, hắn trực tiếp vung mấy cây kim châm đâm vào người đối phương, cứu ông ta. Tại sao cậu lại cứu tôi? Thủ lĩnh Thiên Phạt nhìn Diệp Phàm ra tay cứu mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ông muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sau khi cứu được thủ lĩnh Thiên Phạt, hắn lại vung nắm đấm về phía đối phương. Bùm bùm bùm. Lập tức, Diệp Phàm vung nắm đấm, điên cuồng đánh vào người thủ lĩnh Thiên Phạt, dùng việc này để trút bỏ hận ý đè nén trong lòng nhiều năm qua. Dưới sự tấn công điên cuồng của Diệp Phàm, thủ lĩnh Thiên Phạt lại phủ đầy vết thương và hơi thở thoi thóp. Diệp Phàm lại dùng kim châm cứu sống ông ta, sau đó tiếp tục tấn công. Cứ như thế, lặp đi lặp lại. Mỗi lần thủ lĩnh Thiên Phạt bị đánh đến gần như sắp đứt hơi, Diệp Phàm đều sẽ cứu sống ông ta, sau đó tiếp tục đánh rồi tiếp tục cứu sống. Thủ lĩnh Thiên Phạt uy nghiêm trực tiếp trở thành bao cát trong tay Diệp Phàm, chịu sự hủy diệt không ngừng nghỉ. Phương pháp cực kỳ tàn ác của Diệp Phàm không chỉ khiến những thành viên còn lại của Thiên Phạt sợ chết khiếp, mà cả đám người Huyết Phu, Vua Bắc Cực, Diễm cũng đang âm thầm nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh toát ra trên lưng. Cách tra tấn người này thật quá khủng khiếp. Nó khiến người ta phải chịu đựng sự tra tấn về thể xác vô tận, muốn chết mà không chết được, cảm giác này khiến người ta chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy kinh hãi rồi. Cậu giết tôi đi. Cuối cùng, thủ lĩnh Thiên Phạt không còn chịu nổi sự tra tấn vô nhân đạo của Diệp Phàm, lên tiếng đòi chết. Ông còn chưa trả xong món nợ máu của hàng trăm người nhà họ Diệp của tôi đâu, đã muốn chết rồi sao? Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm thủ lĩnh Thiên Phạt, sát ý vô hạn. Ha ha ha! Cậu thực sự nghĩ rằng tôi là người đã giết gia đình cậu sao? Thủ lĩnh Thiên Phạt đột nhiên cười lớn. Suốt! Diệp Phàm nghe được đối phương nói như vậy, nhíu mày, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng, nói, ông có ý gì? Tôi chỉ là đồng phạm, thủ phạm thực sự làm cậu cửa nát nhà tan là một người khác. Cót! Cậu thật sự ngây thơ! Thủ lĩnh Thiên Phạt nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt diễu. Nói cho tôi biết! Thủ phạm thực sự là ai? Diệp Phàm bóp cổ đối phương, hét lớn. Muốn biết? Tự mình đi tìm đi. Ha ha ha. Thủ lĩnh Thiên Phạt cười không kiêng nể. A! À, Diệp Phàm gầm lên giận dữ, trực tiếp xé xác thủ lĩnh Thiên Phạt làm đôi, máu nhuộm đỏ toàn thân hắn, khiến hắn trông giống như một con quỷ ở địa ngục. Mặc kệ thủ phạm thực sự là ai, tôi Diệp Phàm thề nhất định sẽ tìm người đó, khiến kẻ đó sống không bằng chết. Diệp Phàm hét lên từng chữ, mỗi chữ đều hàm chứa sát ý đáng sợ. Khi Diệp Phàm nói những lời này, trong một gian lầu gác xa xôi ở Long Quốc, người đàn ông trung niên mặc mãng bào đột nhiên cau mày, quân cờ trong tay rơi xuống đất. Chủ công, có chuyện gì vậy?
ông lão mặc thường phục ngồi trước mặt người đàn ông mặc mãng bào nhẹ giọng nói. Không biết vì sao, tôi đột nhiên cảm thấy bất an, giống mình có chuyện gì sắp xảy ra. Người đàn ông mặc áo mãng bào trầm giọng nói. Bây giờ tên nhãi ranh đó đang ở đâu? Lập tức, người mặc mãng bào hỏi. Báo cáo chủ nhân, theo tin tức mới nhất, hắn đã xuất ngoại, còn cứu quân đoàn Bắc Cực và người của Liên minh cuồng chiến từ tay thiên phạt. Lúc này, một người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện, quỳ xuống trước mặt người đàn ông mặc mãng bào nói. Cậu ta còn có quan hệ với thế lực ở nước ngoài sao? Người đàn ông mặc mãng bào cau mày nói, đi liên lạc với. Thiên phạt, xem bên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vâng. Người áo đen gật đầu. Một phút sau, người mặc áo đen quay lại trước mặt người đàn ông mặc mãng bào nói, chủ nhân, chúng ta không thể liên lạc được với thiên phạt. Không thể liên lạc được. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra? Người đàn ông mặc mãng bào thay đổi sắc mặt và cau mày. Chủ công không cần lo lắng, với thực lực của thiên phạt, không tệ xảy ra chuyện được. Ông lão mặc thường phục trầm giọng nói. Lập tức đi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với thiên phạt. Người đàn ông mặc mãng bào lạnh lùng hét lên, người đàn ông mặc áo đen gật đầu rồi trực tiếp rời đi. Ninh lão, tôi cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó. Lúc này, sắc mặt của người đàn ông mặc mãng bào trở nên nghiêm túc. Tại trụ sở thiên phạt. Sau khi Diệp Phàm giết chết thủ lĩnh thiên phạt, ánh mắt khát máu liếc nhìn những người còn lại của thiên phạt, tràn ngập sát ý, hét lên, các người đều đáng chết. Ầm ầm ầm. Diệp Phàm vừa nói ra những lời này, sấm sét đáng sợ từ trên trời giáng xuống, tấn công những thành viên của thiên phạt này. Trong chớp mắt, tất cả những thành viên của thiên phạt có mặt ở đây, đều bị sấm sét đánh trúng, không còn một ai sống sót. Cảnh tượng này lại khiến đám người của huyết phu bị chấn động. Lúc này Diệp Phàm thở hổn hển, sắc mặt hơi tái nhợt, cảm giác như tinh thần của mình đã cạn kiệt. Hắn hít một hơi thật sâu, quay người đi về phía đám người huyết phu, vùng kim châm để chữa trị vết thương cho họ. Cảm ơn thiếu chủ. Nhóm người này sôi nổi nói. Phải người cẩn thận tìm kiếm trong căn cứ thiên phạt, xem có manh mối gì không. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Vâng. Mọi người gật đầu, bọn họ trực tiếp đi tìm kiếm trong căn cứ thiên phạt, trong khi những người khác bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Mà Diệp Phàm đi tới nơi cao nhất của hòn đảo, nhìn bầu trời đầy sao, tự lẩm bẩm, ba, mẹ, hai người trên trời có linh thiêng nhìn xuống, con sẽ đưa tất cả kẻ thù đã hủy diệt nhà họ Diệp, hại chết hai người, đi xuống địa ngục để xin lỗi hai người. Nửa giờ sau, đám người huyết phu đi tới trước mặt Diệp Phàm, trả lời, thiếu chủ. Chúng tôi đã cẩn thận lục soát căn cứ thiên phạt, ngoại trừ tấm lệnh bài này ra, không có tin tức hữu dụng nào khác. Huyết phu nói rồi đưa một tấm lệnh bài màu vàng cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận lấy lệnh bài, sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ thấy một mặt của tấm lệnh bài này có khắc chữ Diệp, mặt còn lại có khắc vật tổ của một con thú lạ. Diệp Phàm nhìn tấm lệnh bài này, rồi lấy ra miếng ngọc bội gia truyền mà mẹ hắn đã giao cho hắn năm đó. Cả miếng ngọc bội và lệnh bài đều có chữ Diệp trên đó, cả hai đều có vật tổ của một con thú kỳ lạ, và chúng giống hệt nhau. Lúc này, đám người huyết phu sững sờ khi nhìn thấy hai thứ giống nhau này. Về phần Diệp Phàm, khi hắn nhìn thấy ngọc bội và lệnh bài này, sắc mặt không ngừng thay đổi, trong lòng dấy lên một cơn sóng. Tấm lệnh bài trong thiên phạt này rõ ràng đến từ cùng một nơi với miếng ngọc bội gia truyền của Diệp Phàm, hay nói cách khác, cả hai đều đến từ gia tộc Diệp Phàm. Nhưng vì sao lệnh bài của gia tộc Diệp Phàm lại ở thiên? Phát! Chẳng lẽ là... Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên nảy ra một suy đoán táo bạo, khiến hắn không thể tin được. Lập tức, hai tay Diệp Phàm nắm chặt ngọc bội và lệnh bài. Thông báo cho mọi người, tiêu diệt tất cả tàn dư của thiên phạt trên toàn thế giới. Diệp Phàm trực tiếp hét lên. Vâng! Đám người huyết phu gật đầu. Sau đó, Diệp Phàm rời khỏi hòn đảo. Mấy tiếng sau, ở phương Tây, trong một quán bar, Diệp Phàm ngồi ở chỗ này, uống rượu một mình. Anh chàng đẹp trai, anh có muốn mời tôi uống một ly không? Một cô gái tóc vàng ăn mặc gợi cảm đi tới chỗ Diệp Phàm, nói với vẻ mặt quyến rũ.